Di, Thiếu Du, sao trên vai ngươi lại có một con rắn nhỏ? Là yêu thú sao? Độc Cô Băng Lan nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, nhịn không được khẽ hỏi. Là yêu thú trong lúc ta vô ý nó liền đi theo ta. Lục Lâm Thiên nói. Thật xinh đẹp nha. Dương Diệu, Lục Vô Song, Thúy Ngọc, mấy nữ nhân đều tiến tới quan sát Tiểu Long. Thiếu Du, đưa nó cho ta mượn một chút được không? Độc Cô Băng Lan cười một tiếng sau đó đưa tay về phía Tiểu Long có vẻ cực kỳ yêu thích muốn ôm lấy Tiểu Long. Phì! Tiểu Long thè lưỡi ra, không ngừng thân thiết liếm vào mặt Độc Cô Băng Lan. Tiểu Long, người có thể không háo sắc như vậy được không? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn nó rồi thầm nói. Lão đại, đệ nào có? Tiểu Long trả lời, cái đầu quay về phía Lục Lâm Thiên trừng mắt có vẻ vô cùng khả ái. Thiếu Du, người còn chưa nói có thể cho ta con rắn nhỏ này được không mà? Độc Cô Băng Lan nói. Chuyện này, nếu như nó tiếp tục ở lại trên tay ngươi thì ta sẽ tặng nó lại cho ngươi. Lục Lâm Thiên cười nói. Siêu! Lão đại, sao ngươi có thể tặng ta cho người khác như vậy? Quá đáng! Tiểu Long nhanh chóng phóng về vai Lục Lâm Thiên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Vô Song sư muội, Băng Lan sư muội, Dương Diệu sư muội. Các muội đều ở đây sao? Một âm thanh truyền tới, lúc này có mấy thân ảnh đang đi về phía mấy người. Hoàng Hổ sư huynh, có chuyện gì thế? Nhìn thấy mấy người này, Lục Vô Song nhướng mày nói. Không có gì, chỉ là thấy vẻ đẹp động nhân của ba vị sư muội ở đây cho nên muốn thân cận một chút mà thôi. Trong mấy người đi tới có một người mặc hoa phục màu vàng, đầu quấn khăn, bên hông thắt một chiếc đai lưng màu vàng. Trên tay có một chiếc nhẫn chữ vật phát ra quang mang không ngừng. Nhìn qua dường như tuổi chừng 3 đến 40, ngũ quan đoan chính thế nhưng lại khiến cho người ta ghen ghét. Hoàng Hổ sư huynh quả thực là có nhã hứng. Chúng ta hiện tại cũng không rảnh. Độc Cô Băng Lan nhíu mày, nói. Không sao, hộ pháp còn chưa tới, chúng ta bồi tiếp ba vị sư muội nói chuyện vậy. Mấy tên đệ tử thân truyền này mặt vô cùng dày, đuổi không chịu đi. Thật đúng mà mặt dày mày dạn. Không biết có nên ném ngươi đi không? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong lòng thở dài một tiếng. Phỏng chừng mấy người này đều vì tư sắc của ba người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu mà đến đây, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp đi tới đâu cũng rước lấy phiền phức. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy sắc mặt mấy tên đệ tử thân truyền này trầm xuống. Trước mặt mấy người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan bọn họ chỉ có thể mặt dày mà thôi, bị mắng vài câu cũng không thành vấn đề. Nếu nhưng người mắng bọn họ là Lục Lâm Thiên thì lại khác. Tiểu tử, ta từng nghe nói về ngươi. Lục Lâm Thiên, vũ giả tam hệ, trong tân đệ tử thì thực lực của ngươi quả thực không tồi. Thế nhưng ngươi phải hiểu rõ, đây là Địa Long Đỉnh, không phải diễn vũ trường. Nếu như ngươi thu hồi câu nói vừa rồi ta có thể nể mặt Vô Song sư muội mà tha cho ngươi. Thanh niên gọi là Hoàng Hổ kia nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý từ trong mắt bắn về phía hắn. Ta nói ngươi mặt dày. Ngươi có thể cút đi được hay chưa? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói lại lần nữa. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống từ khí tức của Hoàng Hổ này có thể đoán ra được thực lực bản thân hắn cũng chỉ có vũ phách tứ trọng mà thôi, hắn cũng không để trong mắt. Được, tiểu tử đủ cuồng, nghe nói ngươi ngay cả Hồng Lăng sư muội cũng có thể chống đỡ, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, lời đồn có phải là sự thực không? Hoàng Hổ lạnh nhạt nói một tiếng. Là Lục Lâm Thiên và Hoàng Hổ có tranh chấp. Hẳn là sắp có trò hay để nhìn, đi xem một chút. Nghe thấy hai người nói chuyện nhất thời có không ít đệ tử tới xem náo nhiệt. Siêu! Lúc này trong bầu trời có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ giang tới, lập tức có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, vô số khí tức cường hãn xuất hiện. Ra mắt mấy vị hộ pháp. Mọi người tức thì hành lễ, ba đạo thân ảnh rơi vào trên sân rộng, mọi người vốn còn muốn xem náo nhiệt một chút thế nhưng lúc này không khỏi thất vọng. Hộ pháp tới, cũng không được xem náo nhiệt nữa rồi. Lục Lâm Thiên đánh giá ba người tới, tuổi tác đều chừng 40, từ khí tức có thể đoán ra tu vi của bọn họ hẳn là vũ tướng bát trọng. Thiếu Du, tên Hoàng Hổ này đệ không thể trêu vào. Hắn là môn hạ của Triệu trưởng lão, ta nghĩ hẳn là hắn đến gây phiền toái cho chúng ta. Đệ tử của Triệu Vô Cực. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Hôm nay là đầu tháng. Ta nhớ rõ tháng trước còn 3 trận thi đấu đúng không? Trận đầu Khương Thương Khiêu chiến Tạ Bình xếp thứ 15 trên long bảng. Các ngươi bắt đầu đi. Trong 3 vị hộ pháp,
một người mặc trường bào màu xám, tóc dài nói. Ba vị hộ pháp lúc này đứng ở một vị trí có thể nhìn rõ chung quanh. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh từ trên đầu mọi người nhảy qua mang theo chân khí đáp xuống một vòng tròn có một sợi dây màu đỏ phân chia giữa sân lớn. Thiếu Du, khiêu chiến trên long bảng một tháng xảy ra một lần. Đầu tháng mới chính thức đấu, không giống như diễn vũ trường của tân sinh, mỗi ngày đều có thể đấu. Ở đây một tháng cũng chỉ có mấy trận mà thôi. Khu vực bên trong sợi dây màu hồng kia chính là địa phương giao đấu, người rời khỏi sợi dây màu hồng là thua. Lục Vô Song thấp giọng nói với Lục Lâm Thiên. Hai người kia đi vào trong khu vực sợi dây màu đỏ thì chung quanh tức thì yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều dồn về phía hai người giữa sân. Trong hai người, người bên trái mặc trang phục màu xanh sau khi tiến vào khu vực sợi dây thì chậm rãi mở hai mắt, tức thì có một cỗ khí thế sắc bén tuôn ra. Vị trí thứ 50 trên long bảng, Tạ Bình, vốn tưởng rằng khiêu chiến Tạ Bình là có thể nắm chắc phần thắng, không ngờ tháng trước Tạ Bình lại đột phá. Nhìn thấy thanh niên này một ít đệ tử thân truyền lập tức thấp giọng nghị luận. Tạ Bình này trong hàng đệ tử thân truyền cũng coi như là nhân vật nhất hào. Trong long bảng là người xếp cuối cùng thế nhưng thực lực cũng không cần phải chứng minh thêm nữa. Đối diện với Tạ Bình là một thanh niên mặc bạch y, tuổi tác chừng 24-25, ngũ quan thanh tú. Chỉ là hiện tại vẻ mặt hắn có chút đau khổ. Tháng trước hắn khiêu chiến Tạ Bình chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi. Thế nhưng ngay trong tháng trước Tạ Bình này đã đột phá tới nhị trọng. Bằng vào thực lực hắn lúc này hắn cũng không cho rằng mình có bao nhiêu cơ hội chiến thắng được đối thủ. Thực lực của hắn cũng chỉ là vũ phách nhất trọng, cách một trọng, chênh lệch cũng không ít. Trong khi giao đấu không được hạ sát thủ, bằng không nhẹ thì cấm túc một năm, nặng thì trục xuất khỏi Vân Dương Tông. Nếu tiếp tục vi phạm trực tiếp đánh chết. Trong ba vị hộ pháp lúc này vị hộ pháp bên trái nói. Trong lời nói có chút hương vị cảnh cáo. Dù sao người có thể tiến vào long bảng, thiên phú và thực lực đều là người nổi bật trong Vân Dương Tông, đều là đệ tử của các trưởng lão. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, đối với Vân Dương Tông cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường không giống nhau. Đệ tử bình thường có thể tử vong, như vậy mới có thể tôi luyện ra cường giả. Thế nhưng đệ tử thân truyền chính là những đệ tử đã được Vân Dương Tông thừa nhận. Trên các phương diện đều đạt yêu cầu của Vân Dương Tông, cho nên không thể để tổn thất tùy tiện như vậy. Thiếu Du, Tạ Bình chính là đệ tử của Ngô trưởng lão, Khương Thương là đệ tử của Tôn trưởng lão, bọn họ đều là vũ giả xếp kế cuối long bảng, nếu như đệ giao đấu với bọn họ có mấy phần nắm chắc. Lục Vô Song bên người Lục Lâm Thiên hỏi, lúc nói hỏi xong Lục Vô Song cũng cảm thấy mình có chút coi thường hắn. Lục Lâm Thiên ngay cả yêu nghiệt Hồng Lăng cũng chống lại được. Hẳn là tiến vào top 40 trên long bảng không phải là vấn đề quá lớn gì. Hẳn là không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói, hai người này là vũ phách nhất trọng, một người là nhị trọng, nếu gặp phải hai người này, chắc hẳn không thành vấn đề. Nhìn vào đệ tử thân truyền chung quanh, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười. Trên long bảng này, phỏng chừng chỉ có top 30 mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Thiếu Du, vậy thì đệ có thể đi báo danh với ba vị hộ pháp. Đầu tháng sau có thể khiêu chiến những đệ tử top 50, sau khi tiến vào long bảng, tài nguyên tu luyện sẽ không ít. Lục Vô Song nói, hiện tại báo danh, tháng sau mới lên đài, có biện pháp nào nhanh hơn không? Có, để có thể trực tiếp khiêu chiến cường giả trên long bảng, chỉ cần đối phương đáp ứng là được. Tới lúc đó nếu đệ thắng tự nhiên sẽ tiến vào long bảng, chỉ là đám đệ tử trong long bảng kia có thể sẽ không để ý tới đệ. Lục Vô Song nói, siêu. Ngay tại khắc này, giữa sân đã bắt đầu biến hóa, trong tay thanh niên mặc bạch y tên là Khương Thương kia xuất hiện một cây trường thương hoàng sắc, một chỗ chân khí màu nâu từ trong cơ thể lập tức tuôn ra, trên thường thương lúc này được bao phủ bởi một đám quang mang, khí tức không ngừng kéo lên. Khương Thương mở đầu công kích, thực lực cách xa một trọng, hắn biết bản thân mình phải chiếm được tiên cơ thì mới có thể chiến thắng. Trường thương mang theo một cỗ kình phong cường hãn phá vỡ khí lưu không gian. Không ngừng tạo ra tiếng gió rít gào, một đạo kình khí màu nâu trực tiếp đánh về phía Tạ Bình. Muốn khiêu chiến ta, ngươi còn kém một chút. Tạ Bình khẽ quát lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt chớp động, trong tay hắn ngưng tụ một cỗ quang mang màu xanh, lập tức một thủy trụ được hình thành, mang theo một đạo kình phong bắn về phía trước. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lúc này hai đạo thân ảnh lập tức lao về phía trước. Theo sự giao thủ của hai người, không ít đệ tử chung quanh bắt đầu nghị luận,
thực lực của hai người này không hề nghi ngờ đều là kẻ nổi bật trong đám đệ tử trẻ tuổi. Hai người này khi giao thủ chân khí không ngừng phát ra, tạo ra kình khí rít gào, liên tục có âm thanh bạo liệt. Lục Lâm Thiên đánh giá hai người trong sân, Tạ Bình kia mạnh hơn một chút, chân khí và tốc độ mạnh hơn. Sự phối hợp giữa hai thứ đã tới mức độ cực cao, điều khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là vô luận là Tạ Đình hay Khương Thương, thực lực hai người này thi triển đã vượt qua tu vi của bọn họ, đây là điều tuyệt không đơn giản. Điều này cũng đại biểu cho một việc, trên phương diện tu luyện của bọn họ so với đồng cấp đều mạnh hơn rất nhiều cho nên mới có thể làm được như vậy. Thiếu Du, người xem trong hai người này ai có thể thắng? Độc Cô Băng Lan nhẹ nhàng cười, hỏi Lục Lâm Thiên. Không tới 10 chiêu nữa Tạ Bình hẳn sẽ thắng. Thực lực Khương Thương có thực lực không tồi, chỉ là tu vi kém một trọng, gặp phải một kẻ cũng có tu vi vũ phách nhị trọng hẳn là có thể đối phó được, thế nhưng Tạ Bình không phải là vũ phách nhị trọng bình thường. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Thật không? Độc Cô Băng Lan lại tiếp tục nhìn về giữa sân. Lúc này giữa sâu đã chiến đấu tới giai đoạn cuối cùng, sau mấy chiêu, trường thương trong tay Khương Thương mang theo tiếng xé gió đánh về phía Tạ Bình mang theo kình khí cường bạo, trên mũi thương, kình khí giống như xé mở không gian vậy. Bá Vương Thương. Một tiếng quát vang lên, quang mang màu nâu đột nhiên bành trướng, trên mũi thương lúc này mơ hồ có một vòng xoáy vô cùng lớn, đất đá trên mặt trong lúc vô hình không ngờ lại bị nứt ra. Đối mặt với công kích cường hãn của Khương Thương, sắc mặt của Tạ Bình cũng không hề biến đổi, thủ ấn trong tay biến hóa, lúc này một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay Tạ Bình, khóe miệng hắn mỉm cười, một đạo kiếm quyết trong nháy mắt được đánh ra. Thiên Ba Kiếm Quyết. Tạ Bình khẽ quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm quang lam sắc xuất hiện rồi được đánh về phía trước. Kiếm quang trong lúc bắn về phía trước thì đột nhiên phân thành 10 đạo kiếm quang, kinh khí khuếch tán, trong nháy mắt bắn về phía Khương Thương. Khương Thương thua rồi. Lục Lâm Thiên nói, hai người này đều thi triển vũ khí hoàng cấp trung giai, uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Chỉ là thực lực của Khương Thượng này yếu hơn một chút, quan trọng hơn đó chính là Lục Lâm Thiên nhìn ra được, lực phản ứng và kinh nghiệm giao thủ thì Tạ Bình mạnh hơn không ít. Mọi người đứng xem chung quanh lúc này cũng ngừng thở, đây chính là một chiêu phân thắng thua. Trong sát na, kiếm ảnh cùng thương ảnh va chạm với nhau, kiếm ảnh do Tạ Bình ngưng tụ ra trong nháy mắt tăng vọt. Kiếm quang mạnh mẽ hơn không ít trong nháy mắt đánh bại thương ảnh của Khương Thương. Phanh! Kinh khí cuồng bạo bắn ra, trong không gian vang lên tiếng ầm ầm không ngừng. Ngươi thua! Trong khi kinh khí khuếch tán, thanh âm của Tạ Bình truyền ra, thân ảnh hắn đột nhiên nhảy về phía trước đem một đạo trưởng ấn đánh vào vai Khương Thượng đem theo kinh khí cường hãn vỗ xuống. Cạch cạch! Hộ thân cương khí của Khương Thương nứt nẻ rồi lập tức vỡ tan. Phốc! Sắc mặt Khương Thương trong nháy mắt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu, thân thể ngã xuống mặt đất, từ trên đài trực tiếp lăn xuống đài. Tạ Bình thắng, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 50 trên long bảng. Một hộ pháp lúc này cũng đứng dậy tuyên bố kết quả. Trận thứ 2, Hùng Lan Lan đấu với Lục Vô Song. Theo âm thanh của hộ pháp thì lập tức có thân ảnh xinh đẹp đã nhảy lên trên sân rộng. Người vừa lên đài này là một nữ tử mặc bạch y. Tuy không thể nói là trang tuyệt mỹ, thế nhưng cũng coi là thanh tú, có một cô anh khí bức người, đương nhiên, so với chúng nữ Lục Vô Song thì lại thua một bậc. Thiếu Du, ta lên đây. Lục Vô Song nói, chân khẽ điểm một cái, thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt nhảy lên cao, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn một cái rồi đáp xuống giữa sân. Ở giữa cái sân rộng lúc này có hai thân ảnh đứng đối diện nhau, Lục Vô Song hôm nay mặc một bộ cung trang màu hồng, dung nhanh tuyệt mỹ. Quanh thân có một cỗ chân khí nhàn nhàn bắt đầu xuất hiện. Không ngờ lại là Hùng Lan Lan và Lục Vô Song. Hai mỹ nữ giao đấu, lần này có thể mở rộng tầm mắt rồi. Lục Vô Song hiện tại xếp ở vị trí thứ 42, Hùng Lan Lan thì ở vị trí thứ 41. Hai người này giao thủ hình như là Lục Vô Song muốn nâng cao vị trí nha. Hùng Lan Lan này là vũ phách tam trọng, Lục Vô Song chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi, Lục Vô Song rất khó thắng được nha. Ngươi biết cái gì, mấy tháng trước Lục Vô Song cũng bằng vào tu vi vũ phách nhất trọng mà đánh bại tên Dạng Tương xếp vị trí 42 khi đó a. Thực lực của Lục Vô Song vô cùng quỷ dị, hơn nữa vũ khí mộc hệ mạnh ở điểm xảo quyệt, Hùng Lan Lan kia lần này gặp phải đối thủ rồi. Nhìn vào hai người trên đài, không ít đệ tử phía dưới thấp giọng bàn luận, đối với trận đấu của hai nữ nhân này, người quan tâm đương nhiên vô cùng nhiều.
Lục Lâm Thiên nhướng mày, thực lực của Lục Vô Song thì Lục Lâm Thiên cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng Hùng Lan Lan kia lại là vũ phách tam trọng, chỉ bằng điểm này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi lo lắng cho nàng. Đối với lời bàn tán của đám đệ tử chung quanh, hai thân ảnh xinh đẹp trên đài không bị ảnh hưởng một chút nào cả. Tay Hùng Lan Lan vung lên một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, một cỗ kình phong từ trong người nàng xuất ra đem bụi bặm chung quanh thổi đi. Nhìn vào đối phương, Lục Vô Song xuất ra một thanh trường kiếm lam sắc, chính là thanh nguyệt kiếm mà Lục Lâm Thiên từng mua. Trên thân kiếm lúc này có một mảnh lưu quang lóe lên rồi biến mất. Ngay trong nháy mắt này, Lục Vô Song và Hùng Lan Lan phân biệt kêu lên một tiếng rồi cùng tung ra một cỗ khí thế hung hãn, hai cỗ chân khí một xanh một lam từ trong cơ thể hai người tuôn ra, khiến cho phía dưới không khỏi có chút cảm giác áp lực. So với trận đấu vừa rồi quả thực cao hơi không ít nha. Cảm nhận được khí thế của hai người tức thì có không ít đệ tử phía dưới thầm nghĩ trong lòng. Thiếu Du, trận này thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Độc Cô Băng Lan lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Ta tạm thời còn chưa biết. Lục Lâm Thiên nhìn vào hai thân ảnh giữa sân nói. Siêu. Giữa sân, lúc này hai người đã bắn về phía đối thủ của mình, tốc độ vô cùng nhanh chóng giống như là thiểm điện, tạo ra hai đạo tàn ảnh, mang theo một cỗ lực lượng đánh tới, ngay cả không gian chung quanh cũng vì đó mà khẽ chấn động, hai đạo thân ảnh hung hăng đánh tới. Siêu siêu. Hai người đều đánh ra kiếm quang, kiếm ảnh đan xen. Từng đạo kiếm quang được thi triển ra tức thì tạo nên từng đốm hoa lửa bắn ra khắp rơi đem theo kình khí cuồng bạo. Sắc mặt Hùng Lan Lan trầm xuống, trường kiếm trong tay nàng mang theo năng lượng thủy hệ cùng với kình phong cuồng bạo trực tiếp xé rách không gian, tiếng gió thổi ầm ầm khiến cho màng tai người ta đau đớn. Trong lúc đó kiếm quang trực tiếp bổ về phía Lục Vô Song. Lúc này vẻ mặt của Lục Vô Song cũng biến đổi, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, từ ngón tay cái nàng xuất hiện một cái dây mây. Trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng bắn về phía kiếm quang của Hùng Lan Lan, giống như là ở trước mặt Hùng Lan Lan tạo thành một bức tường bằng dây mây vậy. Mộc Đằng khốn thân. Lục Vô Song yêu kiều quát lên một tiếng, chân khí quanh thân bạo phát, một đám quang mang chợt lóe, nhanh chóng bao vây kiếm quang của Hùng Lan Lan vào bên trong. Hình như là vũ khí của Lục gia. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Mộc Đằng khốn thân này Lục Lâm Thiên từng nhìn thấy Lục Vô Song thi triển qua ở tàng vũ các tại Lục gia. Sắc mặt Hùng Lan Lan hơi đổi, kiếm quang đều bị Lục Vô Song bao vây, nàng nhanh chóng thối lui đồng thời tinh quang trong mắt chợt lóe, đem chân khí rót vào trường kiếm trong tay, kiếm quang lại mạnh mẽ hơn vài phần. Siêu! Kiếm quang đột nhiên biết đổi, nhanh chóng tăng tốc, kiếm quang kinh khủng này đột nhiên ngưng tụ thành một đầu mãnh thú vô cùng to lớn, trong nháy mắt mở miệng cắn xé đám dây mây rậm rạp trước mặt. Kinh khí khuếch tán, giữa sân không ngừng vang lên tiếng ầm ầm. Thân thể mềm mại của Lục Vô Song lùi về phía sau vài bước, lúc này nàng đã bắt đầu thở dốc. Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, Lục Vô Song một mực bị áp chế. Công kích của Hùng Lan Lan kia không ngờ vẫn chặt chẽ như vậy, vô luận là tu vi hay lực công kích đều mạnh hơn một ít. Nếu như Lục Vô Song không có con bài ẩn giấu thì chỉ sợ nàng sẽ phải thua trận này. Siêu! Một lát sau, Hùng Lan Lan mượn thế mà nhảy tới, kiếm trong tay bắn về phía trước. Hai nàng tiếp tục giao thủ với nhau, thân ảnh xinh đẹp không ngừng di chuyển khiến cho người ta rung động, thiếu chút nữa đã quên đây là chiến đấu chứ không phải ca múa. Vô Song thì hình như không chịu được nữa rồi. Dương Diệu cả kinh nói, lúc này Lục Vô Song bắt đầu rơi vào thế hạ phong, nơi nào cũng bị áp chế. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, vũ phách tam trọng và vũ phách nhất trọng, khoảng cách thực sự là không nhỏ. Đừng quá lo lắng. Nếu như Vô Song tỷ không nắm chắc cũng không tùy tiện khiêu chiến, các ngươi cứ đứng xem là được. Thúy Ngọc nở nụ cười bí ẩn, đối với Lục Vô Song có tự tin tuyệt đối. Lục Lâm Thiên nhìn vào Thúy Ngọc, hắn vẫn nghĩ nha đầu này có chút bí ẩn, hẳn không phải là một nha hoàn bình thường. Sau mấy chiêu, tình huống của Lục Vô Song càng lúc càng bất lợi, cũng đúng lúc này hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại. Trong lúc vô ý hắn nhìn thấy quanh thân Lục Vô Song lúc này có một cỗ khí tức kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Mộc Tinh kiếm quyết. Đột nhiên sắc mặt Lục Vô Song vốn tái nhợt tiêu hao không ít trong nháy mắt khôi phục, kiếm quang trên thanh nguyệt kiếm tăng vọt, một mảnh kiếm quang bắn tới lưu lại năm quang điểm trên không trung, kiếm quang xé rách khí lưu đem theo uy thế kinh khủng bắn về phía Hùng Lan Lan. Nhìn thấy sự biến hóa của Lục Vô Song sắc mặt Hùng Lan Lan tức thì đại biến. Cảm nhận khí tức của Lục Vô Song hiện tại dường như đã tăng lên mấy lần,
trong lòng nàng tức thì cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Chuyện gì xảy ra, kỳ quái. Lục Lâm Thiên biến sắc, khi nãy hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở kỳ dị, theo sự xuất hiện của nó rõ ràng là vũ phách nhất trọng hiện tại khí tức tăng vọt lên mấy lần, không kém gì vũ phách tứ trọng. Chẳng lẽ là bí pháp? Lục Lâm Thiên thầm suy đoán rồi lập tức lắc đầu. Có một ít bí pháp tuy rằng có thể đột nhiên tăng một ít thực lực thế nhưng cũng không thể tăng lên mấy cấp một cách kinh khủng như vậy. Hình như, hình. Lúc này, trong mắt Thúy Ngọc hiện lên chút khác thường. Không có khả năng là nàng, vô song chỉ là cô nhi mà Lục gia nhận nuôi mà thôi. Lãng kiếm quyết. Trong nháy mắt này, chân khí thủy hệ của Hùng Lan Lan lập tức bạo phát khiến cho không gian chung quanh run rẩy. Trong kiếm quang ngập trời này dường như không khí đã bị cắt vỡ, kiếm quang khiến cho không gian chung quanh bị gấp khúc vậy. Những kiếm quang này giống như cơn sóng lớn dập dìu đem theo kình khí rít gào, khắp không gian dường như đang run rẩy, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Dưới sự kích động của kình khí, toàn bộ bầu trời phía trên đài đột nhiên hiện lên vô số giọt nước giống như là đột nhiên trời mưa vậy. Siêu! Hai đạo kiếm ảnh trong nháy mắt va chạm, kình khí bắn ra bốn phía vang lên âm thanh bạo tạc. Không ít đệ tử chung quanh cũng chỉ có thể dùng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn vào hai bóng người đang di chuyển cực nhanh trên đài than thần mà thôi. Vạn đằng lao lung. Trong khí kình cuồng bạo Lục vô song khẽ kêu một tiếng, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, chân khí trong cơ thể giống như nước sông không ngừng cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch, một cỗ chân khí cuồng bạo bao phủ khắp sân. Trong nháy mắt, không gian chu vi vài trăm thước chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số mộc đằng lớn bằng ngón cái, tiếng bạo tạc không ngừng nổ vang. Những mộc đằng này tuy rằng không lớn thế nhưng lại có tới ngàn vạn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ không gian, đem hai người Hùng Lan Lan và Lục vô song bao phủ ở bên trong. Vạn đằng lao lung, đây chính là vũ khí hoàng cấp cao giai, không nghĩ tới Lục vô song đã tu luyện tới tình trạng này rồi. Nhìn thấy một màn như vậy, chung quanh tức thì vang lên tiếng kinh hô. Ba hộ pháp phía trước lúc này cũng khẽ gật đầu, vạn đằng lao lung tu luyện tới mức này tuyệt không dễ dàng gì. Coi như là bọn họ thi triển vũ khí hoàng cấp cao giai cũng không hơn là bao. Toàn bộ không gian lúc này được bao phủ bởi mộc đằng, chỉ có âm thanh bạo liệt vang ra mà thôi. Một lát sau, không gian bên trong mộc đằng có từng đạo kiếm quang xuyên qua, trong chớp mắt kiếm quang phô thiên cái địa bắn ra, mỗi một đạo kiếm quang đều mang lực lượng kinh người. Phanh! Vô số đạo kiếm quang xuyên qua khiến cho không gian bên trong mộc đằng rốt cuộc bị nghiền nát, âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra bên ngoài. Kình ra tứ phía. Khi kình khí tiêu tán có thể nhìn thấy được rõ trong sân này là thân ảnh của Hùng Lan Lan dường như có chút uể oải đang thở dốc, sắc mặt tái nhợt, dường như phá vỡ vạn đằng lao lung này nàng đã tiêu hao quá nhiều. Ngươi thua. Đột nhiên từ trong không trung truyền đến một âm thanh, một thân ảnh xinh đẹp màu hồng lao tới Hùng Lan Lan. Sắc mặt Hùng Lan Lan giật mình hoảng hốt, thân thể nhanh chóng thối lui, rồi trong chớp mắt liền bố trí hộ thân cương khí quanh thân. Thế nhưng vẫn chậm một bước. Phanh! Một đạo quyền ấn rơi vào hộ thân cương khí của nàng. Dưới lực lượng bạo phát mang theo khí thế sét đánh đánh tan hộ thân cương khí của Hùng Lan Lan. Không tốt! Hùng Lan Lan thầm nói một tiếng không tốt, thế nhưng cũng không kịp tránh né. Một cỗ lực lượng đánh xuống trong nháy mắt khiến nàng phun ra một ngụm máu, đồng thời thân thể bị cỗ lực lượng này đánh bay ra khỏi vũ đài. Phanh! Thân thể mềm mại ngã trên mặt đất. Sắc mặt Hùng Lan Lan trắng bệch, một lát sau mới đứng dậy được. Hùng Lan Lan thua. Vũ phách nhất trọng đánh bại vũ phách tam trọng, quả thực không thể tưởng tượng được. Một màn này khiến cho mọi người sợ hãi than không ngớt, loại tình huống này trong Vân Dương Tông cực kỳ ít xuất hiện. Có thể trở thành đệ tử thân truyền đều là đám ngươi có thiên phú vô cùng tốt. Trong hàng đệ tử thân truyền mà còn có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, vậy thì càng chứng minh là thiên phú của người này quá mức kinh khủng. Lục vô song thắng, lên vị trí 41. Vị hộ pháp kia lần thứ hai tuyên bố nói. Tiếp theo, là Tây đấu với Tiễn Dương. Vô song tỷ, chúc mừng tỷ, lấy được vị trí thứ 41 nha. Lục vô song nhảy xuống đài, lúc này chúng nữ vây quanh không ngừng chúc mừng. Mà lúc này ở giữa sân cũng có hai thanh niên đáp xuống. Hai người đều có tu vi vũ phách tam trọng, trong nháy mắt bắt đầu giao thủ. Thiếu chút đã thua. Thực lực Hùng Lan Lan quả thực rất mạnh. Sắc mặt Lục vô song tái nhợt, nói với mọi người một câu. Vô song tỷ, thực lực của tỷ mạnh hơn nàng ta. Lục Lâm Thiên nói xong đưa một viên đan dược tam giai cho Lục vô song rồi nói.
mau ăn vào, điều tức một lát là có thể khôi phục. Được. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhận đan dược rồi bỏ vào miệng. Vô Song tỷ, vừa rồi tỷ mới thi triển bí pháp sao? Vì sao trong nháy mắt thực lực lại được đề cao không ít nha? Dương Diệu hiếu kỳ hỏi, vừa rồi mọi người cũng chú ý tới, thực lực của Lục Vô Song khi nãy đột nhiên kéo lên gấp mấy lần mới có thể đánh bại đối thủ, bằng không nàng đã thua rồi. Không phải bí pháp, nói đến nó trên thực tế ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lục Vô Song nói, người khác nghe thấy lời này còn tưởng nàng muốn giữ bí mật thực lực của mình không chịu nói thật. Thực tế chính nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Một đám hề nhảy nhót. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác vô số ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy đám người hoàng hổ kia đều dùng ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn hắn. Đối với mấy người này Lục Lâm Thiên cũng chỉ coi như một đám hề nhảy nhót mà thôi. Môn hạ Triệu Vô Cực hẳn cố ý nhằm tới hắn mà tới. Nếu như thực sự chọc tới đầu hắn vậy thì coi như bọn họ không may. Hẳn sẽ không khách khí, có sư phụ Vũ Ngọc Tiền này chí ít hắn ở trong Vân Dương Tông cũng không cần lo lắng tới Triệu Vô Cực kia. Đám người hoàng hổ nhìn về phía bọn họ trong mắt bắn ra hàn ý này càng lạnh lùng, mấy người lập tức cúi đầu dường như đang hội ý chuyện gì đó. Phanh phanh. Lúc này giữa sân hai thân ảnh trên đó không ngừng di chuyển tạo ra âm thanh vang vọng. Lục Lâm Thiên nhìn hai người giao thủ, thực lực chênh lệch không lớn, thắng bại rất khó dự đoán. Từ ba trận đấu này Lục Lâm Thiên đối với thực lực đệ tử trẻ tuổi trong Vân Dương Tông cũng có một chút lý giải. Đệ tử thân truyền trẻ tuổi đại bộ phận đều có tu vi vũ phách, muốn kiếm được danh ngạch trên long bảng ít nhất cũng phải có tu vi vũ phách nhị trọng. Vị trí 40 tới 50 trên long bảng hầu như đều là vũ phách tam trọng và vũ phách nhị trọng. Vị trí 30 tới 40 đều là vũ phách tứ trọng và ngũ trọng. Vị trí 20 đến 30 tu vi đều đạt tới vũ phách lục trọng và thất trọng, mà từ 10 tới 20 hẳn là đều là cường giả thất vọng với vũ phách cửu trọng. Kinh khủng nhất là 10 vị trí đầu tiên, đại bộ phận đều là vũ tướng. Đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông quả thực vô cùng kinh khủng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Phanh! Một lát sau trên sân rộng lúc này không ngừng có kình khí bắn ra bốn phía, người thanh niên áo xanh đã trực tiếp bị đẩy ra khỏi vòng tròn. Tiễn Dương thắng, lấy được vị trí 43. Hộ pháp tuyên bố kết quả, người thanh niên thắng lợi kia có chút vui vẻ đi xuống. Ba trận đấu hôm nay quả thực chỉ có trận đấu giữa Hùng Lan Lan và Lục Vô Song mới khiến cho chúng đệ tử phía dưới có chút hưởng thụ về thị giác. Ba trận đấu đã xong mọi người cũng dự tính đi về. Trước đây trong miệng Lục Vô Song Lục Lâm Thiên cũng biết, Địa Long Đỉnh mỗi tháng đều có mấy trận đấu trên Long Bảng, nhưng mà chỉ đầu tháng mới có mà thôi. Làm gì có ai ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì đi khiêu chiến, vạn nhất thua, vận khí không tốt tuy rằng không ảnh hưởng tới tính mạng. Thế nhưng bị thương nặng cũng là chuyện bình thường. Nếu như bị thương nặng cần phải điều dưỡng 1-2 tháng, thậm chí là nửa năm. Chuyện này đối với tu vi có ảnh hưởng lớn, mà trong nửa năm này chỉ sợ sẽ bị người khác vượt lên, đến lúc đó cái được không bù nổi cái mất. Vì vậy có thể nói đệ tử thân truyền coi như là có người muốn trực tiếp khiêu chiến cũng sẽ tìm một lý do trực tiếp từ chối. Căn bản sẽ không đấu với ngươi, trừ phi ngươi xin khiêu chiến từ tháng trước, đến lúc đó do hộ pháp thông báo. Lúc này mới không còn cách nào từ chối, chỉ có thể khiêu chiến mà thôi. Có một ít đệ tử trước thời gian khiêu chiến đều trực tiếp đi bế quan. Vậy ngươi cũng không còn cách nào khác, trong lúc bế quan không thể xuất quan tiếp nhận khiêu chiến của ngươi a. Đối với khiêu chiến giữa các đệ tử thân truyền với nhau Vân Dương Tông có một quy định chung không giống như đệ tử bình thường, nếu không tiếp nhận khiêu chiến thì trực tiếp bị giảm cấp. Khiêu chiến trong hàng đệ tử thân truyền. Coi như là chính thức khiêu chiến cũng có thể mượn cớ bế quan để từ chối. Thế nhưng chỉ có thể trốn nửa năm mà thôi. Nếu như sau nửa năm không tiếp nhận khiêu chiến, tới lúc đó mới dựa theo quy định của tông môn, trực tiếp đạp danh ngạch của đối phương xuống. Chúng ta đi thôi. Mọi người chuẩn bị tán đi, lúc này Lục Vô Song cũng nói với mọi người bên cạnh. Lục Lâm Thiên, ta chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Ha ha! Nếu như ngươi không tiếp nhận cũng được, dù sao đi nữa ngươi cũng mới nhập môn, chưa đủ tư cách đấu trên Địa Long Đỉnh nha. Nhưng vào lúc này có một tiếng cười to vô cùng kiêu ngạo vang lên, chính là đám người hoàng hổ đang lớn tiếng cười nhạo. Lục Lâm Thiên đang muốn rời đi đột nhiên nghe vậy tức thì nhíu mày. Hoàng hổ lúc này đang cuồng vọng cười lớn kèm theo một ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
những đệ tử chung quanh đang muốn rời đi nghe thấy Hoàng Hổ khiêu chiến Lục Lâm Thiên đều lập tức dừng bước. Tiểu tử, sao nào? Ngươi không dám sao? Nếu như ngươi thích làm rùa đen rút đầu thì cút đi. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, sau này nhìn thấy ta nhớ kêu một tiếng ra ra là được. Ha ha! Hoàng Hổ nhìn vào Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Ha ha, nếu như không dám thì sau này nhìn thấy mấy người chúng ta nhớ cũng phải kêu một tiếng ra ra. Mấy đệ tử chung quanh Hoàng Hổ cũng nở nụ cười nói. Hoàng Hổ, ngươi biết liêm sỉ không? Một vũ phách tứ trọng đi khiêu chiến vũ sư cửu trọng, lại còn đắc ý giạt rào, ta đây cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Sắc mặt Lục Vô Song trầm xuống tiến lên một bước nhìn Hoàng Hổ lạnh nhạt nói. Cơ mặt Hoàng Hổ co quắp vài cái rồi lập tức nói. Vô Song sư muội, cái đó hẳn không có vấn đề gì. Hắn không phải là vũ giả tam hệ sao? Ngay cả Ôn Tước cũng đánh chết, tới Địa Long đỉnh rồi lẽ nào sợ chết không dám ứng chiến. Vừa nói xong, Hoàng Hổ lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn dưới đũng quần nữ nhân sao? Hay là ngươi cứ tiếp tục trốn trong đũng quần nữ nhân đi? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Hoàng Hổ, trên mặt không đổi sắc. Thế nhưng đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu đều có cảm giác quanh thân Lục Lâm Thiên đang tỏa ra từng trận hàn ý. Thiếu Du, Hoàng Hổ chính là vũ phách tứ trọng, ngươi chỉ mới là vũ sư cửu trọng, không cần để ý tới hắn. Lục Vô Song do dự một chút rồi nói. Hoàng Hổ, ngươi làm vậy thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì cùng ta chiến một hồi. Sắc mặt Độc Cô Băng Lan trầm xuống, lập tức tiến lên nói. Băng Lan sư muội, ngươi cùng ta giao thủ ta sợ bản thân sẽ làm muội tổn thương, hay là thôi đi. Hoàng Hổ cười lớn một tiếng rồi nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi thực sự chỉ biết trốn trong đũng quần của nữ nhân sao? Bản thân ngươi không dám đứng ra sao? Một đám hề nhảy nhót mà thôi cũng dám kêu gào, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ngươi còn chưa có tư cách này. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ là hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta và ngươi cược hai thứ. Thứ nhất cược vị trí thứ 36 trên long bảng của ngươi. Thứ hai, nếu ngươi thua sau này gặp ta một lần thì phải gọi ta một tiếng ra ra một lần. Thiếu Du, Hoàng Hổ này chiếm giữ vị trí 36 trên long bảng. Thực lực rất mạnh, đệ đừng để ý tới hắn. Nam tử hắn có được giãn được, sau này thực lực mạnh hơn báo thù cũng chưa muộn. Lục Vô Song trong lòng đầy lo lắng nói. Thực lực của Lục Lâm Thiên nàng đã nhìn thấy qua, thế nhưng Hoàng Hổ này chính là cường giả bài danh thứ 36 trên long bảng, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Vô Song tỷ, có được giãn được chính là rùa nha, không phải là nam tử hán. Yên tâm đi, một tên hề mà thôi, không đủ để lọt vào trong mắt đệ. Lục Lâm Thiên khẽ cười một tiếng nói. Lúc này, đối diện Lục Lâm Thiên vẻ mặt Hoàng Hổ có chút biến đổi. Hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên thực sự ứng chiến. Vốn bọn họ cũng chỉ muốn lăng nhục Lục Lâm Thiên một phen mà thôi, căn bản không ngờ tới hắn sẽ ứng chiến. Sao nào, ngươi không dám sao, không dám thì cút ra xa một chút. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Lục Lâm Thiên này quả thực vô cùng kiêu ngạo giống như lời đồn nha. Không phải chỉ có tu vi vũ sư cửu trọng sao, Hoàng Hổ này là cường giả bài danh thứ 36. Trong hàng đệ tử thân truyền cũng được coi là một cường giả, bằng vào chút thực lực của Lục Lâm Thiên không có khả năng thắng hắn. Vũ siêu cửu trọng đấu với vũ phách tứ trọng, nếu Lục Lâm Thiên này thắng ta sẽ cắt cái đầu này. Thế nhưng dù sao Lục Lâm Thiên cũng là vũ giả tam hệ, những tin đồn gần đây truyền tới dường như cũng không phải là giả. Những đệ tử thân truyền đứng xem lúc này không ngừng nghị luận. Đại bộ phận người ở đây cũng không xem trọng Lục Lâm Thiên. Thiên phú của Lục Lâm Thiên vô cùng mạnh, đây là điểm không thể phủ nhận. Thế nhưng thiên phú và thực lực không giống nhau. Trên phương diện thực lực vũ sư cửu trọng làm sao có thể chống lại vũ phách tứ trọng? Nói cách khác là làm sao chống lại cường giả xếp thứ 36 trên long bảng? Khặc khặc, vẻ mặt Hoàng Hổ trầm xuống, lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm chết, ta đáp ứng với ngươi, chỉ là... Nếu như ngươi thua thì ngoài mỗi lần nhìn thấy ta phải kêu một tiếng ra 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 thì đầu thiên sĩ tuyết sư của ngươi cũng thuộc về ta. Hoàng Hổ đúng là tham lam, ngay cả thiên sĩ tuyết sư của Lục Lâm Thiên hắn cũng muốn, vị trí long bảng của hắn cũng không bằng một đầu thiên sĩ tuyết sư nha. Nghe Hoàng Hổ nói vậy mọi người tức thì không ngừng nghị luận. Thành giao. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng,
vũ phách tứ trọng, cường giả long bảng thì sao? Thời điểm hắn từ Quỷ Vũ Tông ra chỉ có tu vi vũ sư ngũ trọng cũng có thể đánh chết vũ phách bát trọng của Cửu Hoa Môn. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới vũ sư cửu trọng, tuy rằng không thể bại lộ toàn bộ thực lực thế nhưng đánh đập tên hoàng hổ này thì dư sức. Ba vị hộ pháp, không biết chúng ta khiêu chiến lẫn nhau cá vị trí trên long bảng có vấn đề gì không? Lục Lâm Thiên bay tới bên người ba vị hộ pháp hành lễ rồi hỏi. Đối với bài danh trên long bảng này hắn có chút hứng thú, đầu tiên tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn không ít. Nếu các ngươi đều đồng ý đương nhiên là có thể. Ba vị hộ pháp bàn luận một chút rồi nói. Vậy xin ba vị hộ pháp làm chứng. Lục Lâm Thiên nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Ba vị hộ pháp cười nói. Lục Lâm Thiên gần đây thanh danh lên cao, bọn họ đều nghe nói qua. Lúc này lại thấy Lục Lâm Thiên là vũ sư cửu trọng lại đi đám ứng khiêu chiến của một vũ phách tứ trọng, bọn đều vô cùng muốn biết kết quả. Chư vị sư huynh sư tỷ ở đây mời mọi người cùng với ba vị hộ pháp làm chứng cho chúng ta có được không? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn về phía đệ tử chung quanh nói một tiếng. Lục Lâm Thiên, yên tâm đi, nếu có người dám gian trá ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thiết trưởng cuồng như ta sẽ giúp ngươi xả giận. Lúc này có một thanh âm vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Thiếu Du, đây là sư huynh cuồng ngưu của tỷ, bài danh thứ 31 trên long bảng. Lục Vô Song nói với Lục Lâm Thiên. Hóa ra là cuồng ngưu sư huynh. Lục Lâm Thiên thi lễ, hắn đoán thiết trưởng cuồng ngưu này hẳn là vũ hệ, dáng người tục tằn, lực lưỡng, quả thực có chút vị đạo giống châu. Đệ tử tạ trưởng lão Lục Lâm Thiên cũng không có một chút phản cảm nào. Những đệ tử của trưởng lão khác trên Vân Dương Tông này dường như cũng không tệ lắm. Đừng khách khí, ta cũng không quen nhìn bộ dạng tên kia, vũ phách tứ trọng khiêu chiến vũ sư cửu trọng, thật đúng là mất mặt. Nếu như có thể thẳng thì thu thập hắn một trận, nếu thua cũng không có gì, đến lúc đó ta thu thập hắn dùng ngươi. Thiết trưởng cuồng ngưu không lạnh không nhạt nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, lên đi, chúng ta làm chứng giúp ngươi, để cho ngươi đoạt vị trí 36 kia. Chu vi chung quanh lúc này có không ít đệ tử nổi lên hảo cảm với Lục Lâm Thiên. Cả đám lúc này đều có chung cảm nghĩ là Lục Lâm Thiên tuy rằng kiêu ngạo thế nhưng nếu ngươi không nhục mạ hắn thì hắn quả thực rất lễ phép, thái độ làm người cũng tốt. Chỉ là đại bộ phận đệ tử cũng không xem trọng Lục Lâm Thiên cho lắm. Lục Lâm Thiên này bình thường vô cùng kiêu ngạo, lẽ nào hắn cho rằng có vũ trưởng lão bao che làm muốn làm gì thì làm sao? Đây chính là Địa Long Đỉnh, đến lúc bị thương cũng không thể trách người khác. Hoàng hổ chính là vũ phách tứ trọng, vũ khí hoàng cấp cao giai hỏa diễm đao được hắn thi triển tới lô hỏa thuần thanh, đã có không ít cường giả trên long bảng bại dưới tay hắn. Vũ sư cửu trọng có thể đánh bại vũ phách tứ trọng quả thực là gặp quỷ. Mọi người đều không ngừng nghị luận, lúc này hoàng hổ đã cười lạnh nhảy lên trên đài nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, mau lên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả long bảng. Bằng vào chút thực lực của ngươi mà dám khua môi múa mép trước mặt cường giả long bảng chỉ là một thằng hề mà thôi, ngươi chuẩn bị gọi ra ra đi. Lão đại, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, mau đánh cho hắn một trận. Tiểu Long lúc lắc cái đầu, trong mắt ra hàn ý. Đánh hắn một trận thì đơn giản, chỉ là muốn giấu giếm một chút sự tình thì có chút khó khăn. Yên tâm đi, một tên hề mà thôi, lão đại ngươi còn chưa để hắn vào trong mắt. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long một tiếng. Trong mắt bắn ra sát ý rồi lập tức đi về phía trước. Thiếu Du, cẩn thận một chút. Hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chính là hai người Lục Vô Song và Thúy Ngọc vừa lên tiếng. Yên tâm đi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, chân khí dưới chân chớp động thân thể nhanh chóng nhảy vào giữa đài. Siêu. Thân ảnh Tiểu Long trong nháy mắt cũng rơi xuống bờ vai của Độc Cô Băng Lan. Thả người rơi xuống đất, quần áo cũng không có một chút dị động nào. Thân thể cao ngất của Lục Lâm Thiên đứng đó, chu vi không gian chung quanh hắn có một cỗ chân khí vô hình tỏa ra. Khí tức ổn định, vũ giả tam hệ có lẽ có một chút năng lực nào đó, chỉ là muốn kiêu ngạo trước mặt vũ phách tam trọng thì quả thực còn chưa đủ. Chu vi chung quanh có không ít đệ tử nhìn vào thân ảnh của Lục Lâm Thiên, lúc này mọi người cũng có chút mong chờ, vũ phách tứ trọng khiêu chiến vũ sư cửu trọng, kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào. Lớn lên quả thực có chút anh tuấn chỉ là thực lực thấp một chút. Tiểu tử không biết lượng sức, hy vọng hắn không bị hoàng hổ trà đạp quá thảm. Một nữ tử mặc bạch y khóe miệng khẽ cong lên nói. Hy vọng tới lúc đó đừng để hoàng hổ một chiêu đánh bại,
bằng không mặt mũi của vũ trưởng lão bị hắn làm đổ hết. Một thanh niên mặc hắc y có chút hả hê nói. Lúc này, ba vị hộ pháp cũng có chút chờ mong nhìn chăm chú vào giữa sân. Nói thật ba người bọn họ cũng không xem trọng Lục Lâm Thiên. Ba người khẩn trương nhìn vào giữa sân là bởi vì Lục Lâm Thiên là đệ tử của vũ trưởng lão, nếu như xảy ra chuyện gì bọn họ nhất định sẽ vô cùng thảm. Lấy tính cách bao che khuyết điểm của vũ trưởng lão, đến lúc đó ba người chết cũng không hết tội. Tiểu tử, ta bội phục dũng khí của ngươi, chỉ là ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Hoàng Hổ lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta ngươi chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, chân khí quanh thân bùng lên nhìn chung quanh rồi khẽ lẩm bẩm. Không có cường giả vũ xuất ở đây, hẳn sẽ không hoài nghi. Tiểu tử, há miệng to cẩn thận không đầu lưỡi thụt lại đấy, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Hoàng Hổ lạnh nhạt nói. Có thể bắt đầu được rồi, đừng nói nhiều lời vô ích. Lục Lâm Thiên lãnh đạm nói, mà lúc này tay Lục Lâm Thiên không ngừng đánh ra thủ ấn. Tiểu tử cuồng vọng, xem ta giày vò ngươi thế nào. Cơ mặt Hoàng Hổ giật giật, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi đánh ra thủ ấn thân thể chấn động, một đạo trưởng ấn trực tiếp bắn về phía trước mang theo kình khí sắc bén, tu vi vũ phách tứ trọng, trình độ cường hãn ra sao không cần phải nghi ngờ. Trưởng ấn không có chút hoa mỹ trực tiếp xé rách không trung, tiếng nổ vang không ngừng vang lên bên tai. Lục Lâm Thiên không chút hoang mang, quanh thân trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang mang, thanh linh khải giáp được khởi động, thủ ấn trong tay tiếp tục biến hóa, một cỗ quang mang nhàn nhạt đang ngưng tụ. Vũ khí phòng ngự, Lục Lâm Thiên không ngờ lại có vũ khí phòng ngự. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, trong hàng đệ tử thân truyền chúng ta người có vũ khí phòng ngự cũng không ít. Tiểu tử, tiếp một trưởng của ta. Trong nháy mắt này trưởng ấn mang theo khí thế cuồng bạo của Hoàng Hổ đã tới vị trí cách người Lục Lâm Thiên 10 thước, kình phong cường hãn bắn đến đầu tiên. Ở trước mặt ta ngươi chỉ là tên hề đang nhảy nhót mà thôi. Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, nhưng vào lúc này, từ trong mắt hắn bắn ra hai đạo quang mang kỳ dị, một cỗ khí thức quỷ dị mà vô hình trong nháy mắt khuếch tán, toàn bộ không gian chung quanh như dừng lại. Lúc này sát khí và hàn ý trong người Lục Lâm Thiên đột nhiên tuôn ra. Hoàng Hổ trước mắt này Lục Lâm Thiên không thể buông tha, bởi vì hắn là đệ tử Triệu Vô Cực. Tên hề này không ngừng khiêu khích hắn cho nên hắn phải cho bọn chúng một lần giáo huấn nữa. Trận chiến này hắn không phải khổ chiến mà là cần một thắng lợi tuyệt đối, nghiền nát tất cả những thứ chắn đường. Lục Lâm Thiên thi triển ra hư linh huyễn ấn, linh kỹ hoàng cấp cao giai, trong lúc bất ngờ cho dù đối phương có tu vi vũ phách tứ trọng cũng sẽ bị thương. Linh hồn lực của vũ phách tứ trọng còn chưa đủ trình độ để chống lại sự ăn mòn của hư linh huyễn ấn. Trận chiến này Lục Lâm Thiên cảnh cáo Triệu Vô Cực chỉ là tiện thể mà thôi. Điều quan trọng là hắn phải khiến cho Vân Dương Tông chú ý thì mới càng thu được nhiều tài nguyên tu luyện, đây mới là mục tiêu chủ yếu của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng muốn đạt được mục đích này hắn cần một khối đá kê chân tốt. Mà Hoàng Hổ trước mặt này tuyệt đối là một khối đá kê chân không tồi. Đồng thời còn có thể dọa hổ, cớ sao không làm. Về phần kiêu ngạo, Lục Thiếu Du cũng không quan tâm cho lắm, hắn cũng không phải Lục Lâm Thiên đáng thương không có chút năng lực phản kháng như trước. Giờ phút này hắn tuy rằng còn chưa được coi là cường giả thế nhưng hắn cũng không phải là một con ốc sên yếu mềm. Lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên khẽ động, hư linh huyễn ấn được thi triển ra, phía bên ngoài mọi người thấy một màn vô cùng quỷ dị Hoàng Hổ dường như đã bị hóa đã. Lẽ nào ta nhìn nhầm? Hình như là linh lực. Thúy Ngọc nhướng mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút nghi hoặc. Hoàng Hổ lúc này cũng vô cùng hoảng hốt, trong mắt đối phương có một cỗ lực lượng quỷ dị bắn ra, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái tức thì cảm giác thấy có một cỗ năng lượng cuồng bạo mà vô hình tiến vào trong mắt sau đó lập tức chui vào đại não của hắn. Khi hắn phát hiện ra cỗ năng lượng này thì đã muộn rồi, cảnh tượng trước mặt trong nháy mắt biến hóa, trong đầu tức thì mê muội. Chu Tước Quyết. Sau khi thôi động hư linh huyễn ấn làm ảnh hưởng tới Hoàng Hổ Lục Lâm Thiên lập tức thi triển Chu Tước Quyết, trước người Lục Lâm Thiên hiện tại có từng đạo quang mang kỳ dị bao phủ trước người hắn, một cỗ khí tức khiến tim người khác đập nhanh phóng lên cao. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên phát ra lực lượng kinh khủng khiến cho không gian chung quanh chấn động. Quang mang bảy màu đã bắt đầu đan xen với nhau. Lập tức ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng hai cánh tràn ngậm hỏa diễm khiến cho không gian chung quanh ầm ầm chấn động. Không có một dấu hiệu nào báo trước,
đầu phượng hoàng bằng năng lượng kia trong nháy mắt hóa thành một đầu phượng hoàng vài trăm thước hỏa diễm quanh thân không ngừng rít gào, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, cả không trung dường như tràn ngập trong hỏa diễm. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, đầu phượng hoàng bằng năng lượng này lượn một vòng trên không trung rồi lập tức đánh về phía hoàng hổ. Vũ khí thật khủng khiếp. Đây là vũ khí gì? Không ngờ lại quỷ dị như vậy. Khí tức quá kinh khủng, lẽ nào đây là vũ khí huyền cấp sao? Lúc này Lục Lâm Thiên thôi động Chu Tước Quyết đã khiến cho mọi người chấn kinh. Vũ sư cửu trọng không ngờ có thể thôi động năng lượng kinh khủng như vậy, quả thực làm cho người ta chấn động, tức thì mọi người ồ lên không ngớt. Dưới sự kinh ngạc và khiếp sợ của mọi người, đầu phượng hoàng do năng lượng ngưng tụ thành mang theo thanh thế mênh mông đánh tới trước người hoàng hổ. Hoàng hổ trong nháy mắt bị hư linh huyền ấn làm cho đình trệ, lúc này đã khôi phục lại, thanh tỉnh một chút. Thế nhưng lúc này lại có một cỗ khí tức khiến cho hắn phát lạnh đã phủ xuống. Cảm giác được sự kinh khủng của cỗ khí tức này, trong mắt hắn có chút kinh ngạc, mà hết thảy những việc này đều đột nhiên xảy ra khiến cho hắn kinh ngạc. Hỏa diễm đao. Hoàng hổ nhanh chóng thôi động một kích cực mạnh của mình, một thanh đao bằng hỏa diễm được ngưng tụ trong nháy mắt. Chậm rồi, bại cho ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng, bàn tay vỗ về phía xa, đồng thời đầu phượng hoàng do năng lượng ngưng tụ mang theo khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt bành trướng rồi ầm ầm nổ tung. Giờ phút này, khí tức kinh khủng khiến cho mọi người nhanh chóng lùi lại, hai mắt hiện lên sự hoảng sợ. Bang! Hỏa cầu nổ tung, năng lượng hỏa diễm kinh khủng trong không trung liên tiếp nổ tung, khí tức cuồng bạo khuếch tán ra không gian chung quanh. Cạch! Dưới lực lượng kinh khủng này, lúc này mặt đất cứng rắn phía dưới sân rộng không ngừng vang lên tiếng răng rắc tạo ra từng cái khe một, dưới vô số án mắt chấn động nhanh chóng giải ra, tạo thành một cái mạng nhện trên sân. Lẽ nào, hắn thực sự là vũ sư cửu trọng sao? Không có khả năng, vũ sư cửu trọng không có lực lượng cường hãn như vậy. Khí tức kinh khủng, thực lực cường hãn khiến cho mọi người không thể tin nổi. Phốc! Khí tức kinh khủng kia cũng không biến mất, mà lúc này trong không khí cuồng bạo đột nhiên có một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức có một thân ảnh đột nhiên từ trong kình khí cuồng bạo bắn ra, nhanh chóng bắn ra ngoài trăm thước, rơi xuống sát biên giới chiếc dây đỏ. Khục khục. Hoàng hổ tiếp tục phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Quần áo trên người bị nghiền nát, hỏa diễm đao của hắn còn chưa ngưng tụ xong đã bị một cỗ lực lượng lớn đến mức hắn không thể chống lại đánh xuống. Lúc này mọi người, bao gồm cả ba vị hộ pháp đều nhìn chằm chằm vào hoàng hổ nằm trên mặt đất đều không nói nên lời, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Một chiêu, chỉ một chiêu hoàng hổ đã thất bại. Từ đáy lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh toát. Ta nói rồi, ngươi chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên chút tiêu ý, sắc mặt hắn lúc này cũng có chút tái nhợt. Đồng thời thi triển ra hư linh huyền ấn và chu tước quyết khiến cho hắn tiêu hao vô cùng lớn. Ít nhất bằng vào tu vi hắn hiện tại cũng ăn không tiêu. Chậm rãi đi về phía hoàng hổ, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sát khí, làm sao hắn có thể đơn giản tha cho tên này đây. Nhìn vào vẻ mặt của Lục Lâm Thiên, hoàng hổ nằm trên mặt đất lúc này mới cực lực giãy giụa, vô cùng chật vật mới đứng dậy được. Đây mới gọi là giày vò. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, sát khí ngập trời xuất hiện. Đồng thời cánh tay hắn rung lên, một chiếc bao tay xuất hiện trong tay hắn. Cánh tay phải rung lên, năm ngón tay uống lượt, trên mỗi một ngón tay đều xuất hiện hỏa diễm mang theo kình khí kinh khủng bắn về phía trước. Nơi nó đi qua khiến cho không khí vang lên tiếng ầm vang không dứt. Lục Lâm Thiên, hoàng hổ đã thua, trên địa long đỉnh không được giết người. Ba vị hộ pháp tức thì quát lên một tiếng, họ cảm thấy được sát ý trên người Lục Lâm Thiên thì không khỏi cả kinh. Cạch! Trong nháy mắt. Một đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh vào trên vai trái của hoàng hổ, đột nhiên âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. A! À, một thanh âm thảm thiết vang lên, trên vai hoàng hổ lúc này đã có một khối da thịt, kể cả xương cốt bị Lục Lâm Thiên cắt ra. Khai Sơn Trưởng! Dưới sát khí ngập trời, Lục Lâm Thiên liên tiếp đánh ra trưởng ấn về phía tiểu phúc của hoàng hổ, kinh khí cuồng bạo không ngừng chút cuống. Tiếng kêu thảm thiết của hoàng hổ còn chưa dứt thì miệng đã phun ra một ngụm máu mang theo không ít nội tạng bị nghiền nát. Dừng tay. Sắc mặt ba vị hộ pháp đại biến nhảy vào giữa sân, thế nhưng cũng không thể ngăn được Lục Lâm Thiên, lúc này thân thể hoàng hổ lần thứ hai đổ ập xuống mặt đất. Lục Lâm Thiên, trên địa long đỉnh, không được hạ sát đồng môn. Sắc mặt một vị hộ pháp trong ba hộ pháp đại biến nói. Ba vị hộ pháp,
hắn không chết được đâu. Quy củ trong tông làm sao đệ tử dám không tuân theo đây? Thu hồi sát khí, khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Một hộ pháp lập tức ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hổ kiểm tra một phen, sau khi đứng dậy khẽ gật đầu một cái, thế nhưng sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi. Hoàng Hổ tuy rằng không bị mất mạng thế nhưng cũng đã chết khiếp, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương không có 5-3 năm khó có thể hồi phục. Thương thế rất nhiều, coi như là khôi phục căn cơ cũng bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi sau này sợ rằng khó có thể tiến thêm một bước, có thể nói, Hoàng Hổ trên cơ bản đã bị hủy. Ba vị hộ pháp, ta đã thắng chưa? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hổ đầy máu dưới đất trong mắt không có chút ba động gì, dường như vừa rồi không phải là hắn xuất thủ vậy. Trận khiêu chiến này Lục Lâm Thiên thắng, thu được vị trí 36 trên long bảng. Ba vị hộ pháp liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi bất đắc dĩ tuyên bố nói. Đến tình trạng này chẳng lẽ là Hoàng Hổ thắng lợi sao? Mà bọn họ cũng không có cách nào với Lục Lâm Thiên này, hạ thủ nặng như vậy, phía sau hắn lại có Vũ trưởng lão, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, vạn nhất lại đưa tới Vũ trưởng lão vấn binh hỏi tội, tới lúc đó bọn họ phiền chết rồi. Đa tạ ba vị hộ pháp. Lục Lâm Thiên thi lễ, lập tức nhảy ra khỏi sân đi tới bên cạnh đám người Lục Vô Song. Nhìn vào Lục Lâm Thiên lúc này tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Vũ sư cửu trọng lại có thực lực như vậy khiến cho đám người bọn họ vừa nãy vốn còn khinh thường hắn hiện tại không nhịn được mà thấy lạnh cả người. Từ thực lực vừa rồi của hắn, Lục Lâm Thiên này kiêu ngạo, cuồng vọng, thế nhưng hắn tuyệt đối có đủ thực lực để kiêu ngạo. Hoàng Hổ một chiêu đã bại. Mà Lục Lâm Thiên cũng lập tức tàn nhẫn hạ thủ khiến cho mọi người ở đây có một quyết định, đó là sau này không nên trêu vào sát tinh này. Thực lực vô cùng mạnh nha. Không ít nữ đệ tử không nhịn được mà nói. Ai có thể nghĩ tới một vũ sư cửu trọng vừa mới tiến vào Vân Dương Tông chỉ một chiêu đánh bại đệ tử thân truyền trên long bảng, mà còn là cường giả vị trí thứ 36, đánh bại vô cùng dễ dàng. Dưới một chiêu trực tiếp đánh cho đối phương tan tác. Thực lực như vậy trong đám người trẻ tuổi chỉ sợ cũng chỉ có top 20 cường giả trong long bảng mới có thể so sánh được với hắn. Một màn này khiến cho Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu, Thúy Ngọc, Lục Vô Song nhất thời trợn mắt há mồm. Không thể tưởng tượng nổi, một chiêu đánh bại Hoàng Hổ, tuyệt đối khiến cho các nàng ngạc nhiên. Chúng ta đi thôi. Sau khi tới bên người chúng nữ, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói với chúng nữ đang dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn. Lão đại, tốt. Không hổ là lão đại của đệ. Tiểu Long bay tới vai Lục Lâm Thiên rồi nói. May là có tác dụng của việc bất ngờ, nếu như Hoàng Hổ này trước đó đề phòng thì ta muốn trong một chiêu đánh bại hắn cũng có chút khó khăn. Chúng ta đi thôi. Lục Vô Song phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, toàn thân có chút kích động. Giờ phút này nàng thấy được phế vật của Lục gia đã triệt để bỏ đi chữ phế vật. Cũng không phải tên thiếu niên đơn bạc bị khi dễ ở Lục gia nữa. Mà hiện tại đang đứng trước mặt nàng là một đầu hùng ưng đang dương cánh bay lên trời cao. Giờ phút này, trong mắt Lục Vô Song không khỏi ướt át, đây là nước mắt của sự vui vẻ, một thiếu niên khi trước luôn cần sự bảo hộ của nàng hiện tại đã trưởng thành thực lực vượt lên trên nàng, sau này nàng cũng không cần lo lắng cho hắn nữa. Vô Song tỷ, tỷ làm sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn thấy đôi mắt Lục Vô Song đỏ hoe, hắn lập tức hỏi. Không có gì, ta vui vẻ mà thôi. Thiếu Du, nếu như Tam A Di biết đệ đi tới một bước này nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lục Vô Song nói một câu, trong mắt bắn ra chút tiêu ý. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm nhẹ một tiếng, dưới sự triệu hoán của Lục Lâm Thiên nó xuất hiện ở trên bầu trời, một cỗ vương giả chi khí cường hãn tỏa ra khiến cho yêu thú phi hành chung quanh không dám tới gần. Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, còn có Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Dương Diệu cùng nhau nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi, lúc này trong lòng mọi người ở trên Địa Long Đỉnh vẫn còn sợ hãi. Mấy thanh niên bên cạnh Hoàng Hổ khi nãy lúc này nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, nhìn Hoàng Hổ đờ nác hấp hối mấy thanh niên này không khỏi hít sâu một hơi, lập tức dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Lục Lâm Thiên phía xa, thế nhưng cũng không dám nói gì. Lục Lâm Thiên đưa Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc về nơi ở của bọn họ. Cuối cùng chỉ có Lục Vô Song ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, trong Vân Dương Tông có vô số ngọn núi, số lượng đệ tử thân truyền cũng không nhiều lắm. Cho nên hầu như mỗi người đều có một ngọn núi cho riêng mình. Chỉ còn hai người ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, dường như bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
bên dưới ngọn núi có mây mù lượn lờ, ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như một hòn đảo nhỏ trên tầng mây. Từ phía trên nhìn xuống thỉnh thoảng có dòng nước từ trên núi chảy xuống tạo thành thác nước. Bên trong dạng núi không ngừng sương mù bốc lên, từ phía xa nhìn lại quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Nhìn vào bóng lưng Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới lần ở trong đình viện Lục Vô Song vừa mới tắm xong không mặc nội y kia, trong lòng không khỏi thầm mắng bản thân vô sỉ, sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Vô Song tỷ, Thiếu Du, hai người cùng mở miệng nói rồi lập tức sửng sốt, Lục Lâm Thiên mỉm cười. Vô Song tỷ, tỷ nói trước đi. Đến chỗ ta ngồi một chút. Lục Vô Song nói. Được. Lục Lâm Thiên đáp, nhìn nữ tử thanh nhã trước mặt này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi có chút xúc động. Từ đằng sau nhìn thấy đường cong của nàng khiến cho tim hắn đập loạn nhịp. Lẽ nào, đây là cảm giác. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên. Nữ tử trước mắt này là đường tỷ của hắn, nàng vẫn luôn quan tâm, chiếu cố cho hắn, có thể nàng chỉ coi hắn là thân nhân mà thôi. Chúng ta tới rồi. Chính là phía trước. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ linh tinh thì âm thanh của Lục Vô Song vang lên. Lúc này trước mặt hai người có một ngọn núi phá vỡ mây mà ra. Trên ngọn núi có không ít hoa dại dập dìu theo cơn gió tràn ngập hương hoa, khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái không ít. Hai người hạ xuống ngọn núi, Lục Lâm Thiên để Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư chơi đùa trên ngọn núi còn hắn thì đi theo sau Lục Vô Song. Lúc này hai người đang ngồi trên một tảng đá. Gió nhẹ nhẹ thổi khiến cho quần áo tung bay. Đôi mắt Lục Vô Song nhìn về phía xa xa, mái tóc lay động lại tăng thêm vài phần quyến rũ cho nàng. Lục Lâm Thiên nhìn nàng ngây người, Lục Vô Song vốn là một nữ nhân tuyệt mỹ đủ để khiến cho bất cứ ai động tâm, khiến cho người nhìn vào hít thở không thông. Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Nghĩa, hái hoa chỉ có thể bẻ cành hoa, không ai hái hoa mà không làm gãy cành cả. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, thế nhưng hắn nên ngắt hay không ngắt đây? Hai người chăm chú nhìn về phía vào dạng núi và mây mù phía xa, đỉnh núi xanh biếc lộ trên tầng mây giống như là một bức tranh tuyệt đẹp, lúc này ai cũng không muốn mở miệng cắt đứt cảnh ấm áp này. Thiếu Du, hơn một năm qua đệ sống có tốt không? Một lát sau, Lục Vô Song nhàn nhạt nói, ngồi trên đỉnh núi hóng gió để cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt mình mang theo hương thơm bay đi. Ồ! Cũng không tệ lắm, chỉ là để có chú nhớ mẫu thân, còn nữa, bình thường có chút nhớ tỷ. Lục Lâm Thiên nói, để thực sự nhớ tới ta sao? Lục Vô Song quay đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Dường như đối với nàng câu nói này vô cùng quan trọng. Đúng vậy, bình thường ta sẽ nhớ tới tỷ. Lục Lâm Thiên nhìn vào khuôn mặt của Lục Vô Song nói. Giờ phút này nhìn vào khuôn mặt của nàng trong mắt hắn không ngờ lại có chút mê ly. Nghe được câu trả lời của Lục Lâm Thiên, vẻ mặt Lục Vô Song không có chút thay đổi nào, nàng quay đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước. Chung quanh bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi, vô cùng an tĩnh, hai người có thể nghe được tiếng tim đối phương đập. Gió nhẹ thổi qua mặt Lục Lâm Thiên mang theo một giọt nước rơi xuống. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng lau rồi nhìn lại, trời không mưa cho nên không có nước chảy xuống. Hắn quay đầu sang nhìn thấy Lục Vô Song đang nhìn về phía trước thế nhưng trong mắt còn nước đọng lại, gió nhẹ nhẹ thổi đem nước mắt của nàng bay tới mặt hắn. Thiếu Du, tỷ cũng rất nhớ đệ, tỷ từng nghĩ rằng sẽ không được gặp lại đệ nữa. Tiếp đó Lục Vô Song đột nhiên nhào vào lòng Lục Lâm Thiên rồi thầm nói. Lục Lâm Thiên thất thần trong nháy mắt rồi lập tức ôm chặt nữ tử nhào vào lòng mình này, cúi đầu hít hương thơm từ mái tóc của nàng, nghe nàng nói. Tỷ nghĩ đệ đã chết. Tiểu bại hoại này, sao đệ không trở về sớm một chút, để tỷ lo lắng lâu như vậy, để tỷ mỗi ngày đều hoài niệm đệ. Đệ có biết tỷ rất lo cho đệ hay không? Sau này không nên tùy tiện rời đi như vậy nữa. Nghe Lục Vô Song nói Lục Lâm Thiên vẫn không nói gì, hai tay ôm chặt hơn, có thể hiện tại hắn nói gì đều là dư thừa, để cho nàng phát tiết vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió nhẹ nhẹ thổi qua hai người, dường như hai người đã thiếp đi một lúc vậy. Lúc này hai người đã hoàn toàn dựa vào nhau, giờ phút này mỹ nhân trong ngực thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không có một chút tạp niệm nào, hoàn toàn thuần khiết. Thật lâu sau, sắc trời bắt đầu mờ tối, mặt trời hạ xuống, ánh trăng thay thế bao phủ bầu trời thì hai người mới tách ra. Gương mặt Lục Vô Song vẫn còn vết tích hai dòng nước mắt dường như không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không ngờ mình lại nằm trong lòng hắn,
nàng tức thì tay chân luống cuống. Lục Lâm Thiên nhìn vào nữ tử trước mắt, nàng mặc một chiếc váy dường như hơi mỏng, dưới ánh trăng lại càng thêm vẻ mông lung. Gió đêm khẽ thổi vài lọn tóc mai của nàng nhẹ nhàng bay lượn khiến cho khí chất của nàng vô cùng xuất trần. Lục Lâm Thiên há hốc mồm, dường như say sưa trong đó, thế nhưng không nghĩ tới nên biểu đạt ra sao, ngay cả tâm tư cũng xúc động. Trước mặt hắn hiện tại có một nữ tử tuyệt mỹ, giống như một tiên tử vậy, khiến cho hắn có chút tự ti, mặc cảm không dám đến gần. Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Mỹ mạo của nàng, nàng mỉm cười vẻ mông lung của nàng đều khiến hắn say sưa. Nhìn vào nam tử anh tuấn trước mặt này, Lục Vô Song lúc này không khỏi hoảng hốt, nàng có thể nghe được nhịp tim mình đang nhảy loạn, trong lòng có một cỗ cảm giác vô cùng khó hiểu. Nhìn nữ tử trước mặt, Lục Lâm Thiên muốn nói một câu, thế nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được, sau đó hắn cố lấy dũng khí nói. I love you. Thiếu Du, đệ vừa nói gì vậy? Lục Vô Song nói. Đệ. Lục Lâm Thiên không nói nên lời, câu nói này dường như so với việc tu luyện vũ kỹ huyền cấp còn khó khăn hơn rất nhiều. Thiếu Du, tại sao? Lục Vô Song nói, trong ánh mắt hiện lên một chút phức tạp, dường như đã nghĩ ra hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết bản thân mình có muốn hay không cho nên rất sợ hãi, lúng túng. Ngay lúc này lời Lục Vô Song còn chưa dứt thì Lục Lâm Thiên đã mạnh mẽ ôm lấy nữ tử trước mắt, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thiếu Du, tỷ là. Lục Vô Song còn chưa nói hết, nam tử trước mặt đã cúi xuống, sau khi vén mấy sợi tóc của nàng, đôi môi mềm mại của nàng đã bị đè xuống. Lục Vô Song lập tức sửng sốt không biết làm sao, cũng không dãy giụa, dường như ở trong lòng nàng cũng mong chờ chuyện này. Nàng có cảm giác tim mình đang đập loạn nhịp, toàn thân bắt đầu cứng ngắc rồi vô lực. Nàng không biết làm thế nào khi bị hắn nhẹ nhàng cắn môi, hôn môi. Thiếu Du. Nàng không nói nên lời, tùy ý hắn hôn mình, nhịp tim tiếp tục đạp nhanh hơn, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy đối phương, phối hợp với đối phương, cảm giác tê dại không ngừng truyền đến. Lục Lâm Thiên lúc này đang cố lấy dũng khí, chậm rãi hôn nữ tử tuyệt mỹ này, đây cũng chính là nụ hôn đầu đời của hắn, thế nhưng hắn biết đây là chuyện vui vẻ nhất của hắn từ trước tới nay. Cảm giác của nụ hôn đầu tiên này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút lâng lâng, cũng không giống như trong văn học kiếp trước từng nói, làm dấy lên dục hỏa. Hắn biết lúc này nội tâm hắn cực kỳ tinh thuần bởi vì hắn yêu nữ nhân này, yêu nữ nhân tình thâm ý trọng luôn quan tâm tới hắn. Vì vậy trong lòng hắn không có tà niệm, chỉ có ý nghĩ yêu thương thực sự. Cảm giác yêu thương này dường như được chôn ở đáy lòng từ khi nàng đưa cho hắn một kiện trường bào. Trước đó hắn không là một cái gì hết, chỉ là một thiếu gia phế vật mà thôi, vì vậy cũng chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Hiện tại, khi tiếp xúc với bờ môi của nàng, loại cảm giác như điện giật này khiến cho Lục Lâm Thiên run lên, môi nhẹ nhàng cọ sát, đây là một loại bản lĩnh nguyên thủy không cần học tập. Lúc này hai người dường như đã quên hết chung quanh, miệng đối miệng không ngừng hôn nhau, hai cái lưỡi giao hòa. Như một phản xạ có điều kiện, hai mắt nhắm lại, không cần nhìn cũng biết tìm đến mục tiêu một cách chuẩn xác. Hơi thở gấp gáp. Lúc này hai tay Lục Lâm Thiên ôm thân ảnh mềm mại trong lòng không ngừng thi triển bản lĩnh hai mươi mấy năm qua, miệng chậm rãi di chuyển, cắn nhẹ, đầu lưỡi vươn ra. Lúc này Lục Vô Song cũng quên đi mọi thứ, tất cả mọi thứ đều bị nàng vứt lên chín tầng mây. Môi bị nam nhân này xâm chiếm, lưỡi không ngừng bị hắn đảo lộn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, quần áo hai người phấp phới, dưới ánh trăng nhẹ nhàng hai người ôm nhau. Dưới ánh trăng này hai người đã thành một thể. Vầng trăng nhô lên cao, lúc này trên trời cao có vô số ngôi sao hiện lên, dường như cũng chứng kiến việc hai người đang làm. Không biết qua bao lâu hai người sau khi hết sức lực mới buông nhau ra. Hai người nhìn về phía đối phương, mặt Lục Vô Song đỏ lên nói. Thiếu Du, chúng ta không thể, ta là tỷ tỷ của đệ. Chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống, ta chỉ biết một việc, đó là ta thích nàng. Lục Lâm Thiên lúc này đã quyết định, một là không làm mà một khi đã làm thì làm tới cùng, hắn quyết định kéo nữ nhân trước mặt này vào trong lòng. Ta, Lục Vô Song dường như còn muốn nói gì đó thế nhưng trong khoảnh khắc đôi môi nàng lại bị chặn lại, một cỗ khí tức quen thuộc truyền vào mũi nàng. Lục Lâm Thiên sau khi ôm lấy nữ nhân trước mắt này, tay trái di chuyển dưới hông nàng, tay phải khẽ vuốt tóc nàng, vuốt đôi vai rồi cuối cùng rơi vào trên bộ ngực nàng. Lục Lâm Thiên cảm nhận được hương thơm mà hắn chưa bao giờ được ngửi qua. Toàn thân Lục Vô Song lúc này run giống như là điện giật,
nàng có cảm giác trong người mình như có một luồng điện đang chạy loạn, không ngờ trên ngực nàng còn có một bàn tay đang xâm chiếm, thế nhưng cảm giác này lại khiến cho nàng tê dại, không thể phản kháng. Lúc này Lục Lâm Thiên bắt đầu không khống chế được chính mình. Tuổi trẻ khí huyết cương phương làm sao có thể chịu nổi cảnh này, tâm tư thuần khiết lúc này cũng không thể che đậy phản ứng nguyên thủy. Máu trong cơ thể lập tức dồn lên não, phía dưới vô cùng khó chịu. Dưới phản ứng nguyên thủy này động tác của Lục Lâm Thiên ngày càng mãnh liệt, hai tay di động từ ngực xuống thắt lưng cuối cùng chạy tới cặp đùi của Lục Vô Song, cảm nhận sự mềm mại của nàng, Lục Lâm Thiên lại càng say mê. Năm ngón tay không ngừng di chuyển chậm rãi đi tới mông nàng. Lúc này đầu lưỡi của hai người còn đang giao hòa, dưới sự khiêu khích của hắn Lục Vô Song gần như là tê liệt ngã vào lòng Lục Lâm Thiên. Thiếu Du, không được. Ngay khi tay Lục Lâm Thiên đi tới vùng cấm địa kia thì Lục Vô Song đem một chút lực lượng cuối cùng từ trong lòng Lục Lâm Thiên dẫy ra, trên mặt đỏ bừng. Tiểu lưu manh nhà ngươi, xấu lắm. Ta không để ý tới ngươi nữa, ngươi mau trở về đi. Vừa nói xong, thân ảnh xinh đẹp này nhanh chóng chạy đi, vẻ mặt e thẹn. Vô Song, ta. Lục Lâm Thiên đứng dậy, vốn định nói một tiếng xin lỗi, lần đầu tiên dường như hắn có chút nóng vội. Tiểu sắc lang, chúng ta phải có chừng mực một chút, chờ tới lúc thích hợp ta sẽ cho ngươi. Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong Lục Vô Song đã quay đầu lại nói với Lục Lâm Thiên một tiếng rồi lập tức chạy vào bên trong hậu viên. Vậy tới lúc nào mới là thích hợp a? Lục Lâm Thiên rất muốn hỏi rõ ràng, lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên vô cùng khó chịu, bị làm giấy lên lửa nóng, phía dưới đã dựng lên từ lâu, hiện tại thì tốt rồi, cũng chỉ có thể tự dập tắt mà thôi. Lão đại, người cũng háo sắc nha, thế mà lúc nãy còn nói đệ háo sắc, hừ. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, thân thể nó không biết từ lúc nào đã bay tới trước người hắn. Tiểu quỷ, người thì biết gì, chúng ta thuần khiết. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, cảm giác được phía dưới mình vẫn dựng đứng hắn cười tà, quả thực có điểm không thuần khiết. Tuyết sư chúng ta đi. Sau khi gọi thiên sĩ tuyết sư ra, Lục Lâm Thiên nhìn về đình viện phía xa một cái rồi lập tức nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi rời đi. Trong đình viện, lúc này có một nữ tử tuyệt mỹ đang vuốt ve miệng mình nở nụ cười nhàn nhạt, dường như đang hồi tưởng chuyện vừa xảy ra. Về tới ngọn núi của mình, Lục Lâm Thiên lập tức thu thập mọi thứ rồi tới phòng tu luyện. Sau khi móc ra linh ngọc sàng, hắn bắt đầu tu luyện. Ban ngày đánh một trận, hoàng hổ kia tuy rằng hắn không e ngại, thế nhưng nếu không dựa vào sự bất ngờ của hư linh huyền ấn thì hắn cũng vô pháp làm được như vậy. Nếu như đối phương chú ý một chút, hắn sẽ khó có được cơ hội như vậy. Xem ra sau này khi thi triển hư linh huyền ấn phải tránh việc bị người khác nhìn thấy. Sau này muốn giáo huấn ai mà không có nó thì hiệu quả không được như ý. Phong quyển tàn vân. Ngọc giản tràn ngập khí tức thuộc tính phong hệ đang bị Lục Thiếu Du nắm trong tay này chính là vũ kỹ mà Lục Lâm Thiên từng nhìn thấy Vân Hồng Lăng thi triển qua. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, vũ kỹ hoàng cấp cao dài uy lực đương nhiên sẽ không kém. Tu luyện. Thủ ấn trong tay biến đổi. Một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống ngọc giản tâm thần tức thì tiến vào bên trong, sau đó một cỗ quang mang chói mắt tiến vào bên trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Quang mang hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Hoàng cấp cao giai, vũ kỹ phong hệ phong quyển tàn vân, trước đó vũ trưởng lão từng cấp cho hắn đại địa cương thuẫn, hỏa bảo viêm. Trong ba bộ vũ kỹ này Lục Lâm Thiên lựa chọn tu luyện phong quyển tàn vân đầu tiên. Dù sao hắn cũng là vũ giả phong hệ. Bây giờ mới chỉ có phong chi dực mà thôi, mà phong chi dực chỉ dùng để phi hành, lực công kích cũng không mạnh lắm. Uy lực của phong quyển tàn vân này Lục Lâm Thiên cũng đã chứng kiến, cho nên hắn định tu luyện nó đầu tiên. Dù sao đi nữa gần đây cũng có thời gian, trước hết chậm rãi tu luyện phong quyển tàn vân, sau đó mới tu luyện hỏa viêm bạo và đại địa cương thuẫn. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang phân vân, hiện tại tu vi của hắn đều đã đột phá tới cửu trọng. Sẽ nhanh chóng đột phá tới vũ phách và linh phách, cho nên phải chuẩn bị một phen. Khi trước rời khỏi Lục gia, Nam Thúc đã từng nhiều lần nói qua, khi đột phá vũ phách nhất định phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận, bởi vì khi hắn đột phá vũ phách sẽ không giống bình thường, bởi vì hắn còn là một linh giả nữa. Lúc yêu thú đột phá tứ giai sẽ hình thành bên trong cơ thể một viên yêu đan chính là vật vô cùng trọng yếu với yêu thú. Mà vũ giả khi đột phá vũ phách cũng ngưng tụ ra một thứ vô cùng đặc biệt gọi là vũ đan chính là tính mệnh của vũ giả. Sau khi kết thành vũ đan mới có thể thuận lợi đột phá vũ phách, không thể ngưng tụ ra vũ đan thì chính là thất bại.
Mỗi một người chỉ có một lần cơ hội, nếu mất đi thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội ngưng tụ vũ đan, vĩnh viễn dừng lại ở vũ sư. Linh giả cũng vậy, sau khi tới linh phách giống như linh thú, ngưng tụ ra một viên hồn đan, vô luận là vũ đan hay hồn đan đều là trái tim thứ hai của hắn vô cùng trọng yếu. Hiện tại Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng, Nam Thúc từng nói với hắn, đối với người bình thường mà nói khi đột phá vũ phách sẽ ngưng tụ ra một viên vũ đan, mà vũ giả song hệ sẽ ngưng kết ra hai khỏa vũ đan. Hắn là vũ giả toàn hệ thì sẽ ngưng kết ra năm khỏa vũ đan, có thể nói bất kỳ chuyện gì có lợi thì sẽ có hại song hành. Vũ giả song hệ so với vũ giả đơn hệ có không ít chỗ tốt. Thế nhưng ở thời điểm ngưng tụ vũ đan khó khăn gấp đôi. Mà hắn lại là vũ giả toàn hệ, năm loại thuộc tính vậy nên muốn ngưng tụ năm khỏa vũ đan so với vũ giả bình thường thì độ khó sẽ gấp 5 lần. Nghĩ vậy, Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng. Điều quan trọng là hắn còn là một linh giả, linh vũ đồng thời đột phá, hắn còn phải ngưng tụ ra một viên hồn đan A. Loại khó khăn bực này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút lo sợ. Lục Lâm Thiên quyết định ngày mai có lẽ phải tới Vạn Vũ Lâu tìm hiểu một chút đan phương. Đột phá vũ phách và linh phách chính là một lần khảo nghiệm lớn nhất từ trước tới nay của hắn. Một lát sau quang mang trên ngọc giản biến mất, Lục Lâm Thiên cũng đã hiểu rõ phương pháp tu luyện của Phong Quyển Tàn Vân. Từ tin tức trên ngọc giản có thể biết được, uy lực của Phong Quyển Tàn Vân tuyệt đối là cường hãn. Ngay cả khi Vân Hồng Lăng thi triển lúc trước cũng còn xa mới đạt tới uy lực mạnh nhất của nó. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống sơn mạch Vân Dương Tông, gió nhẹ nhẹ thổi, Lục Lâm Thiên cũng đã đi ra khỏi phòng. Hắn khẽ duỗi người một cái, hít thở không khí buổi sáng rồi nở nụ cười thỏa mãn. Lão đại, dậy sớm vậy. Tiểu Long lúc lắc cái đầu cũng không biết là vừa từ đâu chui ra. Tuyết sư, chúng ta đi Vạn Vũ Lâu. Lục Lâm Thiên nói xong, hai cánh thiên sĩ tuyết sư lập tức dựng lên chở Lục Lâm Thiên đi tới Vạn Vũ Lâu. Vạn Vũ Lâu, đây chính là địa phương vô cùng trọng yếu trong Vân Dương Tông. Là nơi thu thập những tâm đắc tu luyện của lịch đại cường giả Vân Dương Tông và cường giả trên Linh Vũ Đại Lục, còn có bí văn giã sư, nói chung những thứ liên quan tới việc tu luyện đều cất bên trong Vạn Vũ Lâu. Trên một ngọn núi khổng lồ có một tòa cung điện màu vàng tọa lạc trên đỉnh núi. Trên đỉnh cung điện không ngừng có khói bốc lên trên mang theo mùi thơm ngát thấm đậm vào ruột gan khiến cho người ta sảng khoái. Thiên sĩ tuyết sư xoay quanh trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhảy xuống khỏi lưng thiên sĩ tuyết sư đáp xuống cung điện trước mắt. Tòa cung điện này cao chừng 3 trượng, hai bên có hai chiếc đỉnh đang tỏa ra hương thơm ngát. Bốn phía xung quanh cung điện này cũng có không ít cây cổ thụ cành lá xum xuê rủ xuống, trên cành còn có những con chim nhỏ đang hót. Đặt mình vào không gian này cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Là Lục Lâm Thiên, hắn chính là Lục Lâm Thiên, đệ tử của Vũ trưởng lão là Vũ giả Tam Hệ. Chính là người ngày hôm qua một chiêu đánh bại Hoàng Hổ. Hiện tại đang xếp thứ 36 trên Long Bảng, thoạt nhìn dường như cũng không cường đại lắm. Không cường đại sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần đừng chọc tới hắn, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Ta từng tận mắt chứng kiến Hoàng Hổ kia trong chốc lát trở thành phế nhân. Theo sự xuất hiện của Lục Lâm Thiên trong Vạn Vũ Lâu lúc này có không ít đệ tử thân truyền nhìn thấy hắn lập tức dì tai nhau bàn luận. Đối với những lời nghị luận này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý mà nhìn chăm chú vào cung điện phía trước. Cung điện phía trước này diện tích chừng 1.000 thước, bên ngoài có 3 chữ Vạn Vũ Lâu màu vàng, chữ cứng cáp có lực như rồng bay phượng múa, trên mỗi chữ đều có một cỗ khí thế bất phàm. Bỏ qua ngoài tai những lời bàn tán của đám đệ tử thân truyền, Lục Lâm Thiên mang theo Tiểu Long ở trên vai đi vào trong Vạn Vũ Lâu. Hóa ra ngươi là Lục Lâm Thiên A, lần đầu đến đây sao? Vào đi, những ngọc giản bên trong ngươi chỉ cần đem tâm thần vào bên trong là có thể xem qua. Thực lực như thế nào cũng chỉ có thể xem qua ngọc giản tương ứng thực lực như thế đó. Những ngọc giản này bên trong đều có ấn ký của cường giả Vân Dương Tông, ta không được mang ra khỏi Vạn Vũ Lâu bằng không sẽ bị phạt nặng. Lúc này ở cửa có một lão giả giống như là hộ pháp tiếp nhận ngọc giản của Lục Lâm Thiên, trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, dường như hắn cũng đã nghe nói qua tên Lục Lâm Thiên rồi. Đa tạ hộ pháp, Lục Lâm Thiên cầm lại ngọc giản rồi lập tức đi vào Vạn Vũ Lâu, phía sau hắn cũng có mấy đệ tử thân truyền đang xếp hàng đi vào. Quả thực vô cùng lớn nha. Xuyên qua một cái hành lang tức thì có một đại điện vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Diện tích chừng 1.000 trượng. Bên trong đại điện này có vô số cột bằng đá chống đỡ. Trong đại điện cũng có mấy khu vực khác nhau.
Lục Lâm Thiên nhìn vào thì thấy các khu vực phân biệt thành 5 khu vực lớn là đỏ, xanh lam, xanh dương, vàng, trắng. Phân biệt với 5 hệ năng lượng, ở trong đó có đặt không ít ngọc giản được sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Trong đại điện lúc này cũng đã có không ít đệ tử. Lục Lâm Thiên đi vào cũng không có kẻ nào thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn mà hai tay đều đặt lên trên ngọc giản, đang nhắm mắt xem tin tức bên trong. Lục Lâm Thiên đi chung quanh tìm hiểu một phen, cuối cùng cũng tìm thấy khu vực thổ hệ. Lúc này bên trên có không ít ô nhỏ, bên trên phân biệt ghi chính tự tu vi của đệ tử là Vũ Đồ, Vũ Sĩ, Vũ Sư, Vũ Phách, Vũ Tướng, chỉ là không có ô của Vũ Xuất trở lên, cao nhất cũng chỉ là Vũ Tướng mà thôi. Trong mỗi một ô đều có một đám ngọc giản được xếp thành hàng vô cùng chỉnh tề. Ánh mắt hắn đảo qua một chút, hai bên còn có tiêu ký khác nhau, đại loại là tâm đắc tu luyện của các loại vũ khí còn có trình tự tu luyện. Số lượng ngọc giản vô cùng đa dạng phong phú. Chuẩn bị ngưng đan. Ở ô Vũ Sư Lục Lâm Thiên tìm khắp ngõ ngách lúc này cũng thấy một ngọc giản có ghi chú rõ ràng. Lục Lâm Thiên liền cầm lấy ngọc giản rồi khẽ đem tâm thần vào bên trong ngọc giản. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện một cỗ tin tức khổng lồ. Một lát sau Lục Lâm Thiên mới chậm rãi mở hai mắt, trên ngọc giản này quả thực có ghi chép liên quan tới việc ngưng đan của vũ giả. Sau khi xem xong tin tức trong ngọc giản Lục Lâm Thiên khẽ cau mày. Hắn chính là vũ giả toàn hệ nếu muốn đột phá vũ phách so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn nhiều. Từ tin tức trong ngọc giản mà Lục Lâm Thiên biết được thì trong 100 người thường mới có xác suất xuất hiện một vũ giả. Mà trong 100 vũ giả có một người thành công đột phá vũ phách đã là không tồi rồi. Mà vũ giả song hệ thì trong 1 vạn vũ giả có một người đột phá đã không tồi. Đó là chuyện không hề dễ dàng, về phần vũ giả tam hệ, 100 vạn vũ giả có một người đã là kỳ tích, vũ giả tứ hệ càng khoa trương hơn đó là 1000 vạn lần không có một, mà vũ giả toàn hệ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Vũ giả song hệ xác suất ngưng tụ vũ đan so với vũ giả đơn hệ khó khăn hơn gấp đôi. Vũ giả song hệ cho dù thiên phú có tốt đến mấy, trong 100 người cũng không có mấy người có thể ngưng tụ vũ đan cũng là chuyện bình thường. Vũ giả tam hệ thì lại càng khó khăn. Lúc ngưng tụ vũ đan điều khó khăn nhất chính là câu thông năng lượng thuộc tính ở trong thiên địa, thường thường lúc vũ giả ngưng tụ vũ đan thân thể không thể chịu được năng lượng khổng lồ trong thiên địa sẽ bị bạo thể mà chết. Mà vũ giả song hệ thì loại tình huống này là điều bình thường. Bởi vì vũ giả song hệ lúc ngưng tụ vũ đan trong cơ thể đồng thời phải nhận lấy năng lượng của song hệ, thân thể kém một chút thì tức khắc bạo thể mà chết. Vũ giả tam hệ vậy thì càng mệt hơn, câu thông năng lượng tam hệ hội tụ trong thân thể, nếu không thể thừa nhận được thì kết cục không cần phải nghĩ cũng biết, không thành công thì xả thân nha. Thuộc tính 5 hệ, 5 khỏa vũ đan. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, bản thân hắn muốn đột phá nhất định phải chịu đựng năng lượng của 5 hệ. Nếu như không chịu được thì kết cục của hắn sẽ là hôi yên phi diệt. Nam Thúc, ta hận ngươi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Lúc rời khỏi Lục gia Nam Thúc từng đưa cho hắn một viên độ ách ngũ tâm đan, dặn dò trước khi đột phá phải ăn nó vào mới có cơ hội thành công đột phá tới vũ phách ngưng tụ ra vũ đan. Mà trước đó còn phải đột phá tới linh phách. Đột phá linh phách trước cũng có không ít trợ giúp đối với việc đột phá vũ phách. Nhớ tới hậu quả khi thất bại Lục Lâm Thiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Không thành công thì xả thân, ngay cả đường lui cũng không có. Chỉ là bản thân Lục Lâm Thiên cũng có chút chờ mong, việc có lợi thì cũng có hại, nếu như thành công đột phá thực lực của hắn sẽ bay vọt về chất. Vũ giả song hệ các môn phái lớn sẽ tranh nhau thu vào trong tông môn, vũ giả vậy thì càng thêm nhiệt tình. Bởi vì sau khi đạt tới tu vi vũ phách vũ giả song hệ có thực lực kinh khủng hơn nhiều so với vũ giả đơn hệ. Vũ giả đơn hệ chỉ ngưng tụ được 1 viên vũ đan. Mà vũ giả song hệ thì lại ngưng tụ ra 2 khỏa vũ đan. Sau khi ngưng tụ ra vũ đan tốc độ tu luyện sẽ vô cùng nhanh chóng, trong vũ đan có thể chứa thêm chân khí kinh khủng, 2 khỏa vũ đan tối thiểu trên phương diện chân khí sẽ nhiều hơn gấp đôi so với vũ giả đơn hệ. Nếu như giao chiến chân khí nhiều hơn gấp đôi cũng coi như có một mạng sống. Lục Lâm Thiên lại nghĩ khí hải của hắn đã được rèn giũa mạnh lớn hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu thực sự thành công ngưng tụ 5 khỏa vũ đan, đến lúc đó lực lượng chân khí mà hắn có thể chứa đựng quả thực vô cùng kinh người. Ngẫm lại Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút hưng phấn. Thế nhưng tiền đề là hắn phải đột phá thành công mới được. Bằng không nếu như thất bại thì cũng chỉ có thể hôi yên phi diệt mà thôi. Buông ngọc giản trong tay xuống, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục xem xét không ít ngọc giản trong vạn vũ lâu, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, mộc hệ cũng không có ngoại lệ, chỉ cần là thích hợp thì hắn đều không bỏ qua.
Trên phương diện tu luyện Lục Lâm Thiên biết ngoại trừ thời gian ở Lục Gia có Nam Thúc chỉ điểm ra thì sau khi rời khỏi Lục Gia hắn vẫn một mình tu luyện, tự mình tìm tòi, không bằng nội tình và kinh nghiệm vô số năm của các cường giả Vân Dương Tông được. Lúc này Lục Lâm Thiên giống như một con cá đang ngất ngây bơi trong đại dương tri thức, chỉ là thứ mình cần hắn sẽ thu lấy. Chung quanh lúc này có không ít đệ tử dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Mọi người đều biết hắn là vũ giả tam hệ, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không cần thiết xem Ngọc Giản tất cả các hệ nha. Đối với Ngọc Giản không phải thuộc tính của mình cho dù có xem cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đang đứng trong khu vực hỏa hệ xem xét tư liệu trong Ngọc Giản thì có một âm thanh truyền vào tai hắn, một cỗ khí tức mang theo áp lực tiến tới. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thì thấy chủ nhân của cỗ khí tức này là một người tuổi chừng 23-24, mặc bộ một đạo bào màu trắng, ngũ quan sắc bén, mày kiếm dương lên, ngọc thụ lâm phong, khí thế bất phàm, khí tức quanh thân lại khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Chính là ta, có việc gì sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt hỏi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, từ khí tức nhìn vào không ngờ hắn lại nhìn không thấy khí tức của người này, thế nhưng Lục Lâm Thiên chắc chắn tu vi người này đã đạt tới vũ tướng. Ta đã nghe qua đại danh của ngươi, Vũ Sư Cửu Trọng đánh bại Vũ Phách Tứ Trọng. Ngươi rất mạnh cũng rất kiêu ngạo, ta thích, có thực lực, kiêu ngạo đã sao, ta cũng rất kiêu ngạo. Thanh niên mặc bạch y này nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Ta tên là Khuất Đao Tuyệt, đệ tử Dương Trưởng Lão, hiện tại xếp thứ ba trên Long Bảng, chờ sau khi ngươi có thể đánh một trận với ta, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Xếp thứ ba trên Long Bảng. Lục Lâm Thiên thở dài. Như vậy là một vũ tướng tuổi còn rất trẻ, thiên phú và thực lực vô cùng kinh khủng. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại là một người tâm khí vô cùng cao ngạo, cho nên đâu chịu thua người thanh niên trước mắt này, hắn nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ phụng bồi. Nhìn vào Khuất Đao Tuyệt trước mắt này, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra chiến ý. Người trước mắt hắn hiện giờ tuyệt đối có thể trở thành đối thủ của hắn. Ngươi có chiến ý, ta thích, ta sẽ chờ ngươi. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sẽ không lâu đâu, hy vọng tới lúc đó ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lục Lâm Thiên nói. Ha ha, người top 5 Long Bảng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khuất Đao Tuyệt cười to một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi. Là Khuất Đao Tuyệt, cuồng nhân này sao lại tới Vạn Vũ Lâu ha? Nói nhảm, hắn không tới Vạn Vũ Lâu này thì đi đâu? Chả nhẽ đi Vũ Linh ảo cảnh. Ngoại trừ hai địa phương này hắn còn nơi nào để đi không? Tên cuồng nhân tu luyện này không nghĩ tới cũng muốn khiêu chiến Lục Lâm Thiên nha. Sắp có trò hay để nhìn rồi. Tên điên Khuất Đao Tuyệt này toàn bộ Vân Dương Tông cũng chỉ có hai người có thể áp chế hắn. Chung quanh truyền đến tiếng bàn luận, Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, xem ra danh khí của Khuất Đao Tuyệt này không nhỏ mộ chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Lục Lâm Thiên rời khỏi Vạn Vũ Lâu đã là hoàng hôn. Gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư ra, Lục Lâm Thiên lập tức trở lại ngọn núi của mình. Vừa rời khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Lục Lâm Thiên phát hiện ra có một hộ pháp đang đứng đó đợi hắn. Ra mắt hộ pháp. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hộ pháp này chính là một trong ba hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh, không biết tìm hắn là có chuyện gì. Lục Lâm Thiên, sáng sớm ngày hôm nay, Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên Long Bảng chính thức khiêu chiến ngươi, tháng sau lên đài thi đấu. Hắn có tu vi Vũ Phách Thất Trọng môn hạ của Triệu Trưởng Lão, là vũ giả song hệ thổ hỏa. Vị hộ pháp này nói với Lục Lâm Thiên. Ta có thể cự tuyệt không? Lục Lâm Thiên nhướng mày. Đệ tử của Triệu Vô Cực hẳn là muốn báo thù cho Hoàng Hổ ngày hôm qua. Vũ Phách Thất Trọng lại còn là vũ giả song hệ, dường như bằng vào thực lực của hắn hiện tại rất khó đối phó được đối phương. Dựa theo quy định trong tông, trực tiếp khiêu chiến không thể cự tuyệt. Chỉ là thực lực của hắn cách xa ngươi lại muốn khiêu chiến ngươi nên ngươi có thể cự tuyệt, hoặc là ngươi đang bế quan có thể lùi lại sau này mới thượng đài. Hộ pháp này nói. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại nói. Đệ tử đầu tháng sau lại muốn bế quan vậy nên chắc hẳn phải lùi lại ngày khiêu chiến. Lục Lâm Thiên, dựa theo tông quy ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt. Hắn xếp thứ 20 trên Long Bảng. Vị hộ pháp này do dự một chút rồi nói nhỏ với Lục Lâm Thiên một câu. Đa tạ ý tốt của hộ pháp, không cần đâu, khiêu chiến này ta tiếp nhận, chỉ là tháng sau ta lại bế quan cho nên lùi lại một chút là được. Lục Lâm Thiên nói, đệ tử của Triệu Vô Cực tự mình đưa đến cửa hắn làm sao có thể cự tuyệt được.
tuy rằng bằng vào thực lực của hắn rất khó chống lại thế nhưng chờ tới lúc đột phá vũ phách đến lúc đó khiêu chiến cũng không phải không có cơ hội. Dựa theo tông quy của Vân Dương Tông có thể kéo dài nửa năm, thời gian nửa năm hẳn cũng đủ để hắn đột phá tới vũ phách. Được rồi. Hộ pháp này nhìn về phía Lục Lâm Thiên khẽ thở dài một câu rồi mới rời đi. Tu luyện. Nhìn xuống chân núi một lát Lục Lâm Thiên lập tức thu hồi ánh mắt lại, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa, một cỗ chân khí phong hệ từ trong người tuôn ra. Theo bàn tay hắn chém ra lúc này có từng đạo phong nhận từ trong tay hắn bắn ra, mỗi một đạo phong nhận đánh vào những tảng đá trước mức tạo thành một vết nứt rộng trên tảng đá. Siêu. Từng đạo phong nhận xé rách không gian vang lên tiếng gió thổi sắc bén. Theo số lượng đạo phong nhận Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra thì vết nứt trên tảng đá cũng càng ngày càng nhiều. Ngày mai tiếp tục vậy. Hai canh giờ sau khi mặt trời khuất bóng, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu đen hắn mới ngừng lại. Trở lại căn phòng của mình Lục Lâm Thiên móc ra linh ngọc sàng, ăn một viên địa linh đan vào lập tức luyện hóa đan dược. Màn đêm buông xuống, núi non Vân Dương Tông được bao phủ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng, Lục Lâm Thiên tiếp tục lên đỉnh núi. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí phong hệ cuồng bạo tức thì xuất hiện, từng đạo phong nhận từ trong tay hắn hiện ra mang theo khí tức cuồng bạo tiếng xé gió vang lên không ngừng. Hai canh giờ sau Lục Lâm Thiên gọi ra Thiên Sĩ Tuyết Sư tiếp tục đi tới Vạn Vũ Lâu. Những thứ tích lũy trong Vạn Vũ Lâu cũng không chỉ một vài ngày là có thể xem hết. Sau khi xem xong còn cần lĩnh ngộ, nếu như chỉ xem một lần như kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu Long hôm nay cũng không đi theo Lục Lâm Thiên bởi vì vào Vạn Vũ Lâu rất nhàm chán, vì vậy nó ở lại núi tu luyện. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, liên tiếp 3 ngày Lục Lâm Thiên mỗi sáng sớm đều tới Vạn Vũ Lâu, hoàng hôn mới rời đi. Mỗi ngày đều dành một chút thời gian tu luyện phong quyển tàn vân, đêm xuống thì ăn vào một viên địa linh đan rồi tu luyện. 4 khỏa địa linh đan còn lại sau khi luyện hóa Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được linh lực của hắn còn chưa tới linh sư cửu trọng trung kỳ. Quả thực sau khi đột phá linh sư cửu trọng năng lượng cần để đột phá vô cùng lớn. Loại tiêu hao này Lục Lâm Thiên có chút không chịu nổi, chỉ riêng dược liệu của địa linh đan đã có mấy thứ dùng hết, gần đây cũng không có thành trấn nào, có chút phiền phức. Trước tiên đột phá chân khí vậy. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể quyết định trước tiên đột phá tới vũ sư cửu trọng đỉnh phong rồi mới đột phá tiếp. Đan dược tăng cường chân khí Lục Lâm Thiên cũng có không ít. Những thứ trong mật thất của Phi Linh Môn kia tuy rằng đã giao một nửa cho quỷ tiên tử Bạch Oánh thế nhưng trên người hắn cũng có không ít. Ngay cả đan dược ngũ phẩm, lục phẩm cũng có một vài khỏa, loại đan dược cấp bậc này hiện tại hắn không thể chịu được dược lực. Ngay cả đan dược tứ phẩm Lục Lâm Thiên cũng không dám tùy tiện ăn vào. Vạn nhất một viên đan dược tứ phẩm đủ để hắn đột phá tới vũ phách mà linh lực không đủ, không thể cùng nhau đột phá vậy thì xong đời rồi. Ngày thứ 5. Lục Lâm Thiên tiếp tục ăn một viên đan dược cao giai bổ dương đan rồi tiếp tục tu luyện. Ban ngày ở Vạn Vũ Lâu, buổi tối luyện hóa đan dược tu luyện, trải qua 15 ngày tròn, trong 15 ngày này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng tu luyện phong quyển tàn vân miễn cưỡng coi như là tiểu thành, mà tu vi chân khí của hắn vào 3 ngày trước sau khi ăn vào 8 khỏa đan dược tam phẩm cao giai cũng đã đạt tới vũ sư cửu trọng trung kỳ. Trong 15 ngày ngày vũ trưởng lão Vũ Ngọc Tiền đã tới ngọn núi 2 lần. Sau khi nghe nói đệ tử bảo bối của hắn một chiêu đánh bại rồi chiếm lấy vị trí 36 trên long bảng, vũ trưởng lão cười không ngớt, sau khi hưng phấn khen Lục Lâm Thiên một phen rồi móc ra không ít đan dược tu luyện, ngay cả đan dược tứ phẩm cũng có vài khỏa, dặn Lục Lâm Thiên tu luyện cho tốt rồi mới thỏa mãn rời đi. Hiện tại trong Vân Dương Tông, vũ trưởng lão rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu, đệ tử của hắn rốt cuộc cũng có một người tiến vào long bảng. Mà trong đoạn thời gian này, trong hàng đệ tử thân truyền cũng đang truyền đi một tin tức Lý Đạt Giang xếp thứ 20 trên long bảng khiêu chiến Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không ngờ lại đáp ứng, quả thực tin tức này khiến cho đám đệ tử há hốc mồm. Lý Đạt Giang này bài danh thứ 20 trên long bảng. Là vũ giả vũ phách thất trọng, thực lực của top 20 long bảng không ai có chút hoài nghi, bởi vì người có tu vi đồng cấp sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Mọi người cũng biết Lý Đạt Giang này rõ ràng là thay Hoàng Hổ kia báo thù mới khiêu chiến Lục Lâm Thiên. Thế nhưng không nghĩ tới Lục Lâm Thiên kia lại tiếp nhận, chỉ rời thời gian khiêu chiến lại mà thôi. Điều này làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước Lục Lâm Thiên thắng Hoàng Hổ đã khiến cho không ít người mở rộng tầm mắt, hít sâu một hơi, lẽ nào hắn còn có thể đánh bại Lý Đạt Giang sao? Mọi người có chút chờ mong, có chút hy vọng,
thế nhưng lại nghe nói đầu tháng Lục Lâm Thiên sẽ bế quan cho nên rời lại thời gian khiêu chiến. Lúc này mọi người mới có chút thất vọng, náo nhiệt bực này không thể thấy sớm một chút. Thế nhưng không thể phủ nhận ba chữ Lục Lâm Thiên này gần đây trong Vân Dương Tông là ba chữ được nhắc tới nhiều nhất. Hoàng hôn, Lục Lâm Thiên vừa từ Vạn Vũ Lâu trở về, sau khi nhảy khỏi lưng Thiên Sí Tuyết Sư thì thanh âm của Tiểu Long đã vang lên trong đầu hắn. Lão đại, trong phòng có một nữ nhân vô cùng đẹp đang chờ ngươi. Là ai? Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, chẳng lẽ là Lục Vô Song? Là nữ tử lần trước muốn chém muốn giết ngươi nha. Tiểu Long nói, thân thể không biết từ nơi nào chui ra. Vân Hồng Lăng sao? Hai hàng lông mày của Lục Lâm Thiên nhíu lại, nữ nhân này sao lại tới đây? Chẳng lẽ thương thế trên mông khỏi rồi tìm hắn báo thù sao? Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Lâm Thiên vẫn quyết định đi vào trong phòng. Ngươi đi đâu đó, sao giờ mới trở về? Lục Lâm Thiên vừa tới đại sảnh thì thân ảnh xinh đẹp đang ngồi phía ngoài cũng lập tức đứng lên, dung nhân tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, mang theo một chút ngang ngược cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, không phải là Vân Hồng Lăng thì có thể là ai? Sao vậy, ngươi chờ lâu chưa? Lục Lâm Thiên hỏi, nữ nhân điêu ngoa này quả thực càng nhìn càng khó dằn nổi a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút hứng thú nhìn vào thân thể có đường cong hoàn mỹ của Vân Hồng Lăng rồi dừng lại trên bờ mông của nàng, miệng khẽ nở nụ cười ra, cảm xúc lần trước quả thực không tồi. Tiểu sắc quỷ, ngươi còn nhìn loạn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt không chút hảo ý của Lục Lâm Thiên quét tới quét lui trên người mình nàng lập tức lui về phía sau vài bước. Thế nhưng trong mắt lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn ưỡn ngực ngẩng đầu lên. Để cho bộ ngực sữa đang phát dục kia càng thêm gây chú ý với Lục Lâm Thiên. Dường như nghĩ tới cái gì đó nàng lập tức đem hai tay đặt ra sau mông mình. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Lục Lâm Thiên khó khăn rời ánh mắt khỏi người nàng rồi hỏi. Đối với nữ nhân điêu ngoa này Lục Lâm Thiên cũng coi như có chút thấu hiểu, tuy rằng điêu ngoa thế nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ mà tạo thành, thái độ làm người cũng không tệ lắm, nội tâm đơn thuần giống như một tờ giấy trắng vậy. Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Lục Lâm Thiên cười ra, nam nhân tốt là nam nhân bắt đầu từ lúc thành thục cần phải tôi luyện, thế nhưng nữ nhân tốt cũng phải hạ thủ sớm một chút, càng hạ thủ sớm càng tốt bởi vì nữ nhân qua thời gian này cho dù tốt cũng đã bị người khác dùng qua. Kỳ thực, nữ nhân điêu ngoa này cũng không tồi, không biết Vô Song có để ý hay không. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này có một tia tà ác bắt đầu phát triển. Ta đi ngang qua đây một chút cho nên tới thăm ngươi. Vân Hồng Lăng khẽ nháy đôi mắt to tròn của mình rồi nói. Ta có làm sao đâu mà tới thăm, ngươi còn đau không, có muốn ta xoa bóp cho không? Lục Lâm Thiên làm ra bộ dáng quái thúc thúc có chút tà ác cười hắc hắc hỏi. Tiểu sắc quỷ hạ lưu. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta tới xem ngươi còn có nữ nhân nào khác hay không? Nếu như có ngươi nhất định phải chết. Tiểu thư à, ta có nữ nhân hay không có liên quan tới ngươi sao? Ngươi quản cũng quá nhiều nha. Lục Lâm Thiên tức thì há hốc miệng, cô nàng này hôm nay lại làm sao vậy? Hừ, hôm trước trở về ta từng hỏi Đông Mai, nàng nói cho ta biết một nữ nhân sau khi bị nam nhân nhìn qua lại còn sờ soạng thì nam nhân kia phải phụ trách. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nói ra một câu sau đó nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong veo khẽ nháy. Tiểu bại hoại nhà ngươi. Ngay cả nơi đó của ta ngươi cũng sợ rồi, lẽ nào ngươi không chịu trách nhiệm sao? Nếu ngươi dám không phụ trách ta sẽ nói cho cha biết nha. Kháo, đây là ngươi bức hôn ta sao? Không phải chỉ sờ vài cái thôi sao? Cùng lắm thì cho ngươi sờ lại. Lục Lâm Thiên kháng nghị nói, cô nàng này hôm nay tới đây không phải bức hôn hắn đấy chứ? Tốt, bây giờ ta đi nói cho cha biết, ngươi đã làm những gì với ta? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi lập tức đi ra ngoài. Này, Hồng Lăng, có việc gì từ từ thương lượng, chúng ta chậm rãi nói. Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến lên kéo nàng lại, bằng vào tính tình của nàng không chừng sẽ nói cho Vân Khiếu Thiên thật nha. Nếu như Vân Khiếu Thiên biết mông của nữ nhi hắn bị mình đánh, vậy thì... Hậu quả của việc này Lục Lâm Thiên không dám nghĩ tới, đến lúc đó ngay cả sư phụ cũng không bảo vệ được hắn. Hừ. Người có phụ trách với ta hay không? Bị Lục Lâm Thiên nắm lấy bàn tay thế nhưng Vân Hồng Lăng lại không hề dãy giụa mà dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lục Lâm Thiên, dường như nhìn bộ dáng hiện giờ của Lục Lâm Thiên trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn.
chuyện này, khục khục, Hồng Lăng à. Lục Lâm Thiên ho khan một tiếng rồi nhướng mày nói. Chịu trách nhiệm là khi nam nữ phải xxxx nha, làm chuyện đó xong mới phải chịu trách nhiệm, nói trắng ra giữa chúng ta kỳ thực không có gì, cho nên căn bản không cần phụ trách. Có phải ngươi từng xem qua thân thể ta hay không? Vân Hồng Lăng trợn mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Đúng, vậy thì sao? Lục Lâm Thiên trả lời. Vậy có phải ngươi từng đánh mông ta? Vân Hồng Lăng lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên lại gật đầu, đây là sự thực, xúc cảm kia nha, bây giờ đối với hắn vẫn còn vô cùng mới mẻ. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi từng đáp ứng với ta một điều kiện không? Vân Hồng Lăng lại hỏi. Nhớ. Lục Lâm Thiên gật đầu, tình huống khi đó hắn không đáp ứng cũng không được a. Lẽ nào còn không tính? Thân thể thuần khiết của ta, tiểu sắc quỷ, ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, dù sao đi nữa ngươi cũng phải phụ trách với ta. Còn nữa, điều kiện của ta chính là muốn ngươi phụ trách với ta. Vân Hồng Lăng lớn tiếng nói, dáng vẻ hiện tại của nàng quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Lâm Thiên vậy. A! Lục Lâm Thiên hét lên một tiếng, miệng hắn lúc này quả thực có thể nhét trọn một quả trứng vịt. Thế nhưng cho dù ta nguyện ý nhưng nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, ta cũng không xứng với nàng nha. Đến lúc đó, cha nàng cũng không đồng ý. Lục Lâm Thiên thở dài rồi mỉm cười nói. Chuyện của ta, cha ta sẽ không phản đối. Dù sao ngươi cũng phải phụ trách với ta. Đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội rồi nói với ngươi. Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói. Thế nhưng, Lục Lâm Thiên có chút sửng sốt, ánh mắt khẽ đảo rồi nói. Hồng Lăng, chuyện đó nói sau, hiện tại ta có chút chuyện muốn nhờ nàng. Chuyện gì, nói đi. Vân Hồng Lăng đáp. Ta cần một ít dược liệu để luyện chế đan dược, nàng có thể tìm giúp ta không? Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Mấy vị dược liệu chủ dược luyện chế địa linh đan hiện tại đã hết nhẵn rồi cho nên hắn cũng chỉ có thể thi triển một chút mỹ nam kế, bằng vào thân phận của Hồng Lăng tại Vân Dương Tông kiếm một chút dược liệu hẳn không thành vấn đề. Dược liệu sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải linh giả mà. Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc hỏi. Dù sao đi nữa đối với ta cũng có tác dụng. Nàng có giúp không? Ta đang cần gấp. Lục Lâm Thiên giả vờ sốt ruột nói, thế nhưng quả thực hắn cũng có chút cấp bách. Tiểu sắc quỷ nhà ngươi, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao, gạt ta đi kiếm dược liệu hộ ngươi, hừ. Vân Hồng Lăng khẽ hừ một tiếng rồi lập tức nói. Nói đi, muốn tìm dược liệu gì, ngày mai ta giúp ngươi tìm tới. Hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, khuôn mặt hắn đỏ lên. Lớn như vậy rồi ngoại trừ mượn kim tệ của Lục Vô Song ra đây là lần đầu tiên hắn nhờ một nữ nhân giúp tìm thứ gì đó. Sau đó hắn lập tức nói tên dược liệu qua một lần cho Vân Hồng Lăng nghe. Được rồi, tiểu sắc quỷ, ta nghe nói người đánh bại Hoàng Hổ đạt được vị trí 36 trên long bảng. Không tồi, chỉ là ta lại nghe Đông Mai nói người còn đáp ứng lời khiêu chiến của Lý Đạt Giang. Gia hỏa này không dễ chọc, ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng hắn, người có tự tin thắng hắn không? Vân Hồng Lăng nghiêm túc hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. Không sao, chờ sau khi nắm chắc ta mới lên đài. Lục Lâm Thiên nói, nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Hồng Lăng trong lòng hắn có chút cảm động. Lục Lâm Thiên cười khổ một cái, nữ nhân điêu ngoa trước mắt này không ngờ lại quan tâm tới hắn. Xem ra trong lúc vô ý hắn đã làm nàng cảm động, lại khiến cho nàng thích mình. Lần trước hắn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút ai ngờ lại có hiệu quả như vậy. Thế nhưng hắn đã có Vô Song nha, chuyện này có chút phiền phức. Vậy thì đi tu luyện đi, lần trước cha ta từng nói với ta một chuyện. Vân Hồng Lăng hé miệng nói. Chuyện gì? Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Trên mặt Vân Hồng Lăng tức thì ửng đỏ nói. Cha ta nói, nếu ai muốn kết hôn với ta chí ít cũng phải tiến vào top 10 long bảng cho nên ngươi phải nỗ lực thật nhiều. Chờ sau khi ngươi tiến vào top 10 long bảng ta sẽ nói với cha chuyện của chúng ta. Vân Hồng Lăng rời đi, Lục Lâm Thiên lúc này vẫn sững sờ đứng trong đình viện. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu? Theo lý mà nói đây chính là chuyện tốt, thế nhưng Vô Song thì làm sao bây giờ? Vô Song, được rồi, nửa tháng rồi không gặp nha đầu kia. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, nửa tháng không gặp, trong lòng hắn có chút tưởng niệm, đây hẳn là cảm giác yêu nha. Tuyết sư, chúng ta đi. Một lát sau... Lục Lâm Thiên cố ý thay một kiện đạo bào sạch sẽ,
sau khi chỉnh đốn trang phục một phen mới cưỡi thiên sĩ tuyết sư đi tới chỗ Lục Vô Song. Lão đại, người đổi một bộ trang phục mới làm gì vậy? Tiểu Long ở trên vai Lục Lâm Thiên khẽ hỏi. Không có gì. Lục Lâm Thiên cười nói. Hừ, ta biết, ta nghĩ lão đại ngươi hẳn là phát xuân rồi. Tiểu Long hắc hắc cười, đôi mắt nhỏ khẽ nháy nháy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức tối sầm rồi nói. Ngươi chừa cho lão đại ngươi một chút mặt mũi có được không? Đây là tình yêu đó, ngươi có hiểu không? Trên đỉnh Tuyệt Phong, dưới màn đêm quần áo phiêu động kiếm ánh tung bay, có một thân thể đang múa kiếm dưới đỉnh Tuyệt Phong, quả thực giống như là đang nhảy múa vậy. Quả là, hữu nữ yêu thả lệ, bùi hồi tương thủy mi. Thủy mi lan đỗ phương, thải chi tương ký thủy, hồ tê phát hạo sỉ, song nga tần thúy mi. Hồng kiểm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi. Sước ước đa giật thái, khinh doanh bất tự trì. Thường căng tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư. Dịch thơ, cô yêu nữ mỹ lệ, vấn vương đôi hàng mi, mi thơm hương lan lê, gửi thương nhớ vào ai. Răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt, mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà. Dáng yêu điệu thướt tha, dịu hàng uyển chuyển đưa, vẻ tươi riêng một cõi, khuynh quốc khuynh thành sao. Dịch nghĩa, có cô yêu nữ mỹ lệ, hàng mày mềm mại như nước. Mi tựa nước thơm hương hoa lan hoa lê, vẻ đẹp rực rỡ của nàng gửi ai thế. Hàm răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày mỏng như cánh bướm nơi núi xa. Mặt e thẹn đỏ hồng như sen nở, da trăng sờ nóc nà mềm mại. Dáng vẻ yểu điệu yêu kiều duyên dáng, dịu dàng uyển chuyển trang nhã. Gương am típ thanh cao xinh đẹp tuyệt trần, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành không bì kịp. Một đạo kiếm ảnh xẹt qua tạo ra một vết rách trong hư không, trước kiếm ảnh đột nhiên có một thân ảnh trắng xóa xuất hiện. Siêu! Kiếm ảnh đột nhiên thu lại, nhìn nam tử trước mắt này trên mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng nói. Cẩn thận ta không khống chế được tới lúc đó đệ quả thực sẽ rất thảm. Mưu sát phu quân, tội này rất lớn. Lục Lâm Thiên vui vẻ nói. Cái gì mà phu quân? Không để ý tới đệ nữa. Lục Vô Song lập tức e thẹn ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Lục Lâm Thiên đứng phía sau lưng nàng, nhìn vào bóng lưng yểu điệu sợi tóc tung bay theo gió, quả thực gặp được một nữ nhân như vậy ở thế giới này rốt cuộc đối với dị thế này hắn cũng có một chút cảm giác mình thuộc về nơi này, bằng không nhiều khi hắn vẫn luôn nghĩ, bản thân mình dư thừa ở thế giới này. Còn không mau qua đây. Lục Vô Song quay đầu lại nói. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng ôm Lục Vô Song vào lòng. Thiếu Du, chúng ta như bây giờ không biết phụ mẫu ta còn có Tam A Di biết liệu có phản đối hay không. Bị Lục Lâm Thiên ôm vào lòng, Lục Vô Song khẽ tựa đầu vào LIG ngực Lục Lâm Thiên rồi ỉ ôi nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Đến lúc đó đệ sẽ trở về nói chuyện với đại bá. Bọn họ nhất định sẽ không phản đối. Lục Lâm Thiên trả lời, Lục Vô Song chỉ là dưỡng nữ Lục gia. Lục gia sao lại phản đối cơ chứ? Cho dù phản đối, bằng vào Lục gia hiện tại hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thật không, thế nhưng ta còn có chút lo lắng, ta là đường tỷ của đệ, thế nhưng hiện tại. Đều tại tiểu sắc quỷ nhà đệ. Lục Vô Song khẽ nói, bàn tay trắng như phấn đánh như mưa vào ngực Lục Lâm Thiên. Ta háo sắc sao, đây đều là tình đến từ trong tim không thể kìm chế được nha. Lục Lâm Thiên cười nói. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, từ nay về sau ở Linh Vũ Đại Lục này rốt cuộc hắn cũng cảm thấy mình tồn tại ở nơi này. Sau này hắn phải trở nên mạnh hơn, phải bảo vệ tốt nữ tử trong lòng này. Được rồi Thiếu Du, mấy ngày trước Băng Lan nói với ta để tiếp nhận khiêu chiến của Lý Giang Đạt, thế nhưng hắn là cường giả bài danh 20 trên long bảng nha, đệ có nắm chắc không? Lục Vô Song lo lắng nói. Yên tâm đi. Chuyện gì không nắm chắc ta sẽ không đi làm đâu. Lục Lâm Thiên nói. Ta tin đệ, có thể ẩn giấu trong Lục gia 17 năm, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Lục Vô Song khẽ nói, trong lòng nàng vẫn tin, Lục Lâm Thiên ẩn nhẫn ngay từ nhỏ, chuyện hắn xuyên Việt từ thế giới khác phỏng chừng nói ra cũng không có ai tin tưởng. Lục Lâm Thiên không nói gì, Lục Lâm Thiên trước đây đã sớm chết, chỉ là bí mật này hắn vẫn luôn chôn trong đáy lòng mình. Thiếu Du. Có một việc ta vẫn muốn hỏi đệ. Lục Vô Song dường như nhớ tới cái gì đó liền rời khỏi lòng Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn rồi nói. Chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên hỏi. Đệ có phải là linh giả hay không? Khi trước ở Lục gia ta từng nhìn thấy đệ luyện đan,
đệ sơ ý cho nên cũng không phát hiện ra ta. Lục Vô Song nói, đây là điều mà nàng rất muốn hỏi, khi trước nhìn thấy Lục Lâm Thiên luyện đan nàng đã vô cùng chấn kinh, còn hỗ trợ hộ pháp cho hắn một hồi. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, quả thực trước đây hắn có chút sơ ý, nhìn vào khuôn mặt của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Đúng vậy, đệ là linh giả lại là vũ giả tam hệ, lẽ nào đệ là linh vũ song tu? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Vô Song tức thì cứng nhắc, tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi chuyện này thế nhưng hiện tại lại được Lục Lâm Thiên chính mồm thừa nhận quả thực khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Vũ giả tam hệ lại là một linh giả, linh vũ song tu, nàng cũng từng nghe qua trong miệng sư phụ, người như vậy chỉ có trong truyền thuyết, người thường căn bản không có khả năng là linh vũ song tu a. Bây giờ còn chưa thích hợp nói cho người khác, vẫn cần phải giữ bí mật. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đệ quả thực khiến cho ta vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm như vậy không ngờ đệ vẫn ẩn nhẫn được. Nếu như cha ta và Tam Thúc biết được nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lục Vô Song có chút hưng phấn nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì. Lần thứ hai kéo nữ tử trước mắt vào lòng. Lúc này Lục Vô Song còn chưa hồi phục tinh thần lại thì đôi môi đã bị che lại. Trong lúc nhất thời không biết làm sao đã bị Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng hôn môi. Một lát sau nàng bắt đầu phối hợp với hắn, đây là một loại bản năng nguyên thủy không cần học tập và chỉ dạy. Hai người nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này, không ngừng tiến tới, thỏa mãn khát vọng trong nội tâm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, hai người như hòa vào làm một. Tay Lục Lâm Thiên lại bắt đầu theo thói quen cũ vuốt tóc nàng rồi di chuyển tới bên hông, sau đó rơi vào trên bộ ngực mềm mại của nàng. Dưới sự xâm chiếm của bàn tay hắn khiến cho toàn thân Lục Vô Song tê dại, không thể phản kháng, hai tay của nàng lúc này đã đặt trên lưng Lục Lâm Thiên, tham lam hưởng thụ cảm giác hiện tại. Lửa nóng trong người Lục Lâm Thiên lần thứ hai được nhóm lên, phản ứng nguyên thủy bắt đầu dị động, địa phương nào đó bắt đầu dựng lên. Dưới cảm giác này Lục Lâm Thiên ngày càng mãnh liệt, hai tay không ngừng càn lướt, từ ngực chuyển xuống thắt lưng cuối cùng chạy tới cặp đùi thon dài của nàng, rồi xuống bờ mông rắn chắc. Cảm giác mềm mại của đôi chân khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác hắn đã không thể khống chế trình mình được nữa. A! À, đúng lúc này Lục Vô Song kinh hãi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt từ trong lòng Lục Lâm Thiên nhảy ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía vật đang đội quần Lục Lâm Thiên lên vội hỏi. Trên người đệ có vật gì vậy? Sao lại vừa nóng vừa cứng như thế? Vô Song, không phải là ngay cả cái này thì cũng không biết đó chứ? Lục Lâm Thiên tức cười nói. Nhìn lòng bầy tay mình lại nhìn vào vật đang đội quần của Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song tức thì đỏ bừng e thẹn, dường như nàng biết được mình vừa mới sờ vào cái gì đó, tỉ nói. Tiểu sắc quỷ nhà đệ, không để ý tới đệ nữa. Nếu còn như vậy lần sau ta sẽ không cho đệ ôm ta nữa. Vô Song, hiện tại ta phải làm sao a? Thời gian thích hợp cũng không có, tỉ đẹp như vậy, nếu chịu ta sẽ thành lê mất. Lục Lâm Thiên có chút sầu não nói. Loại tình huống này tuyệt đối là nỗi bi ai của nam nhân. Ta sao biết được đệ, tự mình nghĩ biện pháp đi. Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Đệ mau về đi, miễn cho đệ ở đây rồi nghĩ loạn. Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt bất đắc dĩ đi về phòng mình. Sau khi ăn vào một viên đan dược rồi tiếp tục tu luyện. Một lát sau thân thể hắn được một cỗ quang mang bao phủ thân thể. Trong một căn phòng vô cùng tinh xảo có một nam tử tuổi chừng 40 đang ngồi trong đó, đôi mắt sáng sủa, mang theo một chút thâm thúy khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí phách nhàn nhạt, mà người này chính là tông chủ Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông, là nhân vật oai phong một cõi trên đại lục Linh Vũ. Tông chủ, việc người muốn điều tra đã tra ra rồi. Trong căn phòng nhỏ này đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc hắc bào. Từ khí tức có thể đoán ra người này không ngờ lại là cường giả vũ xuất. Nói nghe một chút, Vân Khiếu Thiên dường như rất hứng thú với chuyện này lập tức nói. Từ tư liệu trong cổ vực thì thấy, Lục Lâm Thiên từng ở trong sơn mạch Vũ Đô mấy tháng, nhưng không biết vì chuyện gì mà đột nhiên trở thành trưởng môn một môn phái tam lưu tên là Phi Linh Môn. Thế nhưng Phi Linh Môn này trong thời gian mấy tháng sau đó diệt Hắc Kiếm Môn, La Sát Môn, Cửu Hoa Môn. Có người nói trong Phi Linh Môn có tồn tại của cường giả vũ xuất. Đồng thời tại Đại hội Tông Môn một năm một lần ở Quỷ Vũ Tông, tạo ra danh tiếng. Lão giả mặc hắc bào nói. Cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Vân Khiếu Thiên nhướng mày nói. Cũng chỉ có như vậy, nhiều thứ cũng không tra ra được.
ở trong cổ vực mấy tháng, dựa theo thời gian chắc hẳn là lúc hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi tôi luyện bên trong sơn mạch vụ đô rồi mới trực tiếp đi tới cổ vực. Hồng Lăng biết Lục Lâm Thiên này hẳn là cũng trong sơn mạch vụ đô đi. Vân Khiếu Thiên lãnh đạm nói. Tông chủ, tiểu tử này gần đây gây ra không ít phong vân, trực tiếp dùng một chiêu phế đi đệ tử của Triệu trưởng lão, có người nói Triệu trưởng lão tức giận tới mức trực tiếp đập nát một cái bàn. Lão giả mặc hắc bào nói. Triệu trưởng lão này cũng chỉ có sư huynh ta mới có thể khắc chế được. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Lục Lâm Thiên này ngươi thấy thế nào? Vân Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lão giả mặc hắc bào hỏi. Thiên phú kinh khủng, thủ đoạn độc ác. Lão giả mặc hắc bào nói ra 8 chữ. Còn có tâm trí kiên định, khí thế lăng nhân, trên người có một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ. Vân Khiếu Thiên thản nhiên nói. Người này có thể xuyên qua sơn mạch vụ đô cũng đủ thấy được tâm trí kiên định của hắn. Tình huống ở Lục gia ta cũng đã điều tra qua. Hắn tuy rằng là vũ giả tam hệ nhưng lại ẩn nhẫn 17 năm, đây mới là thứ đáng sợ nhất của hắn. Tông chủ không phải là có dự định gì đó chứ? Lão giả mặc hắc bào do dự một chút rồi nói. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến hóa một chút rồi than thở. Ta không dám có ý định gì. Do dự không quyết, chẳng lẽ là do ta già rồi sao? Ý tứ của tông chủ là. Sắc mặt lão giả mặc hắc bào biến hóa, mấy năm nay không một chuyện gì có thể làm tông chủ của hắn do dự. Nếu hắn thực tâm để cho ta sử dụng đến lúc đó tuyệt đối sẽ là một đầu mãnh hổ mạnh mẽ của Vân Dương Tông ta. Không tới 20 năm đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục linh vũ. Thế nhưng hắn toàn thân lại tràn ngập sát khí, khí thế lăng nhân, há là vật trong ao. Ta sợ đến lúc đó sẽ không phải là một đầu mãnh hổ của Vân Dương Tông ta mà là một đầu nghịch long a. Vân Khiếu Thiên tiếp tục than thở nói. Vậy tông chủ có dự định gì không? Cơ mặt lão giả mặc hắc bào giật giật vài cái rồi khẽ hỏi. Có chút đáng tiếc a, người này chỉ sợ còn có điều giấu giếm. Cho nên ta mới đau đầu vì hắn. Vân Khiếu Thiên cười khổ nói. Nhìn lại một chút, đi một lục chung, hiện tại lại tới Lục Lâm Thiên này, hai cha con bọn hắn đều khiến ta vô cùng đau đầu. Tông chủ vẫn còn nghĩ tới lục chung sao? Lão giả mặc hắc bào khẽ hỏi. Hắn và Lục Lâm Thiên rất giống nhau đều vô cùng ẩn nhẫn. Không hổ là phụ tử, chỉ là, ta cảm giác chuyện của Lục gia và Triệu gia dường như không đơn giản. Vân Khiếu Thiên nói. Lục gia và Triệu gia trong này đương nhiên có một chút bí mật, chúng ta tìm hiểu nhiều năm như vậy cũng không tìm ra một chút manh mối nào. Lão giả mặc hắc bào nói. Quên đi, cứ chậm rãi tìm hiểu thôi. Hiện tại chúng ta chỉ cần chú ý sự tình xảy ra 10 năm gần đây đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực thần bí. Những môn phái khác đã liên hệ với ta, cỗ thế lực này dường như đang thẩm thấu vào trong đại lục linh vũ, ẩn giấu đã vài thập niên, dường như đang mưu đồ chuyện gì đó. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên thu liếm lại, một cỗ hơi thở tức thì xuất hiện, giống như một đầu mãnh hổ đột nhiên mở mắt. Cỗ khí thế vừa rồi vô cùng kinh khủng. Cỗ thế lực thần bí này ẩn giấu vô cùng sâu, trong cổ vực dường như đã sớm có dấu vết của bọn chúng. Thành Đông Hải Ma Vân dường như cũng có thân ảnh của bọn họ. Lão giả mặc hắc bào nói. Toàn lực điều tra, không nhanh chóng tra ra lai lịch rõ ràng của cỗ thế lực thần bí này ta không an tâm. Ta có dự cảm. Chỉ sợ đại lục linh vũ sắp lâm vào một trận tinh phong huyết vũ. Vân Khiếu Thiên than thở, tinh quang trong mắt chợt lóe. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau khi tia nắng ban mai vừa mới xuất hiện Lục Lâm Thiên cũng dừng tu luyện, từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí, lúc này khí tức của hắn cũng đã gần tới vũ siêu cửu trọng hậu kỳ. Không bao lâu nữa là có thể đạt tới vũ sư cửu trọng đỉnh phong rồi. Đến lúc đó nên chuẩn bị đột phá vũ phách. Cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ta có cảm giác ta sắp đột phá, mấy ngày nay ta sẽ tìm một địa phương an toàn để đột phá. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện huyết tích dịch đã tới bên người hắn mở miệng nói. Muốn đột phá sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút, đột phá trong Vân Dương Tông sẽ khiến không ít người chú ý. Lục Lâm Thiên nói, huyết tích dịch rốt cuộc cũng đột phá. Sau khi nó đột phá tới tứ giai trung kỳ hẳn là có đủ thực lực chống lại vũ phách lục trọng tới thất trọng. Chủ nhân, ta biết một ngọn núi phía trước vô cùng an toàn, hẳn sẽ không khiến cho nhiều người chú ý. Huyết tích dịch nói. Đi đi, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, huyết tích dịch đột phá ở trên núi sẽ khiến cho người khác chú ý.
huyết tích dịch rời đi, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại. Nếu như huyết tích dịch thành công đột phá tới tứ giai trung kỳ, thực lực tuy rằng tăng lên nhiều, chống lại vũ phách thất trọng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng còn chưa đủ, yêu thú tới tứ giai tốc độ tu luyện sẽ chậm đi rất nhiều, bản thân hắn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị đột phá. Tuyết sư, chúng ta tiếp tục đi Vạn Vũ Lâu. Gọi Tuyết sư ra, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục chạy tới Vạn Vũ Lâu. Trong khoảng thời gian này hắn được không ít lợi ích trong Vạn Vũ Lâu. Ngoại trừ tư liệu liên quan tới trình tự tu luyện thì trong Vạn Vũ Lâu còn có không ít tạp văn giã sử, nhưng tư liệu này cũng không có hạn chế gì. Bất luận là người đọc có tu vi ra sao đều có thể xem, còn có tâm đắc tu luyện các loại vũ kỹ trong Vân Dương Tông tu vi nào cũng có thể xem được. Trong mấy ngày này tuy rằng Lục Lâm Thiên không tu luyện đại địa cương thuẫn và hỏa viêm bạo, còn có phù quang lược ảnh thế nhưng tâm đắc tu luyện của ba loại vũ kỹ này và những chú ý khi tu luyện Lục Lâm Thiên đã nghiên cứu thấu triệt rồi. Lúc hoàng hôn Lục Lâm Thiên lại trở về căn phòng của mình. Vân Hồng Lăng sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên ném túi chữ vật chứa dược liệu trong tay cho hắn rồi nói. Ngươi nhìn xem có đủ không, ta tùy tiện cầm một chút nên không biết đủ hay không. Lục Lâm Thiên nhìn dược liệu trong túi chữ vật tức thì mở to hai mắt nói. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Mà lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà ngạc nhiên. Nhà đầu này quả thực là chuyên nghiệp, mỗi một loại dược liệu đều lấy đủ 10 phần là đủ, thế nhưng trong túi chữ vật này không ngờ mỗi thứ lại có tới 50 phần. Còn có 5 tháng nữa tông môn sẽ an bài 20 đệ tử tiến vào mật địa tu luyện, người cần phải nỗ lực hơn mới được. Vân Hồng Lăng nói. Mật địa là cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi, lần trước sư phụ hắn cũng từng nói qua một lần. Đó là một nơi kỳ lạ trong Vân Dương Tông, mỗi 3 năm mở ra một lần, nếu được tu luyện đó có không ít chỗ tốt. Mỗi một lần chỉ chọn ra 20 đệ tử tiến vào trong đó, cho nên ngươi phải cố gắng tiến vào vị trí 20 trên long bảng mới có cơ hội này. Vân Hồng Lăng nói, được rồi, ta không nói nữa. Thời gian này ta sẽ bế quan tu luyện, ngươi thành thật một chút cho ta. Bằng không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, không biết từ nơi nào gọi tới một đầu yêu thú có thân thể vô cùng to lớn, ước chừng 10 trượng. Con yêu thú này có cái tai nhỏ, toàn thân được phủ hoa văn màu nâu nhạt, răng nanh trong miệng bắn ra hàn quang sắc bén. Bụng và lông lóng lánh bạch quang, có những chấm nhỏ bố trí chung quanh chân giống như một cái vòng chân vậy. Phía sau lưng nó mà một cái đuôi màu trắng, cuối đuôi có một chấm đen. Da lông toàn thân vàng óng, thế nhưng lại vô cùng trơn trượt và mềm mại. Ngoài ra trên lưng nó còn có hai đôi cánh, có một cỗ khí tức cường hãn không ngừng tỏa ra chung quanh. Thiểm điện phi báo. Lục Lâm Thiên nhất thời kinh ngạc, đây chính là một loại yêu thú có huyết mạch không kém gì thiên sĩ tuyết sư, huyết mạch của nó cực cao. Có muốn đột phá tới yêu thú thất giai cũng không thành vấn đề. Mà khí tức của đầu thiểm điện phi báo này rõ ràng đã tới tứ giai. So với huyết tích dịch còn cao hơn một chút, dường như đã tới tứ giai trung kỳ, thân thể lúc này đã có thể thu nhỏ lại. Thiểm điện phi báo tứ giai trung kỳ. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Vân Hồng Lăng bây giờ cũng chỉ có thực lực vũ phách tam trọng mà đã có thể sở hữu một đầu thiểm điện phi báo tứ giai trung kỳ làm tọa kỵ. Đại lục linh vũ này là một thế giới liều mạng a, vũ giả đạt tới vũ phách hiếm thấy có ai dùng yêu thú như thiểm điện phi báo làm tọa kỵ. Thế nào? Thiểm điện phi báo của ta so với thiên sĩ tuyết sư của ngươi không kém chứ. Ta đi đây, ngươi mau tu luyện cho tốt, nhớ kỹ không thể để nữ nhân khác cắn ngươi đấy. Vân Hồng Lăng vội vã nói một câu rồi mạnh mẽ hôn lên má Lục Lâm Thiên một cái. Lập tức giống như chạy trối chết nhảy lên trên lưng thiểm điện phi báo rời đi. Khuôn mặt đỏ ửng nhìn qua vô cùng kiềm diễm. Nhà đầu này thật là... Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức cười khổ nói. Đụng phải phiền phức rồi. Chân đạp hai thuyền, ngàn vạn lần không thể trở mình a. Tiếp tục tu luyện vậy. Sau khi trở về phòng Lục Lâm Thiên tiếp tục ăn vào một viên đan dược tam phẩm cao giai rồi bắt đầu luyện hóa. Lúc này đan dược tam phẩm cao giai đối với Lục Lâm Thiên mà nói quả thực giống như là kẹo vậy. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, cảm giác chân khí trong cơ thể của hắn đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Nên chuẩn bị luyện chế địa linh đan a. Lục Lâm Thiên thầm nói một tiếng, hôm nay hắn sẽ không đi tới Vạn Vũ Lâu mà ở lại trong phòng luyện chế một ít địa linh đan chuẩn bị trùng kích linh phách. Sau khi gọi Tiểu Long ra hộ pháp, Lục Lâm Thiên bắt đầu kết ấn,
ngón tay không ngừng bấm xuống một đạo linh lực từ trong ngón tay hắn bắn vào bên trong hỏa long đỉnh, linh hỏa trong hỏa long đỉnh tức thì bùng lên, hỏa diễm xuất hiện lập tức khiến cho nhiệt độ trong căn phòng tăng lên. Hai tay Lục Lâm Thiên rung lên, một đoàn quang mang đem theo vài cọng dược liệu tiến vào bên trong hỏa long đỉnh, dưới nhiệt độ của linh hỏa nhanh chóng để lại linh dịch tinh thuần. Có tiểu long hộ pháp bên ngoài Lục Lâm Thiên cũng có thể yên tâm luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào ngày thứ bảy, lúc này thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, linh lực mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài. Ngưng tụ thành đan. Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, linh dịch trong hỏa long đỉnh dưới sự thiêu đốt của linh hỏa trong nháy mắt hội tụ, khí tức trong hỏa long đỉnh cũng ngày một mạnh mẽ, linh lực trên người Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng tiêu hao. Khoảng nửa canh giờ sau, lúc này trong hỏa long đỉnh đã xuất hiện bốn khối cầu to bằng ngón tay cái, dưới sự bao vây của linh hỏa, hình thức ban đầu của bốn khỏa đan dược đang chậm rãi hình thành. Nhìn bốn khỏa đan dược đang ngưng tụ, Lục Lâm Thiên dừng lại. Lập tức linh hỏa yếu đi một chút thế nhưng vẫn tiếp tục bao quanh bốn khỏa đan dược mà luyện hóa chúng. Khi màu sắc bốn khỏa đan dược bắt đầu biến hóa thì bề mặt của nó bắt đầu sóng bóng, chung quanh có một cỗ dược hương nồng nặc cùng với đó là một cỗ năng lượng cực lớn từ trong đó tuôn ra bên ngoài khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Thu! Lục Lâm Thiên khẽ duỗi tay ra thu bốn khỏa địa linh đan lại. Lúc này bề mặt bốn khỏa đan dược có năng lượng không ngừng lưu chuyển, vô cùng kỳ diệu. Khi thu đan dược lại Lục Lâm Thiên cũng đồng thời thu hỏa long đỉnh lại. Lúc này trên người hắn đã có thêm 12 khỏa địa linh đan, cũng đủ đột phá tới linh phách. Kế tiếp nên chuẩn bị một số vấn đề khác trước khi đột phá. Lão đại, sư phụ của ngươi tới. Bên ngoài căn phòng, thanh âm của tiểu long truyền vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Thiếu du. Ngay lập tức thanh âm của Vũ Ngọc Tiền từ phía xa truyền tới. Đệ tử ra mắt sư phụ. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thiếu du, ta tới thăm con. Việc tu luyện thế nào rồi? Vũ Ngọc Tiền hỏi. Đệ tử cũng đang muốn đi tìm sư phụ đây. Đệ tử định đột phá vũ phách cho nên cần một nơi an toàn và yên tĩnh để bế quan. Lục Lâm Thiên nói. Đột phá vũ phách, ngưng tụ vũ đan, chuyện quan trọng như vậy tự nhiên Lục Lâm Thiên không dám sơ ý. Con muốn đột phá vũ phách sao? Vũ Ngọc Tiền kinh ngạc hỏi rồi lập tức nói. Vậy thì con tới chỗ vi sư bế quan đi. Chỗ vi sư còn có một cái tụ linh trận nhỏ do tổ sư con bố trí cho ta, người muốn ta tu luyện nhanh một chút thế nhưng tư chất ta ngu dốt có tụ linh trận cũng không dùng được. Cho nên con ở bên trong mà đột phá, vi sư tự mình hộ pháp cho con, tuyệt đối không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng như thế lại làm phiền sư phụ. Lục Lâm Thiên nói, thế nhưng ở đáy lòng Lục Lâm Thiên lại có chút do dự. Hắn đột phá vũ phách không giống kẻ khác. Nếu có sư phụ ở bên cạnh hộ pháp khi đột phá sẽ an toàn hơn rất nhiều. Làm phiền cái gì, con là đệ tử của ta. Con đột phá vũ phách, đến lúc đó thực lực tăng mạnh lại giết thêm mấy tên trên long bảng cho ta, đó là cấp mặt mũi lớn cho ta rồi. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói. Vậy được rồi, đệ tử làm phiền sư phụ vậy. Lục Lâm Thiên nói. Nhảy lên lưng yêu thú tọa kỵ của sư phụ Vũ Ngọc Tiền trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không khỏi có chút chờ mong. Chờ mong thiên sĩ tuyết sư của hắn sau khi đột phá tới ngũ giai, vô luận là tốc độ hay thực lực đều vô cùng cường hãn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đi tới một ngọn núi cách đó không xa. Ngọn núi này so với ngọn núi của hắn còn lớn hơn rất nhiều, diện tích trên đỉnh núi quả thực giống như một cái quảng trường lớn vậy. Ra mắt sư phụ, hai người vừa đáp xuống đỉnh núi thì Mã Phương, Quách Đông Dương đã tiến tới trước mặt Vũ Ngọc Tiền thi lễ. Hai vị sư huynh tốt. Lục Lâm Thiên cũng không quên lễ nghĩa, hắn hành lễ với hai người rồi nói. Sư đệ không cần đa lễ. Hai người nhanh chóng đáp lễ lại, cũng không câu nệ quá. Dưới sự dẫn đường của Vũ Ngọc Tiền, Lục Lâm Thiên đi qua một cái hành lang và một đống nhà cửa nho nhỏ rồi tới đỉnh của ngọn núi. Lúc này trên ngọn núi có một cung điện cao chừng trăm thước trên mái lập ngói lưu ly màu vàng, thoạt nhìn giống như dát vàng vậy. Năng lượng thật là nồng đậm. Mà lúc này Lục Lâm Thiên sau khi lên tới đỉnh núi cũng sợ hãi than. Lúc này chung quanh hắn tràn ngập khí tức quen thuộc, dường như năng lượng các hệ đang nhẹ nhàng bay quanh hắn vậy. Tụ linh trận quả thực vô cùng kỳ diệu nha. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ một lát rồi nhìn về bốn phía chung quanh. Cũng không xấu xí cho lắm. Chu vi chung quanh có bố trí một tụ linh trận, tuy rằng tụ linh trận này chỉ có thể một người dùng mà thôi thế nhưng cũng cực kỳ huyền diệu.
nếu như vũ giả ở đây tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Thế nhưng cũng chỉ là có hạn, nếu như có 3 hay 4 người cùng nhau tu luyện ở nơi này tốc độ cũng không nhanh được hơn bao nhiêu. Nơi này tuy rằng tốt, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, âm dương linh vũ quyết dưới điều kiện tu luyện bình thường quả thực vô cùng chậm chạp. Trừ phi tụ linh trận này giống với tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông kia. Năng lượng các hệ ngưng tụ vô cùng dồi dào dày đặc, lúc đó hắn mới có thể trực tiếp thôn vệ năng lượng để đột phá. Mà hiện tại năng lượng do tụ linh trận này đem lại không nhiều lắm, không đủ để hắn trực tiếp thôn vệ đột phá. Thiếu Du, còn ở trong này bế quan chuẩn bị đột phá đi. Ta có một viên hộ thể thực dương đan, còn là vũ giả tam hệ, việc ngưng đan so với vũ giả song hệ khó khăn hơn rất nhiều. Tới bước này người ngoài không thể can thiệp vào được, tất cả phải xem vào con rồi. Lần trước nha đầu Hồng Lăng kia đột phá cũng ăn không ít quả đắng, cho nên con cũng phải cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiền hiếm khi nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên một câu. Vâng, đệ tử sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên tiếp nhận viên hộ thể thực dương đan trong tay Vũ Ngọc Tiền rồi nói. Tới bước này, hắn làm sao dám có chút sơ ý nào chứ? Trên phương diện tu luyện vi sư không thể giúp con điều gì, cho nên con chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Đi đi, vi sư tin tưởng con nhất định có thể thuận lợi ngưng tụ vũ đan đột phá vũ phách. Vũ Ngọc Tiền nói. Vâng. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng rồi ngẩng đầu đi vào bên trong cung điện. Sư phụ, sư đệ muốn đột phá khó khăn cũng không nhỏ a. Mã Phương nói nhỏ. Hai người các ngươi tốt nhất thành thành thật thật ở chỗ này hộ pháp cho sư đệ các ngươi, nửa bước cũng không được rời đi. Vũ Ngọc Tiền nói, nói xong, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Đồ nhi tốt, là rồng hay là trùng, đều phải dựa vào chính con rồi. Sau khi mở cánh cửa của cung điện, bên trong cung điện trống rỗng chỉ có mấy cột trụ chống đỡ toàn bộ cung điện mà thôi. Ở giữa có một cái bồ đoàn, chung quanh cũng không còn vật gì khác. Tiểu Long, hộ pháp bên ngoài. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long đang đứng trên vai hắn. Có Tiểu Long hộ pháp ở bên ngoài, Lục Lâm Thiên cũng an toàn hơn một chút. Rõ, lão đại, ngươi cứ yên tâm đột phá đi. Sau khi ngươi đột phá không lâu có lẽ ta cũng đột phá lần thứ hai. Tiểu Long nói xong rồi lập tức bay xuống phía dưới, một lát sau đã tới trước cửa cung điện. Chuẩn bị đột phá thôi. Đứng ở bên trong cung điện, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này hắn vừa phải đột phá vũ phách vừa phải đột phá linh phách. Cái rãnh lớn của vũ giả và linh giả hắn muốn đồng thời vượt qua. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, Lục Lâm Thiên đem hai khỏa địa linh đan nhét vào trong miệng, lúc này tu vi linh giả của hắn mới chỉ là cửu trọng đỉnh phong. Trước tiên hắn phải đột phá tới linh phách cái đã. Sau khi ăn vào địa linh đan, hai tay Lục Lâm Thiên khẽ kết ấn, lập tức bắt đầu luyện hóa hai khỏa địa linh đan, quanh thân thể hắn lập tức được một vòng quang mang bao bọc. Ngay khi Lục Lâm Thiên bế quan thì đã tới ngày đầu tháng đệ tử thân truyền khiêu chiến lẫn nhau. Lúc này trên địa long đỉnh tụ tập không ít đệ tử thân truyền. Tuy rằng hiện tại có 4 trận chiến thế nhưng trận mạnh nhất cũng chỉ là trận giữa hai người bài danh thứ 46 và 48 mà thôi. Bởi vì còn có 5 tháng nữa là mật địa tông môn mở ra, chỉ có top 20 trên long bảng mới có thể tiến vào, cho nên đoạn thời gian này cường giả trên long bảng hầu như đều đang bế quan tu luyện. Tranh thủ tiến vào top 20 mới có cơ hội tiến vào mật địa tu luyện. Vì vậy trong khoảng thời gian này những đệ tử thân truyền ở top đầu hầu như không thấy bóng dáng. Cho nên lúc này có không ít đệ tử tới đây xem 4 trận chiến này đều vô cùng mong chờ trận chiến giữa Lục Lâm Thiên và Lý Đạt Giang đầu tháng sau. Không biết hai người này có lên đài hay không a? Đoán chừng Lục Lâm Thiên này có lẽ phải bế quan mấy tháng. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ lần gần nhất Lục Lâm Thiên xuất hiện cho tới hiện tại hắn cũng chưa từng lộ diện qua. Phong ba do Lục Lâm Thiên tạo ra cũng bắt đầu bị lãng quên đi. Dù sao mỗi một đệ tử thân truyền đều là kẻ cao ngạo. Mọi người trong lòng đều nhớ kỹ cái tên Lục Lâm Thiên này, đồng thời luôn tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó nhất định phải vượt lên trên người này. Trừ phi đối phương đạt tới độ cao mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên thì bọn họ mới buông tha. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ khi Lục Lâm Thiên bắt đầu bế quan đã trôi qua 10 ngày. Hắn đã dùng hết 12 khỏa địa linh đan, không biết từ lúc nào khí tức quanh thân đang bắt đầu kéo lên. Chỉ bằng 12 khỏa địa linh đan này cũng chưa đủ năng lượng để cho Lục Lâm Thiên một mạch đột phá tới linh phách. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ điều này. Đột phá vũ phách,
số năng lượng mà hắn cần quá mức khổng lồ. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Lục Lâm Thiên biết kế tiếp phải dựa vào chính mình. 12 khỏa địa linh đan cũng chỉ có thể giúp hắn đạt tới linh sư cửu trọng đỉnh phong mà thôi, về phần đột phá thì cần dựa vào chính hắn. Quanh thân hắn lúc này có một tầng quang mang bạch sắc quanh quẩn giống như là hỏa diễm bạch sắc vĩnh viễn không bao giờ tắt đang lặng lẽ thủ hộ bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên. Nếu nhìn kỹ mới thấy bên trong quang mang bạch sắc này có thể mơ hồ thấy được thiên địa trong đó, dường như có một tia năng lượng cực kỳ nhỏ giống như sợi tóc vậy, cuồn cuộn không ngừng đi qua một cái lỗ nhỏ trên đoàn quang mang, cuối cùng tiến vào bên trong thân thể Lục Lâm Thiên. Theo sự quán nhập của năng lượng bên trong thiên địa khí tức trên người Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái cực kỳ thong thả mà bắt đầu kéo lên. Lúc này trong đại điện vô cùng yên tĩnh giống như là một không gian không có khái niệm thời gian vậy. Sư phụ, đã nửa tháng rồi, sư đệ còn chưa đột phá, không phải là có vấn đề gì đó chứ? Bên cạnh ngọn núi, Quách Đông Dương nói với Vũ Ngọc Tiền một câu. Người mới có chuyện, vũ giả tam hệ sao có thể dễ dàng đột phá vũ phách như vậy chứ? Ngày trước nhà đầu Hồng Lăng kia đột phá cũng mất một tháng tròng. Vũ Ngọc Tiền nói vậy thế nhưng sắc mặt hắn cũng không nhịn được mà khẩn trương. Thiên phú và thực lực của hắn không được tốt lắm, thế nhưng hắn cũng là tu luyện giả đương nhiên là biết khó khăn khi đột phá vũ phách của vũ giả tam hệ, hắn biết nó hung hiểm ra sao. Trong đại điện yên tĩnh Lục Lâm Thiên giống như một lão tăng đang đả tọa, khí tức từ trong cơ thể tràn ra bên ngoài cũng lấy một tốc độ chậm chạp mà tăng lên. Loại tốc độ này tuy rằng nhìn như là chậm chạp thế nhưng nếu có cường giả ở đây nhất định cũng có thể nhìn ra khí tức trên người Lục Lâm Thiên lúc này đã vượt qua ranh giới giữa linh sư và linh phách. Khí tức bình ổn không có dị thường, nếu cứ dựa theo tốc độ này nếu như thuận lợi mà nói thì việc đột phá tới linh phách chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là đột phá linh phách chia thành hai bộ phận, một là đột phá linh lực, trọng yếu nhất là bộ phận thứ hai, đó là sau khi đột phá linh lực phải ngưng tụ ra hồn đan. Nếu như thất bại thì coi như thất bại vĩnh viễn. Lúc này bản thân Lục Lâm Thiên cũng tiến vào trạng thái vô cùng huyền diệu, đây là loại trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ. Thời gian ở trong trạng thái này trôi qua vô cùng nhanh, mà Vân Dương Tông cũng không có vì chuyện Lục Lâm Thiên bế quan mà nổi lên gợn sóng gì. Lục Lâm Thiên tổng cộng bế quan 18 ngày, vào ngày thứ 19 rốt cuộc trong đại điện cũng có động tĩnh. Lúc này trong nháy mắt Lục Lâm Thiên mở mắt ra. Từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh dậy, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được hắn đang đột phá. Khí hải trong đầu hắn hiện tại linh lực đã tới trạng thái no đủ, không gian khí hải đang không ngừng bành trướng, dường như sắp nổ tung. Mà lúc này trên đỉnh núi có một cỗ năng lượng bàng bạc mà vô hình dường như cũng bị dẫn dắt tới. Khí tức lại tiếp tục được kéo lên, Lục Lâm Thiên cấp tốc đánh ra thủ ấn, một lát sau trong đại điện có một âm thanh trầm muộn vang lên. Phanh! Ngay trong khoảnh khắc này trong đầu Lục Lâm Thiên truyền ra một tiếng trầm muộn. Ngay lập tức trong đại điện có một cỗ năng lượng vô hình tròn nháy mắt hội tụ đến. Sư phụ, người mau nhìn, sư đệ đang đột phá. Bên ngoài, lúc này đột nhiên có một đám năng lượng kéo đến không ngừng tập trung trên hư không. Đồng thời vào giờ phút này năng lượng bên trong thiên địa chung quanh dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt điên cuồng chảy vào trong đại điện, cảnh này làm cho Quách Đông Dương và Mã Phương hưng phấn không ngớt. Tại sao nó đột phá lại có chút quỷ dị như vậy? Vũ Ngọc Tiền nhướng mày, dù sao hắn cũng chỉ có tu vi vũ tướng thất trọng cho nên cũng không thể phát hiện ra chỗ khác thường của cỗ khí tức này. Hai hàng lông mày của Vũ Ngọc Tiền nhíu lại, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cũng chỉ có thể quy hết mọi thứ cho việc Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ mà thôi. Trong chốc lát năng lượng chu vi không gian chung quanh chấn động càng lúc càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng dày đặc mà vô hình từ trong thiên địa kéo tới sau đó không ngừng quay tròn trên đỉnh đại điện, toàn bộ đỉnh núi lúc này nổi lên từng trận gợn sóng, không phân biệt đâu là mây đâu là năng lượng trong thiên địa. Mà lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên đang được một cỗ năng lượng bàng bạc bao phủ quanh thân, năng lượng này trực tiếp bị linh lực đột phá kéo tới, lúc này không cần Lục Lâm Thiên khống chế cũng đã trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Khí hải bên trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này không ngừng bạo tạc thế nhưng không những không phục hồi lại mà linh lực bên trong khí hải còn có xu thế phá vỡ tầng ngăn cách với linh hồn của hắn, dường như muốn hội tụ với nhau vậy. Đột phá linh phách, ngưng tụ ra hồn đan, chính là việc để cho linh hồn lực là linh lực ngưng tụ thành một thể. Lục Lâm Thiên lúc này không dám có chút sơ ý thủ ấn trong tay liên tục biến hóa. Phù!
Trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng khổng lồ tiến vào bên trong khí hải cùng với linh lực bàng bạc hội tụ lại cùng một chỗ, đang xen với nhau tạo thành một cỗ năng lượng càng thêm cuồng bạo. Trong đầu Lục Lâm Thiên hiện tại vô cùng đau nhức, cỗ lực lượng khổng lồ này liên tục đánh vào trong đầu hắn, sự đau đớn kịch liệt này vô cùng đáng sợ. Lúc này điều Lục Lâm Thiên lo lắng nhất chính là linh hồn lực đã trở nên thực chất hóa của hắn. Linh hồn lực bàng bạc trong khí hải kia dưới sự tan vỡ của không gian khí hải lúc này có xu thế bị cuốn vào trong đó. Linh hồn lực bị năng lượng cuồng bạo cuốn vào giống như bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, Lục Lâm Thiên cắn răng chống đỡ, nếu như linh hồn lực bị vỡ nát thì hắn cũng xong đời. Ngưng tụ hồn đan, ngưng tụ cho ta. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa, một cỗ khí tức kỳ dị xuất hiện trong đầu hắn hóa thành từng đạo khí lưu tiến vào bên trong khí hải. Cuối cùng trong năng lượng cuồng bạo tách ra một không gian đơn độc, bốn phía không gian này không ngừng có năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Lúc này bên trong không gian đơn độc tạm thời bình tĩnh lại, Lục Lâm Thiên khống chế linh hồn lực của mình hiện ra bên ngoài. Một tia linh hồn lực bạch sắc bắt đầu ngưng tụ trong không gian đơn độc, từng tia linh hồn lực ngưng tụ lại, cuối cùng dưới một cỗ lực lượng vô hình những tia linh hồn lực kia ngưng tụ thành một hình cầu. Ngày càng nhiều tia linh hồn lực bạch sắc tiền vào đụng phải hình cầu này, không ngừng hòa tan vào nó. Một lát sau, theo sự xuất hiện của bạch sắc này càng nhiều hình cầu bắt đầu phát ra hào quang nhàn nhạt, đồng thời chậm rãi xoay tròn. Theo sự xoay tròn của hình cầu tức thì có một cỗ lực lượng hấp thu quỷ dị sinh ra khiến cho linh hồn lực chung quanh không gian tức thì bị mạnh mẽ hấp thu tới, sau đó bám vào bên trong hình cầu. Những tia linh hồn lực này sau khi bám vào khiến cho hình cầu không ngừng lớn lên, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Khí lưu chung quanh cũng không ngừng xoay tròn theo. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên biết bản thân hắn đã ngưng tụ ra thành công hình dạng ban đầu của hồn đan. Vù vù. Cũng vào lúc này linh lực cuồng bạo và năng lượng trong thiên địa mang theo khí thế vô hình kia lại tiếp tục kéo đến. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không thể ngăn cả hai cỗ lực lượng này từ bốn phương tám hướng chuyển tới rồi quay vòng bên ngoài hình cầu bạch sắc do linh hồn ngưng tụ mà thành. Hình cầu bạch sắc không ngừng xoay tròn sản sinh ra lốc xoáy chung quanh khiến cho lực lượng cuồng bạo không thể tiến thêm một bước. Bất quá linh lực cuồng bạo và năng lượng thiên địa quá mức khổng lồ. Tuy rằng không cho bọn chúng tới gần hình cầu thế nhưng lại đem tới một cỗ lực lượng áp chế bên ngoài, hung hăng áp chế linh hồn bên trong hình cầu bạch sắc. Siêu. Trong lúc hai loại năng lượng rằng có cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cũng ăn không ít đau khổ, đầu hắn như muốn nứt ra. Hai cỗ lực lượng khổng lồ này dường như muốn phá vỡ không gian trong đầu hắn mà tiến ra bên ngoài. Lục Lâm Thiên biết hiện tại là thời điểm mấu chốt, bản thân hắn cần phải nhất định kiên trì, nếu như không kiên trì được thì hắn sẽ xong đời. Lúc này hắn phải để linh hồn lực của bản thân rèn luyện dưới áp lực của năng lượng bên trong thiên địa mới có thể ngưng tụ thành đan được. Thủ ấn trong tay tiếp tục biến hóa. Trong đầu hắn lúc này hình cầu bạch sắc vẫn không ngừng xoay vòng sản sinh ra một cỗ lực lượng huyền ảo bên ngoài hình cầu đem từng tia năng lượng bên trong thiên địa hút vào. Từng tia năng lượng thiên địa bị hút vào hình cầu bạch sắc do linh hồn lực biến thành bắt đầu áp xúc với một tốc độ bằng vào mắt thường khó có thể thấy được. Bên ngoài, năng lượng thiên địa vô hình vẫn tiếp tục kéo tới, không ngừng tiến vào trong đại điện. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên biến đổi. Hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chân khí trong cơ thể lúc này đột nhiên lại sao động, không ngừng di chuyển trong kinh mạch dường như đây là dấu hiệu muốn đột phá. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đang vô cùng khiếp sợ, trước đó tuy rằng hắn nói đồng thời đột phá thế nhưng không phải là cùng đột phá như hiện tại. Linh lực phải đột phá lên vũ phách trước rồi mới đột phá linh phách. Không ngờ hiện tại linh lực còn đang đột phá thì chân khí cũng bắt đầu muốn đột phá. Lục Lâm Thiên quả thực không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trong ghi chép ở Vạn Vũ Lâu cũng không có nói tới vấn đề này, Linh Vũ song tu, toàn bộ đại lục cũng không có ai, vì vậy lúc tu luyện giả Linh Vũ song tu đột phá biến hóa ra sao cũng không có ai biết. Không có một chút do dự nào, Lục Lâm Thiên lập tức ăn hộ thể thực dương đan và độ ách ngũ tâm đan vào, cấp bậc của hai viên đan dược này cũng khá cao. Hộ thể thực dương đan là đan dược tứ phẩm sơ giai còn độ ách ngũ tâm đan là đan dược tứ phẩm trung giai. Sau khi ăn hai khỏa đan dược vào trong nháy mắt hóa thành một cỗ nhiệt lưu bám vào xương cốt, cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng khiến cho thân thể hắn tức thì có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Dường như đau đớn cũng biến mất. Nhưng vào lúc này trên ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt năng lượng chung quanh đột phiên sao động vô cùng kinh khủng.
Đồng thời năng lượng bên trong thiên địa dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, từng cỗ năng lượng một tiến tới cuồng bạo hơn so với khi trước, năng lượng thiên địa hiện tại đã cuồng bạo tới mức độ có thể nói là điên cuồng. Nhìn thấy biến hóa như vậy, đám người Vũ Ngọc Tiền, Mã Phương, Quách Đông Dương tức thì biến sắc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho Vũ Ngọc Tiền ngẩn ra, năng lượng cuồng bạo hội tụ tới mức khiến cho ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Sư phụ, vị sư đệ này bế quan đột phá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ động tĩnh lại lớn như vậy. Mã Phương nhìn không được mà khẽ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng hẳn là đã tới lúc mấu chốt, chúng ta không thể quấy rối hắn. Vũ Ngọc Tiền dù sao cũng chỉ có tu vi vũ tướng, lúc này không biết trả lời đồ đệ mình như thế nào. Phanh! Lúc này khí hải trong người Lục Lâm Thiên chân khí đầy rẫy, đan điền cũng vô pháp tiếp nhận thêm năng lượng nữa, bắt đầu ầm ầm vỡ tan, một cỗ hơi thở đột nhiên kéo lên. Theo sự kéo lên của cỗ hơi thở này, năng lượng trong thiên địa lần thứ hai như bị dẫn dắt bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Năng lượng không ngừng tiến vào đan điền Lục Lâm Thiên không nhịn được mà muốn chửi thề một câu. Cỗ năng lượng kinh khủng trong thiên địa kia chạy ầm ầm trong cơ thể, trực tiếp chạy qua lục phủ ngũ tạng. Gân cốt của hắn. Chỉ trong thoáng chốc dường như hắn đã hóa thành từng mảnh nhỏ. Điều đáng sợ nhất chính là một cỗ năng lượng trong thiên địa đang phóng thẳng tới kinh mạch của hắn, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Lực lượng quá mức kinh khủng khiến cho kinh mạch đau đớn giống như là đứt thành từng khúc vậy. Mà lúc này năng trong đám năng lượng bên trong thiên địa lại có thêm 5 đạo năng lượng màu sắc khác nhau. Nhìn qua thì có thể phát hiện ra đó chính là năng lượng thuộc tính của năm hệ đang cùng nhau tiến vào trong đan điền của hắn. Đau quá, kinh mạch như muốn nứt, xương cốt dường như cũng muốn vỡ vụn, ngay cả đan điền cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Lục Lâm Thiên cắn răng chống lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong cơ thể lúc này không ngừng có lực lượng khổng lồ không kiêng nể chút nào mà di chuyển loạn lên, toàn bộ cơ thể hắn hiện tại giống như một cành cây nhỏ trong gió bão vậy. Nhưng vào lúc này có hai cỗ khí lưu đột nhiên bao quanh gân cốt và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, chính là năng lượng do hộ thể thực dương đan và độ ách ngũ tâm đan biến thành, đồng thời còn có một cỗ năng lượng đang từ trong kinh mạch chảy ra tiến vào bên trong đan điền bắt đầu hình thành một vòng bảo hộ cho đan điền của hắn. Chỉ là vòng bảo hộ này đối với đám năng lượng cuồng bạo đang dũng mãnh tràn vào chỉ chống đỡ được một lát rồi năng lượng do hộ thể thực dương đan biến thành hoàn toàn bị tan rã. Tiếp theo đó năng lượng do độ ách ngũ tâm đan biến thành cũng hoàn toàn bị tách ra khỏi đan điền. A, à, đau đớn kịch liệt khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lúc này năng lượng thuộc tính của năm hệ đang đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, phá hủy tất cả, ngay cả đan điền cũng không buông tha. Trong đầu hắn lúc này hồn đan cũng đang ngưng tụ dưới sự giằng co kịch liệt của linh lực cuồng bạo và năng lượng thiên địa. Nhất định phải kiên trì. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ. Thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa bắt đầu ngưng tụ vũ đan bên trong đan điền. Lúc này trong đầu hắn hồn đan vẫn chưa ngưng tụ xong, lại phải phân tâm ngưng tụ vũ đan điều này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút cố kỵ thế nhưng vẫn bắt buộc phải phân tâm ngưng tụ cả vũ đan và hồn đan. Phanh phanh! Lục Lâm Thiên vừa mới có chút động tác thì đã gặp phải lực cản khổng lồ bên trong cơ thể dưới sự va chạm mạnh mẽ khiến cho Lục Lâm Thiên tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục ngưng tụ lần thứ hai. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ, hắn biết bản thân hắn hiện tại đã không có đường lui. Vì vậy lúc này phải tiếp tục ngưng tụ, không thành công thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Phanh! Lực lượng trong cơ thể liên tục đánh nhau khiến cho Lục Lâm Thiên tiếp tục phun ra một ngụm máu. Năm cỗ năng lượng thuộc tính này quả thực vô cùng bá đạo, căn bản không thể ngưng tụ ra vũ đan. Liên tục thất bại hai lần khiến cho Lục Lâm Thiên biết được hắn không thể khống chế được năm cỗ lực lượng thuộc tính này. Lực chống cực của nó vô cùng kinh khủng vượt qua sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Làm sao bây giờ, không thể cứ như vậy mà buông tha. Lục Lâm Thiên có cảm giác rõ ràng lục phủ ngũ tạng, gân cốt, kinh mạch dưới sự bao vây bạo loạn của năm cỗ năng lượng thuộc tính này sẽ bị ép thành từng mảnh nhỏ, nếu không phải thân thể hắn từng trải qua rèn luyện thì sợ rằng hắn đã không chống đỡ được tới bây giờ. Liều mạng, tiếp tục ngưng tụ. Mặc kệ máu vương nơi khóe miệng. Lục Lâm Thiên tiếp tục chuẩn bị ngưng tụ vũ đan. Phanh! Chỉ là lực lượng cơ thể lại nhanh chóng bạo phát, lúc này lực lượng bạo phát so với trước đó còn mãnh liệt hơn gấp đôi. A! À, Lục Lâm Thiên lại hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu,
liên tục 3 lần thất bại khiến cho Lục Lâm Thiên không còn lực để ngăn chặn năng lượng thuộc tính trong cơ thể của mình. Lúc này chúng nó lại càng cuồng bạo hơn. Phía bên ngoài, trên đỉnh núi năng lượng cuồng bạo đã hội tụ tới một mức độ vô cùng đáng sợ, không ngừng xuyên qua đại điện tiến vào bên trong. Lúc này từ phía xa có hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh núi, chính là 10 vị trưởng lão của Vân Dương Tông, ngay cả Triệu Vô Cực cũng ở trong đám này. Năng lượng cuồng bạo này đã làm kinh động cả bọn họ, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Vũ trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Là ai đang đột phá? Dương trưởng lão tức thì hỏi, bằng vào tu vi mọi người không khó để nhìn ra có người đang đột phá ở đây. Chẳng lẽ là đột phá vũ tướng? Sao lại có phản ứng lớn như vậy? Chúng trưởng lão kinh ngạc không ngớt. Là đồ nhi Lục Lâm Thiên của ta đột phá vũ phách, các ngươi lập tức rời đi cho ta. Đừng quấy nhiễu hắn đột phá. Vũ Ngọc Tiền tức thì quát lên một tiếng. Là Lục Lâm Thiên đột phá vũ phách sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Mọi người kinh ngạc. Ngày trước Hồng Lăng đột phá tuy rằng động tĩnh cũng lớn thế nhưng cũng không có khoa trương như vậy nha. Tống trưởng lão kinh ngạc nói. Hừ, chỉ có Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Siêu, tiếp tục lại có một thân ảnh phi tới nhanh như thiểm điện rồi đáp xuống đỉnh núi. Ra mắt tông chủ, chúng trưởng lão tức thì hành lễ, cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vân Khiếu Thiên. Sư huynh, là ai đột phá vậy? Vân Khiếu Thiên nhìn lên bầu trời rồi dùng vẻ mặt ngưng trọng hỏi Vũ Ngọc Tiền. Là thiếu du đột phá vũ phách. Vũ Ngọc Tiền nói. Sư huynh, Lục Lâm Thiên chính là vũ giả tam hệ, đột phá vũ phách không phải là chuyện đùa, huynh để hắn tự mình đột phá là chuyện cực kỳ nguy hiểm a. Vũ giả song hệ đột phá vũ phách nhất định phải có cường giả trong tông tự mình hộ pháp, Lục Lâm Thiên lại là vũ giả tam hệ lại tự mình đột phá vô cùng nguy hiểm a. Cơ mặt Vân Khiếu Thiên tức thì co quắp nói. Sư đệ, thiếu du đột phá ta muốn giúp cũng không được a. Vũ Ngọc Tiền toát mồ hôi lạnh, lời Vân Khiếu Thiên nói hắn cũng hiểu, chỉ là hắn không giúp được gì mà thôi. Cái này quả thực có chút phiền phức. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống. Ngày trước Hồng Lăng đột phá hắn tự mình đứng bên cạnh hộ pháp, có một số thứ nếu không có hắn giải quyết thì Hồng Lăng sẽ gặp nguy hiểm, vũ giả tam hệ đột phá vũ phách không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Lục Lâm Thiên trong đại điện đương nhiên không biết được chuyện hắn đột phá đã dẫn tới chúng trưởng lão trong tông. Lúc này Lục Lâm Thiên tự thân hắn cũng khó mà bảo toàn, trong cơ thể hắn hiện tại có 5 cỗ năng lượng thuộc tính khổng lồ, nhưng hắn lại không thể khống chế. Mà 5 cỗ năng lượng này không ngừng đấu đá trong cơ thể khiến cho thân thể hắn dường như đang bị phá hủy. Nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn lại dùng hộ thể thực dương đan và độ ách ngũ tâm đan thì sợ rằng dưới sự trùng kích của 5 cỗ năng lượng kinh khủng này đã sớm biến thành cho bụi rồi. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã sống không bằng chết, 5 cỗ năng lượng khổng lồ này không ngừng chạy chồm chồm trong cơ thể hắn, một đường phá hủy khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm kinh mạch hắn đang đứt thành từng khúc. Xương cốt dưới áp lực đang phát ra tiếng cạch cạch, toàn bộ thân thể có cảm giác dường như chuẩn bị nổ tung. Lục Lâm Thiên chỉ có thể thủ hộ cỗ linh hồn lực trong đầu mà thôi. Lúc này cơ thể hắn truyền đến cảm giác suy yếu, mệt mỏi dã rời. Hắn có cảm giác mình đã thất bại, dưới sự trùng kích của 5 cỗ lực lượng hắn không thể khống chế được. Vũ giả toàn hệ có lợi cũng có hại, quá trình đột phá quá mức khó khăn, Lục Lâm Thiên lúc này có chút tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng thuộc tính này cũng quá lớn đi nha. Trên đỉnh núi, những trưởng lão Vân Dương Tông đều nhìn vào năng lượng thiên địa đang cuồng bạo kia, cả đám đều há hốc mồm, đây đâu phải ba động khi đột phá vũ phách, năng lượng cuồng bạo này so với khi đột phá vũ tướng cũng không kém bao nhiêu. Có chút không giống, năng lượng thuộc tính tại sao lại kinh khủng như vậy? Vân Khiếu Thiên nhướng mày, thời điểm Hồng Lăng đột phá cũng không có ba động cuồng bạo như vậy a. Trong bầu trời năng lượng bàng bạc không ngừng tiến đến khiến cho không gian chung quanh liên tục vang lên tiếng bạo tạc không ngừng vang lên bên tai. Không tốt, năng lượng hỗn loạn, chỉ sợ Lục Lâm Thiên sẽ đột phá thất bại. Dương trưởng lão có tu vi Vũ Vương tức thì đại biến nói. Sư đệ, làm sao bây giờ? Ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Vũ Ngọc Tiền tức thì sốt sắng nói với Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã tới giai đoạn này đã không còn cách nào khác chỉ có thể nhìn vào chính hắn mà thôi. Sư huynh quá sơ suất, Lục Lâm Thiên muốn đột phá ngươi phải thông báo cho tông môn một câu trước chứ. Ta, Vũ Ngọc Tiền tát lên mặt mình một cái sốt ruột nói.
ta không muốn các ngươi xuất thủ, lại nói người làm sư phụ như ta vô dụng, chút mặt mũi này của ta đã hại Thiếu Du rồi. Vũ Ngọc Tiền cũng biết Vũ Già Tam Hệ đột phá vũ phách nguy hiểm ra sao, thế nhưng hắn cũng coi trọng mặt mũi của mình. Đồ đệ của hắn đột phá lại phải tìm người khác hộ pháp, đến lúc đó sẽ khiến người khác chê cười, thế nhưng hiện tại hắn hối hận cũng đã không kịp, không ngừng đi qua đi lại, hận không thể tát thêm mình vài cát. Chỉ là Vũ Ngọc Tiền cũng không biết, coi như là trong tông phái cường giả đến hộ pháp cho Lục Lâm Thiên thì hắn cũng sẽ cự tuyệt. Lúc đột phá nếu như có người bên cạnh chuyện linh vũ song tu của Lục Lâm Thiên rất dễ bị đưa ra ánh sáng. Mà lúc này năng lượng thuộc tính cùng với năng lượng bên trong thiên địa cuồng bạo cho nên mọi người cũng vô pháp nhìn ra Lục Lâm Thiên là vũ giả toàn hệ cùng với linh giả. Năm cỗ năng lượng thuộc tính không ngừng tiến vào bên trong thân thể Lục Lâm Thiên, vì vậy trên đỉnh núi coi như là Vân Khiếu Thiên cũng không phát hiện ra được gì. Sư huynh, người cũng không nên trách mình, chúng ta cứ bình tĩnh nhìn xem diễn biến một chút. Hai hàng lông mày của Vân Khiếu Thiên nhíu lại, khẽ nói. Lúc này trên người Lục Lâm Thiên căn bản không có thời gian để ý xem chuyện hắn là linh vũ song tu có bị bại lộ không, thậm chí ngay cả biến hóa trên người mình hắn cũng không biết. Lúc này trong nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một đám quang mang nhàn nhạt tràn ra bên ngoài, mà lúc này nếu như Lục Lâm Thiên nhìn vào trong là có thể phát hiện ra linh ngọc sàng bên trong nhẫn chữ vật, không ngờ lúc này lại phát ra một cỗ quang mang chói mắt. Cỗ quang mang trên nhẫn chữ vật này dọc theo ngón tay Lục Lâm Thiên trực tiếp lan tràn tới lục phủ ngũ tạng toàn thân hắn và khí hải, giống như một cỗ không khí mát rượi đảo qua khiến cho toàn thân thoải mái. Ta không thể tuyệt vọng, ta muốn trở thành cường giả, ta còn có mẫu thân có vô song, con đường cường giả của ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi Lục Lâm Thiên gần tới tuyệt cảnh, ở sâu trong nội tâm hắn không biết từ đâu xuất hiện một cỗ lực lượng, đột nhiên Lục Lâm Thiên mở hai mắt. Hai mắt tràn ngập tơ máu dường như sắp chảy ra máu vậy. Tới lúc này Lục Lâm Thiên thức tỉnh, quang mang trên nhẫn chữ vật sau khi lóe lên vài cái tức thì biến mất. Ta không tin ta không thể ngưng tụ ra vũ đan, năm thuộc tính này làm khó dễ ta, vậy thì ta đem các ngươi cùng nhau ngưng tụ vậy. Lục Lâm Thiên thấp giọng quát, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra, hắn điều động chân khí hỗn loạn trong cơ thể cùng với năm cỗ năng lượng thuộc tính đang đánh nhau trong cơ thể. Nếu không thể khống chế năm loại năng lượng thuộc tính này, Lục Lâm Thiên quyết định ngưng tụ bừa năm cỗ năng lượng thuộc tính. Giờ phút này Lục Lâm Thiên tuy rằng nói là thanh tỉnh thế nhưng cũng không phải là thanh tỉnh tuyệt đối. Hiện tại chỉ là lực lượng cầu sinh, dãy dụa lần cuối trong tuyệt vọng mà thôi. Không biết cố ý hay vô ý, cũng có thể là Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, không thể khống chế năm cỗ năng lượng này ngưng tụ năm khỏa vũ đan, vậy thì cũng chỉ có thể ngưng tụ năm cỗ năng lượng thuộc tính này làm một. Đây là dãy giụa trong tuyệt vọng lần cuối cùng của Lục Lâm Thiên. Phụt! Lục Lâm Thiên lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, năng lượng thuộc tính quá mức cuồng bạo lại thêm chân khí hỗn loạn trong cơ thể ầm ầm đánh nhau khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác xương cốt hắn đang vỡ tan ra, mà lúc này bên ngoài thân thể hắn da rẻ đã nứt nẻ, máu tươi văng tung tóe tưới từ đầu tới chân hắn. Trong thoáng chốc Lục Lâm Thiên đã trở thành một huyết nhân. Nếu như có thể nhìn kỹ thì thấy lúc này xuyên qua lớp da nứt nẻ của Lục Lâm Thiên có thể thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Lâm Thiên đang phát ra quang mang, lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn vẫn đang được một chút năng lượng tàn dư của chân khí và độ ách ngũ tâm đan thủ hộ. Năng lượng thiên địa cuồng bạo cùng với năng lượng thuộc tính lúc này trực tiếp tiến vào thân thể qua da của Lục Lâm Thiên, lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, phá hủy thân thể của hắn. Ngưng cho ta! Hai mắt Lục Lâm Thiên đỏ ngầu. Thân thể tổn hại cũng không khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý, hắn đem chút chân khí cuối cùng còn sót lại bao vây năng lượng thuộc tính trong cơ thể mà khống chế. Phanh! Tiếng nổ vang trong nháy mắt từ cơ thể hắn truyền ra, trong năng lượng cuồng bạo này thân thể tổn hại của Lục Lâm Thiên một lần nữa lại nổ vang, ngón tay cái nứt ra, máu tươi tiếp tục chảy xuống, toàn bộ sàn đại điện lúc này nơi nơi đều là máu tươi của Lục Lâm Thiên. Phốc! Miệng phun ra một ngụm máu. Lực lượng cuồng bạo một lần nữa phá hủy thân thể, Lục Lâm Thiên có thể nghe thấy tiếng xương cốt của hắn nứt thành từng khúc, lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu nứt nẻ giống như làn da của hắn. Dưới một cỗ lực lượng đánh xuống trực tiếp khuếch tán, Lục Lâm Thiên cũng không thể kiên trì thêm được nữa, thân thể đang khoanh chân ngồi đó lập tức ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Mà trong lúc ngất đi Lục Lâm Thiên trong lòng hắn mất hết đi sự tự tin vốn có, rốt cuộc bản thân hắn vẫn thất bại. Nhưng vào lúc này sau khi Lục Lâm Thiên ngất đi cũng không cảm giác được, ngay khi hắn khống chế năm cỗ năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành vũ đan thì trong đám năng lượng bạo liệt kia cũng hình thành một vòng xoáy vô cùng lớn,
vòng xoáy này liên tục xoay tròn, trung tâm vòng xoáy cuồng bạo này không ngờ có một chỗ yên tĩnh. Dòng xoáy nhanh chóng xoay tròn cũng ngăn chặn luôn không gian bên trong đan điền khiến cho năng lượng cuồng bạo bên ngoài không thể tiến vào nửa phần. Năm cỗ năng lượng thuộc tính không ngừng chạy loạn lại thêm chân khí cuồng bạo, tất cả những thứ đều bị ngăn cách ở bên ngoài đan điền Lục Lâm Thiên. Lúc này trong trung tâm dòng xoáy đột nhiên xuất hiện một lực hút, năm cỗ lực lượng thuộc tính cũng bị hút một tia vào rồi nhanh chóng xoay tròn ở bên trong, một lát sau không ngờ càng ngày càng có nhiều năng lượng thuộc tính bị hút vào. Những năng lượng thuộc tính này vốn bài xích nhau thế nhưng dưới sự cấp tốc xoay tròn của vòng xoáy, lại thêm bên ngoài có năng lượng cuồng bạo đè nén bị mạnh mẽ ngưng tụ. Vù vù. Lúc này, trên đỉnh núi, năng lượng thuộc tính kinh khủng kia trong nháy mắt tán loạn, năng lượng thuộc tính đã mất đi sự dẫn dắt cho nên lúc này cũng chỉ có thế tán loạn đi mà thôi. Thất bại rồi. Giờ phút này trên đỉnh núi mọi người cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài một tiếng. Động tĩnh lớn như vậy đã chứng minh Lục Lâm Thiên ngưng tụ vũ đan thất bại, một vũ giả tam hệ A, thiên phú tốt như vậy, một vũ giả tam hệ trong ngàn vạn người không có lấy một người lúc này cũng không còn nữa. Lúc này có không ít người đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vũ Ngọc Tiền. Vũ trưởng lão này quả thực đúng là chuyên làm hỏng đệ tử mà. Một vũ giả tam hệ lại bị vũ trưởng lão phá đi. Nếu như là một trưởng lão khác giúp Lục Lâm Thiên đột phá thì cũng không xảy ra chuyện như vậy. Vũ trưởng lão ngồi dưới đất, hai mắt đỏ bừng, cả người ngẩn ngơ, liên tục lẩm bẩm nói. Thiếu Du, là vi sư hại ngươi, là vi sư hại ngươi a. Chỉ có Triệu Vô Cực là trong mắt xuất hiện thiếu ý, tuyệt đối là thiếu ý, không cần hắn động thủ tiểu tử này cũng đã chết. Lúc này hắn quả thực có ý nghĩ muốn tiến lên cảm tạ vũ trưởng lão một phen. Vân Khiếu Thiên nhìn vào cung điện màu vàng, ánh mắt thâm thúy khẽ thở dài nói. Chúng ta vào trong nhìn một chút. Chúng trưởng lão khẽ gật đầu lập tức tiến về phía cung điện. Ngay khi mọi người muốn tiến vào bên trong cung điện thì lập tức có một con rắn nhỏ màu vàng chắn trước cửa, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, dường như nó không muốn mọi người vào trong cung điện. Tránh ra. Tống trưởng lão nói một câu rồi phẩy tay về phía con rắn. Siêu. Ngay lúc này trong miệng con rắn nhỏ đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm màu vàng, khí tức nóng bỏng đột nhiên tuôn ra. Yêu thú thật mạnh mẽ. Mọi người nhanh chóng thối lui, lúc này sắc mặt của Tống trưởng lão cũng đại biến, khí tức trên người của con rắn nhỏ này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là hỏa diễm màu vàng này khiến cho hắn kiêng kỵ. Phì. Trong nháy con rắn nhỏ không ngừng rít gào, thân thể nhanh chóng phình to ra, lân phiến trên người không ngừng có hỏa diễm lập lòe, khí tức bạo ngược xuất hiện, uy áp tỏa ra khiến cho ngay cả những trưởng lão Vân Dương Tông ở đây cũng phải kiêng kỵ. Thân thể to lớn của con rắn này vừa vặn quay quanh quang điểm màu vàng một vòng, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, răng nanh sắc nhọn bắn ra hàn mang. Yêu thú thực mạnh. Sắc mặt mọi người đại biến trong nháy mắt lui về phía sau. Sau khi nhìn kỹ con rắn trước mặt mọi người mới biết được hóa ra nó chính là con rắn nhỏ vẫn luôn đi theo tiểu tử Lục Lâm Thiên kia, không ngờ nó lại kinh khủng như vậy. Yêu thú tứ giai sao? Nhưng mà tứ giai cũng không kinh khủng như vậy a. Mọi người không ngừng suy đoán, chỉ có yêu thú tứ giai mới có thể tự do biến hóa thân thể, thế nhưng có chút kỳ quái là đầu yêu thú trước mắt này khí tức trên người cũng không phải là tứ giai dường như còn kinh khủng hơn tứ giai một chút. Không thể phủ nhận, đầu yêu thú này có huyết mạch cực cao. Giống. Cũng vào lúc này trên không trung có một tiếng gầm lớn, trong chớp mắt thân ảnh thiên sĩ tuyết sư không chút xa lạ với chúng trưởng lão hiện ra. Hai cánh trực tiếp đánh ra một đạo khí lưu. Siêu. Lúc này có một đạo huyết quang từ trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhảy xuống trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu thú có thể tích không lồ toàn thân tràn ngập huyết quang, dáng vẻ dữ tợn, chính là huyết tích dịch vừa mới đột phá yêu thú trung kỳ trở về. Yêu thú tứ giai huyết tích dịch. Sắc mặt mọi người tức thì trầm xuống. Chủ nhân đang bế quan đột phá, các ngươi không được quấy rầy người. Huyết tích dịch mở miệng nói. Ngươi chính là huyết tích dịch trong sơn mạch Vũ Đô. Trong đám trưởng lão lúc này có một trưởng lão mặc áo bào trắng hỏi. Không sai, hiện tại ta chỉ là một yêu thú hộ thân của chủ nhân mà thôi. Huyết tích dịch nói, trước mặt cường giả, nếu như là trong sơn mạch Vũ Đô huyết tích dịch đã sớm chạy trốn thế nhưng hiện tại nó phải bảo vệ chủ nhân bế quan. Tiểu tử này rốt cuộc có kỳ ngộ gì mà không ngờ có nhiều yêu thú như vậy. Không ít trưởng lão cũng âm thầm kinh ngạc. Lúc này ánh mắt những trưởng lão kia lại nhìn về phía con rắn màu vàng trước mặt.
nhiệt xúc, mau tránh ra để ta đến xem đồ đệ của ta. Vũ Ngọc Tiền tiến lên phía trước nói. Phì. Con rắn thẻ lưỡi tạo ra tiếng phì phì dường như nó đang nói với huyết tích dịch cái gì đó. Chủ nhân đang bế quan, các ngươi không thể tiến vào, mặc kệ là ai cũng không được. Huyết tích dịch nói. Huyết tích dịch, chủ nhân ngươi đột phá thất bại chúng ta vào xem còn cứu được hắn hay không. Ngươi mau tránh ra bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Vân Khiếu Thiên nhướng mày một cỗ khí thế chậm rãi khuếch tán, tức thì áp chế huyết tích dịch. Dưới cỗ khí thế này huyết tích dịch ngay cả đôi cánh cũng không động đậy được. Phì. Khí tức của con rắn lần thứ hai tăng vọt trực tiếp chống lại khí thế của Vân Khiếu Thiên. Lúc này huyết tích dịch mới có thể mở miệng nói. Chủ nhân nhà ta không phải đột phá thất bại, Tiểu Long và chủ nhân có huyết khế trong người nếu như chủ nhân thất bại Tiểu Long sẽ biết. Hiện tại chủ nhân đang ở trong giai đoạn quan trọng, các ngươi không thể tiến vào. Một yêu thú tứ giai nho nhỏ không ngờ lại dám làm càn tại Vân Dương Tông ta, đúng là chán sống rồi. Triệu Vô Cực lạnh lẽo quát một tiếng dường như muốn xuất thủ với huyết tích dịch. Triệu trưởng lão, dừng tay. Vân Khiếu Thiên tức thì quát lên, sau đó hắn lại nhìn về phía Tiểu Long một cái rồi quay đầu lại nói. Toàn bộ rời đi, không nên cản trở Lục Lâm Thiên đột phá. Mà lúc này trong lòng Vân Khiếu Thiên cũng đang kinh ngạc về khí tức của Tiểu Long. Vừa rồi hắn có cảm giác thực lực của con rắn này tuy rằng không mạnh, thế nhưng cường độ khí tức cũng khiến cho hắn phải lưu ý, yêu thú này địa vị tuyệt đối không thấp. Tông chủ, lẽ nào chúng ta tin lời một đầu yêu thú nhỏ nhỏ nói sao? Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống nói. Triệu trưởng lão hôm nay quả thực vô cùng quan tâm tới Lục Lâm Thiên nha. Chỉ là yêu thú của Lục Lâm Thiên có huyết khế với hắn tự nhiên sẽ biết tình trạng của hắn hiện tại, chúng ta không nên đi vào làm kinh động tới hắn. Tạ trưởng lão nói, đúng, các ngươi đi đi, nếu ai quấy rối đầu nhi ta đột phá, ta thề sẽ không để yên cho kẻ đó. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực nói, mọi người lùi về phía sau, Tiểu Long, huyết tích dịch, thiên sĩ tuyết sư, ba thân thể to lớn thủ hộ trước đại điện. Mà giờ phút này thời gian chậm rãi trôi qua, trong cung điện màu vàng Lục Lâm Thiên đã lâm vào trạng thái chết giả, trên người có vô số vết thương, máu lúc này cũng đã ngừng chảy. Tất cả tiến vào trạng thái yên tĩnh, quanh thân hắn không biết từ khi nào xuất hiện một cỗ quang mang ngũ sắc. Đồng thời còn có một cỗ quang mang bạch sắc đan xen lẫn nhau, tổng cộng có 6 đạo quang mang cuốn quanh thân thể hắn. Hai ngày sau, mọi người đứng chờ ở đỉnh núi nhưng cũng không có động tĩnh gì liền lục tục rời đi. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, trong tông cũng có sự tình cần hắn xử lý cho nên sau khi dặn dò vũ trưởng lão một tiếng liền lập tức rời đi. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này Lục Lâm Thiên cũng không biết được đang xảy ra những chuyện gì. Trong đan điền khí hải dưới vòng xoáy mang theo năng lượng kinh khủng kia lúc này đã hình thành một quang cầu ngũ sắc, năng lượng cuồng bạo phát ra, khí thế không ngừng áp xúc. Mà lúc này trên quang cầu ngũ sắc có một cỗ khí tức từ đan điền khí hải khuếch tán ra. Cỗ khí tức này đi qua lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng của hắn chậm rãi ôn nhuận thân thể đã bị phá hủy nghiêm trọng. Dưới sự bao bọc của cỗ khí tức ngũ sắc này, khí tức không ngừng đi qua kinh mạch, huyết nhục, vết thương một lượt rồi trở lại bên trong quang cầu. Dưới sự chữa trị của khí tức ngũ sắc, kinh mạch, xương cốt, máu thịt vốn bị nghiền nát của Lục Lâm Thiên nhanh chóng sáng bóng, dường như lại tiếp tục có sinh mệnh. Tất cả các vết thương trên người đều được chữa trị một cách chậm rãi. Mà lần chữa trị này lại làm cho kinh mạch, cốt cách đã bị tổn hại của hắn sau khi phục hồi lại sẽ cường hãn gấp mấy lần. Dưới sự bao bọc của ngũ sắc quang mang thân thể của Lục Lâm Thiên đang chậm rãi tăng cường, có thể nói là thoát thai hoán cốt đang tiến hành một lần lột xác. Từ vũ sư đến vũ phách bản thân nó chính là một lần lột xác. Thế nhưng lúc này quá trình lột xác của Lục Lâm Thiên cực kỳ chậm rãi, đồng thời hình thức lột xác cũng không giống với mọi người. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này viên hồn đan kia vẫn tiếp tục xoay tròn, khiến cho linh hồn của Lục Lâm Thiên lấy lại sinh mệnh. Cho tới lúc này linh hồn của hắn kỳ thực đã không bị ảnh hưởng nữa. Bằng không nếu như linh hồn bị ảnh hưởng mất đi sinh mệnh cho dù tất cả thay đổi cũng chỉ phí công mà thôi. Có thể nói đây là vận khí của Lục Lâm Thiên, thân thể bị hao tổn thế nhưng linh hồn lực lại tự động ngưng tụ cũng không bị ngoại lực trùng kích. Khung xương cùng với lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Lâm Thiên đều tham lam thôn phệ khí tức ngũ sắc này bằng vào tốc độ mà mắt thường không thấy được chữa trị lại những hao tổn và lột xác. Trong đan điền, năm loại thuộc tính năng lượng vô cùng cuồng bạo kia từ ban đầu đều vây bên ngoài quang cầu ngũ sắc.
mà lúc này quang cầu ngũ sắc càng lúc càng lớn, lực xoay tròn cũng càng lúc càng lớn. Lúc này thế cục đã biến hóa hoàn toàn, trên quang cầu ngũ sắc phát ra một lực hút vô cùng lớn, không ngừng thôn vệ năng lượng thuộc tính trong đan điền. Giờ phút này, khí tức trên người Lục Lâm Thiên chính thức kéo lên. Vào ngày chúng trưởng lão rời khỏi, buổi chiều hôm đó ba người Lục Vô Song, Thúy Ngọc, Độc Cô Băng Lan cũng đã tới ngọn núi. Lục Vô Song buồn bã lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng nàng cũng không giúp được gì. Từ trong miệng sư phụ nàng mới biết được Lục Lâm Thiên trong lúc đột phá xảy ra biến cố. Mà tam nữ sau khi biết được hình dáng thật sự của Tiểu Long cũng kinh ngạc không ngớt. Thế nhưng ánh mắt của các nàng lại lập tức rơi vào cánh cửa trên đại điện kia. Ngày thứ ba, Vân Hồng Lăng cũng tới ngọn núi này, một lần nàng muốn xông vào đại điện thế nhưng lại bị Vũ Ngọc Tiền cùng Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan kéo lại. Vô Song tỷ, tiểu tặc kia không có việc gì chứ? Trên một tảng đá chúng nữ chăm chú nhìn vào đại điện, Vân Hồng Lăng nhẹ giọng hỏi. Thiếu Du không có việc gì, rớt xuống vực sâu vạn trượng cũng không chết được, bây giờ nhất định cũng không có chuyện gì. Lục Vô Song nói, trong lòng nàng hiện tại cũng vô cùng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nói vậy để an ủi chính mình mà thôi. Tiểu tặc này ngàn vạn lần không thể chết nha, hắn còn chưa có lấy ta sao có thể chết được, hắn còn chưa phụ trách với ta nữa mà. Vân Hồng Lăng lớn tiếng nói. Cái gì? Những lời này của Vân Hồng Lăng khiến cho đám người Lục Vô Song, Thúy Ngọc, Độc Cô Băng Lan, còn có Vũ Ngọc Tiền, Mã Phương cách đó không xa đều há hốc mồm. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu tặc kia đã đồng ý chịu trách nhiệm với ta rồi. Vân Hồng Lăng sửng sốt, nhìn thấy tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn mình tức thì nàng chu miệng nói. Hồng Lăng, lẽ nào ngươi và Thiếu Du đã có? Sắc mặt Lục Vô Song đại biến nhanh chóng hỏi Vân Hồng Lăng. Vô Song tỷ, không giống như trong tưởng tượng của các ngươi đâu, chỉ là cũng gần giống như vậy. Gương mặt Vân Hồng Lăng đỏ lên, dù sao cũng đã lỡ miệng rồi, bằng vào tính cách của nàng cũng không phải là một nữ nhân e thẹn hay xấu hổ, lập tức thừa nhận. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, trong mắt hai người Lục Vô Song, Thúy Ngọc tức thì có chút dị dạng. Sau đó cả hai đều nhíu mày nhìn về phía đại điện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này toàn bộ đệ tử thân truyền Vân Dương Tông đều biết chuyện Lục Lâm Thiên trong lúc đột phá vũ phách xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, điều này khiến cho không ít người vui vẻ, có người thở dài có người hả giận, còn có một ít tiếc hận. Một vũ giả đột phá vũ phách thất bại tuy rằng đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào thế nhưng nếu như có một vũ giả tam hệ lại có tu vi vũ phách suốt ngày xuất hiện trước mặt bọn họ mà bọn họ cũng chỉ có thể ước ao đấu kỵ. Hiện tại biết được tin tức Lục Lâm Thiên trong lúc đột phá xảy ra sự cố đương nhiên là tìm cách truyền bá tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, trong đại điện Hoàng Kim này vẫn không có phản ứng. Lục Lâm Thiên bế quan tổng cộng đã mất 48 ngày, hầu như tất cả mọi người trong Vân Dương Tông đều cho rằng Lục Lâm Thiên đã không còn hy vọng gì nữa, lâu như vậy còn không đột phá thì sao có hy vọng gì nữa. Ngày thứ 48. Quanh thân Lục Lâm Thiên có 6 đạo quang mang quấn quanh, thân thể máu chảy đầm đìa vô cùng thê thảm kia lúc này đã được chữa trị toàn bộ, toàn thân tỏa ra lực lượng bạo tạc mạnh mẽ. Ta không chết, hay là đã chết? Lúc Lục Lâm Thiên khôi phục được một chút ý thức thì việc trước tiên hắn làm là nhìn vào cơ thể mình rồi lẩm bẩm nói. Không chết, rốt cuộc còn chưa chết. Lục Lâm Thiên đột nhiên mở hai mắt, lại khoanh chân ngồi xuống. Sau khi kiểm tra thân thể một lượt thì không ngờ thân thể hắn lúc này không có lấy một vết thương, đồng thời cường hãn tới một trình độ mà hắn không thể tưởng tượng được. Mà trong cơ thể hắn hiện tại không ngờ đã ngưng tụ ra một viên vũ đan. Đây là hình dạng của vũ đan sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt, bản thân hắn là vũ giả ngũ hệ, vốn phải ngưng tụ ra 5 khỏa vũ đan mới đúng, thế nhưng cuối cùng hắn rơi vào bước đường cùng không ngờ lại đem 5 cỗ năng lượng thuộc tính này ngưng tụ thành một viên vũ đan. Mà viên vũ đan này không ngờ lại ngưng tụ thành công. Cái này có hậu quả gì Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không biết, hắn chỉ biết mình không chết là do vận khí vô cùng tốt. Trong đầu lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được hồn đan trong đầu đang dần được ngưng tụ thành hình. Đột phá! Lục Lâm Thiên thầm quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay một lần nữa biến hóa. Trên đỉnh núi, Lục Vô Song ngồi trên một tảng đá ánh mắt nhìn về phía cung điện màu vàng. Một lúc lâu sau nàng khẽ thở dài lẩm bẩm nói. Đã lâu như vậy rồi sao đệ còn chưa ra, coi như là vì Tam A Di, vì Hồng Lăng, đệ nhanh ra đây đi. Thấp giọng nói xong khuôn mặt Lục Vô Song hiện lên vẻ lo lắng.
Sau khi nghe Vân Hồng Lăng nói chuyện, trong lòng nàng không khỏi có chút tức giận và thất vọng. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lúc này sinh tử không rõ làm nàng có chút lo lắng, về phần tức giận và thất vọng, nếu như hắn có thể bình an đột phá, sau này nàng không gặp hắn cũng được. Trên đỉnh núi, trong đôi mắt xinh đẹp của ba người Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Độc Cô Băng Lan không khỏi có chút lo lắng, trong lòng mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, cứ chờ đợi trong lo lắng như thế này các nàng đã chờ hơn một tháng rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mặt đất trên ngọn núi đột nhiên chấn động, dường như cả ngọn núi vừa giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ vậy. Trên ngọn núi mấy người nghi hoặc nhìn chung quanh, thế nhưng lúc này trong không trung một lần nữa lại có một cỗ năng lượng thiên địa khổng lồ trong nháy mắt hội tụ. Là động tĩnh từ đại điện truyền ra. Mọi người ngay lập tức cảm nhận được dị động bên trong đại điện truyền tới, là một cỗ hơi thở nhanh chóng tăng lên. Cảm nhận được cỗ hơi thở này, trong mắt Vũ Ngọc Tiền hiện lên sự hưng phấn khó có thể che giấu được. Cỗ khí tức này là của Lục Lâm Thiên, tiểu tử này không ngờ lần thứ hai bắt đầu đột phá. Bắt đầu đột phá sao? Thúy Ngọc khẽ lẩm bẩm, trong mắt nàng có chút kinh ngạc. Tiểu tặc này đang đột phá, ta có thể cảm giác được. Vân Hồng Lăng kinh hỉ nói, hiện tại nàng vô cùng hưng phấn, hơn một tháng nay nàng đã sống trong lo lắng. Năng lượng trong thiên địa bàng bạc nhanh chóng hội tụ trên ngọn núi, một cỗ năng lượng cuồng bạo lần thứ hai nhanh chóng hướng về phía bên trong đại điện mà tới. Dưới khí tức cuồng bạo, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch đều phải tạm tránh ra xa. Trong đại điện lúc này dường như có một cái động không đáy đang tham lam thôn vệ năng lượng thuộc tính bên trong thiên địa. Một cỗ khí tức cường hãn từ trong đại điện như thủy triều truyền ra bên ngoài. Là khí tức của Vũ Phách. Tiểu tặc này đã thành công đột phá Vũ Phách rồi. Vân Hồng Lăng lắp bắp nói, vẻ mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Khi trước nàng đột phá Vũ Phách cũng không có động tĩnh lớn như vậy nha. Thành công rồi, thành công rồi. Vũ Ngọc Tiền kích động tới mức khoa tay múa chân, cảm nhận được cỗ khí tức này đã bình ổn trở lại, hắn biết Lục Lâm Thiên ở bên trong đang đột phá. Giống. Nhưng vào lúc này, trong đại điện truyền ra một tiếng gầm gừ lớn. Tiếng gầm này giống như là yêu thú giống lên vậy. Thế nhưng mọi người ở đây có thể nghe ra, đây chính là âm thanh của Lục Lâm Thiên. Tiếng gầm này phóng lên cao, cùng lúc đó trong đại điện Hoàng Kim có một cỗ khí tức phóng lên cao. Nếu nhìn kỹ thì không khó có thể nhìn thấy trong khí tức này có 6 đạo quang mang quanh quẩn. Khí tức cường hãn trong nháy mắt khuếch tán trên không trung. Trong nháy mắt năng lượng thuộc tính cùng với năng lượng thiên địa va chạm vào nhau tạo ra tiếng ầm vang truyền đi. Phanh! Năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra tứ phía tạo thành gợn sóng trên không trung. Siêu siêu! Lúc này từ bốn phương tám hướng có không ít trưởng lão của Vân Dương Tông trong nháy mắt chạy tới. Vân Khiếu Thiên dẫn đầu đi tới đỉnh núi, sắc mặt mọi người có chút kinh ngạc, khí tức này không khỏi quá lớn đi a. Chỉ là lúc này khi bọn họ đến mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, chung quanh im ắng, ngay cả năng lượng sao động cũng đã tiêu tán trong thiên địa. Vô song! Vừa rồi Lục Lâm Thiên đột phá sao? Tạ trưởng lão hỏi Lục Vô Song. Hẳn là Thiếu Du đột phá. Lục Vô Song khẽ trả lời. Không ngờ lại đột phá, còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng trưởng lão sợ hãi than. Ắt xì. Lúc này cánh cửa cung điện Hoàng Kim mở ra. Một thân ảnh đầu tóc rối bù, quần áo bị nghiền nát, toàn thân tràn ngập khí tức cường hãn xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Tuy rằng quần áo rách nát, tóc rối bù, thế nhưng trên khuôn mặt kiên nghị kia khóe miệng vẫn nhếch lên đầy thiếu ý, không phải là Lục Lâm Thiên thì có thể là ai cơ chứ? Siêu! Tiểu Long thu nhỏ thân thể, vô cùng thân thiết bay tới trên vai Lục Lâm Thiên rồi không ngừng thè lưỡi liếm mặt hắn. Ra mắt chủ nhân! Huyết Tích Dịch nói rồi cũng thu nhỏ thân thể lại. Khục khục! Nhìn thấy mọi người trước mặt Lục Lâm Thiên ho khan một tiếng sau đó có chút sửng sốt rồi lập tức hành lễ. Đệ tử ra mắt tông chủ! Ra mắt sư phụ và chư vị trưởng lão. Nhìn người trước mặt rõ ràng là Lục Lâm Thiên, mọi người càng thêm nghi hoặc, tóc rối bù, quần áo tả tơi, Lục Lâm Thiên này đột phá dường như rất là đặc sắc nha. Tiểu tặc, ta biết ngươi sẽ không chết mà, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đúng lúc này một thân ảnh xinh đẹp nhanh như thiểm điện lao thẳng vào lòng Lục Lâm Thiên. Dường như nàng không để ý tới đám người đang đứng chung quanh. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vân Hồng Lăng ôm cổ, lập tức một mùi hương thơm ngát tràn vào trong mũi. Lục Lâm Thiên vô cùng sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy lúc này Vân Khiếu Thiên,
chư vị trưởng lão của Vân Dương Tông hiện tại đang há hốc mồm nhìn bọn họ. Đặc biệt là Vân Khiếu Thiên, cái miệng mở to đủ để nhét một quả trứng vịt vào. Chúng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều vô cùng chấn động. Mới cách đó hơn một tháng Vân Hồng Lăng nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn muốn đánh muốn giết thế nhưng bây giờ không ngờ lại trực tiếp ôm Lục Lâm Thiên. Sợ rằng lúc nàng hô đánh hô giết khi trước cũng chỉ là đánh yêu mà thôi. Khục khục. Vân Khiếu Thiên ho khan vài tiếng, làm cho trước mặt chúng trưởng lão, mặt mũi của hắn đã mất hết rồi, không thể vãn hồi lại nữa, hắn nói. Hồng Lăng, còn không qua đây, đừng đánh sư đệ ngươi nữa. À. Hồng Lăng lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên thì thấy các vị trưởng lão hiện tại đều đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, tức thì nàng trừng mắt lại rồi lùi về bên người Vân Khiếu Thiên. Lục Lâm Thiên, người đột phá vũ phách rồi sao? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Bẩm tông chủ, đệ tử đã đột phá. Lục Lâm Thiên lúc này ngay cả ngẩng cao đầu cũng không dám, ôm nữ nhi ngay trước mặt phụ huynh, chỉ sợ có chút phiền phức. Đột phá là tốt rồi. Ngươi nên nghỉ ngơi vài ngày. Còn hơn 3 tháng nữa tông môn sẽ chọn 20 đệ tử thân truyền tiến vào mật địa tu luyện, ngươi nên tu luyện cho tốt. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vâng, thưa tông chủ. Lục Lâm Thiên đáp, thế nhưng ánh mắt Thủy Chung vẫn không dám nhìn thẳng về phía Vân Khiếu Thiên. Chư vị trưởng lão, chúng ta về thôi. Gần đây chư vị trưởng lão cũng nên đốc thúc đệ tử mình tu luyện, mật địa sắp mở ra thế nhưng cũng chỉ có 20 danh ngạch mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói xong trực tiếp nắm lấy tay Vân Hồng Lăng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Các vị trưởng lão đều tự mình rời đi. Chỉ có Triệu Vô Cực trước khi đi là dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Vô song. Ánh mắt khẽ đảo qua Lục Lâm Thiên lập tức nhướng mày. Vừa rồi hắn còn thấy Lục Vô Song ở đây thế nhưng trong nháy mắt đã không thấy đâu. Ngay cả Độc Cô Băng Lan và Thúy Ngọc cũng không biết đã đi từ bao giờ. Hảo đồ nhi của ta. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ gấp muốn chết à. Vũ Ngọc Tiền đi tới bên người Lục Lâm Thiên thở ra một hơi rồi nói. Là đệ tử khiến cho sư phụ lo lắng. Lục Lâm Thiên thi lễ, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Vũ Ngọc Tiền, trong lòng hắn không khỏi nói một câu vị sư phụ này quả thực hắn không nhận lầm. Là tại ta không tốt, thiếu chút nữa hại tới con. Vũ Ngọc Tiền thở dài nói. Sư phụ. Đệ tử vừa mới đột phá còn cần củng cố một chút, đệ tử xin phép cáo từ. Lục Lâm Thiên trực tiếp kiếm cớ chạy trốn. Được rồi, trở về điều thức một chút đi, vừa mới đột phá hẳn phải củng cố một chút. Vũ Ngọc Tiền nói. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lúc trước ta cảm thấy khí tức của ngươi suy yếu tới cực độ thiếu chút nữa ta đã nhảy vào, may sao một lát sau nó chậm rãi tăng lên. Thanh âm Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên có chút không yên lòng, trong lòng hắn đang nghĩ vừa rồi Lục Vô Song nhất định đã thấy Vân Hồng Lăng lao tới ôm hắn cho nên mới lặng lẽ rời đi. Chuyện này có điểm giống lật thuyền A. Một lát sau hắn đã tới ngọn núi của chính mình, nhảy khỏi lưng thiên sĩ tuyết sư Lục Lâm Thiên đi vào phòng thay một kiện trường bào sạch sẽ khác. Một viên vũ đan, chắc hẳn cũng không có ảnh hưởng gì. Trong phòng, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Sau khi xem xét cơ thể mình hắn không khỏi chau mày. Vũ giả song hệ khi đột phá sẽ ngưng tụ ra 2 khỏa vũ đan, tam hệ thì ngưng tụ 3 khỏa, hắn là vũ giả ngũ hệ phải ngưng tụ 5 viên vũ đan mới đúng, thế nhưng hiện tại lại chỉ có 1 viên vũ đan. Sau khi nhìn qua một chút viên vũ đan này Lục Lâm Thiên cảm thấy nó có điểm kỳ lạ, dựa theo tư liệu hắn đọc ở Vạn Vũ Lâu, vũ giả sau khi đạt tới vũ phách thành công ngưng tụ vũ đan thì vũ đan của hắn chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Màu sắc của vũ đan cũng dựa theo thuộc tính mà phân chia. Đỏ là hỏa, xanh là mộc, thủy là lam, thổ là nâu, phong là trắng, thế nhưng viên vũ đan hiện giờ của hắn lại lớn bằng nắm tay trẻ con, so với vũ đan của vũ giả bình thường thì lớn hơn gấp 10 lần nha. Càng thêm kỳ lạ chính là trên viên vũ đan này có đủ 5 màu đại diện cho 5 hệ đang chậm rãi xoay tròn trong đan điền của hắn. Loại biến hóa này của vũ đan vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút lo lắng đồng thời cũng cảm giác được rõ ràng thực lực của bản thân hiện giờ so với lúc còn là vũ sư là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, đây chính là sự khác biệt về bản chất. Lúc này chân khí bên trong đan điền so với chân khí khi còn là vũ sư tinh thần hơn không biết bao nhiêu lần. Điều động một chút chân khí trong cơ thể, xương cốt lập tức vang lên tiếng cách cách,
lúc này chân khí di chuyển trong kinh mạch như là nước sông chảy ra biển vậy. Cơ thể tràn ngập cảm giác khoan khoái dễ chịu, một ngụm chọc khí từ yết hầu lên tới miệng Lục Lâm Thiên rồi thoát ra ngoài. Đây là sự khác nhau giữa vũ phách và vũ sư sao? Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí như biển rộng bên trong đan điền mà không khỏi có chút kinh ngạc nói. Lúc này thực lực của bản thân hắn so với thời gian còn là vũ sư cửu trọng đỉnh phong quả thực như là trời với đất vậy. Thủ ấn trong tay biến đổi một đạo phong nhận trong nháy mắt xuất hiện trong không gian, ngoài lực lượng cuồng bạo ra nó cũng khiến cho không khí chung quanh nhộn nhạo không ngừng. Cảm nhận loại lực lượng này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán thực lực hiện tại của hắn nếu như một lần nữa gặp Hoàng Hổ thì hắn không cần xuất ra hư linh huyễn ấn, chỉ bằng vào thực lực vũ giả cũng có thể dùng một chiêu làm đối phương bị thương nặng. Sau khi xem xét viên hồn đan trong cơ thể, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi nhếch lên. Viên hồn đan này quả thực giống với trong ghi chép của Vân Dương Tông thế, nhưng có một chỗ khác, đó là viên hồn đan của hắn lại lớn bằng 3 ngón tay cái, so với linh giả vừa đột phá tới linh phách thì lớn hơn gấp 3 lần. Trên điểm này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Nguyên nhân là do linh hồn lực của hắn mạnh hơn gấp mấy lần so với linh giả đồng cấp, lại có thêm linh hồn thần dịch và linh ngọc sàng hỗ trợ, linh hồn lực của hắn vẫn luôn chậm rãi tăng trưởng. Xem ra chỉ tính riêng trong linh giả đồng cấp hắn mạnh hơn không ít so với linh giả bình thường. Đột phá vũ phách cũng có thể thôn phệ yêu đan và linh đan rồi. Lục Lâm Thiên thì thào nói. Trên người hắn hiện tại còn 2 viên linh đan và 1 viên yêu đan. Trước đó tu vi quá thấp không thể chịu được năng lượng khổng lồ kia cho nên vẫn không thể luyện hóa. Hiện tại hắn đã đột phá tới linh phách và vũ phách, sau này thôn phệ linh đan và yêu đan tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn không ít. Lục Lâm Thiên lập tức thử điều động năng lượng 5 loại thuộc tính của hắn. Hắn lập tức phát hiện ra tất cả vẫn như bình thường, căn bản không có gì khác, xem ra viên vũ đan này cũng không có tác dụng phụ gì. Chí ít là hiện tại không có tác dụng phụ. Nhìn lên sắc trời lúc này đã gần tới hoàng hôn, Lục Lâm Thiên nhíu mày, lúc này hắn mới nhớ đến mình còn một số việc chưa làm. Lục Vô Song nhìn thấy một màn giữa hắn và Vân Hồng Lăng phỏng chừng trong lòng hiện tại đang ghen nha, hắn phải nghĩ một chút biện pháp bù đắp mới được. Tại một ngọn núi khác lúc này có một thân ảnh tuyệt mỹ đang ngồi trên một tảng đá, ngũ quan xinh xắn, trên mặt nàng có một nốt hồng ban, chính là nha hoàn Thúy Ngọc. Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải là vì Lục Lâm Thiên hay không? Một lát sau có một thân ảnh xinh đẹp đi tới, chính là Độc Cô Băng Lan. Nếu như lúc này có người ở đây nhất định sẽ kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Bởi vì Độc Cô Băng Lan này không ngờ lại gọi Thúy Ngọc là tiểu thư, thế nhưng tất cả những chuyện này lại không có ai nhìn thấy. Lúc không có ai cũng đừng gọi ta là tiểu thư, ta không muốn bại lộ thân phận. Thúy Ngọc buồn bã nói. Được rồi, Thúy Ngọc. Độc Cô Băng Lan nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao mà ngươi giàu dĩ không vui như vậy không? Không có gì. Thúy Ngọc nở nụ cười có chút miễn cưỡng nói. Ngươi không lừa gạt được ta đâu. Nhất định là vì Lục Lâm Thiên rồi. Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc nói. Hắn đã có Hồng Lăng rồi. Thúy Ngọc khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện ra một chút cô đơn. Tiểu thư, lẽ nào người cho rằng mình không bằng Hồng Lăng sao? Nếu như người công khai thân phận, e rằng toàn bộ đại lục linh vũ này thanh niên tài tuấn, thiếu niên anh hùng sẽ chạy tới cho người lựa chọn. Độc Cô Băng Lan nói. Bởi vì thân phận của ta cho nên ta mới không thể quyết định vận mệnh của mình. Ta muốn phản kháng thế nhưng trước mặt gia tộc ta quá nhỏ bé, căn bản không có đủ sức phản kháng. Thúy Ngọc thở dài, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ.